chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 826 tình báo có lầm. Hai nữ tử lại xoay người đi đến mặt sau trong xe ngựa đỡ xuống dưới một người thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ thân xuyên màu đỏ rực áo gấm, ngoại khoác màu trắng lông cáo áo choàng. Diện mạo cực kỳ diễm lệ, mặt mày như họa, đặc biệt là cặp kia thanh triệt sáng người mắt to, phản phất có thể nói giống nhau. Mà nàng môi hơi kiều, tự hồ còn mang theo vài phần ý cười, nhìn ra được lúc này tâm tình cực hảo. Sở lệ huyên ánh mắt dừng ở trên người nàng một lát, cũng không phải bị nàng mỹ diễm kinh sợ. Mà là hắn trong đầu lập tức hiện lên, hắn tiểu kiều thê ngày thường liền thích như vậy mặt, là cỡ nào tiên khí phiêu phiêu. Mà trước mặt nữ nhân này chính là một cái khác cực đoan, cũng có thể hai chữ tới hình dung, yêu khí. Cái này yêu nữ thật rõ ràng, là nghe được hắn tức phụ nhi yêu thích, cư nhiên xuyên cùng hắn hân hân giống nhau. Người khác đều cho rằng sở lệ huyên thích như vậy mặt nữ tử, huyền không biết, đó là bởi vì khương hân nghiêng thích hắn mới thích. Sở lệ huyên đệ nhất ý tưởng chính là, trước mặt này yêu nữ tưởng bắt chước hắn tức phụ nhi hắn không tự chủ được mà đi phía trước đi rồi vài bước, muốn xem càng cẩn thận một chút. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tên kia tuyệt sắc yêu nữ lại đột nhiên quay đầu tới đối hắn xinh đẹp cười, công tử, ngươi như thế nào không xuống ngựa tới đâu. Sở lệ huyên bị này thanh kêu to cấp khiếp sợ, hắn lập tức dục ngựa sau này lui một bước, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Yêu nữ thấy thế không khỏi cười khanh khách lên, ngay sau đó một cái xoay người, màu trắng lông cáo áo choàng liền dừng ở tuyết địa thượng phát ra lạch cạch một tiếng giòn vang. Sở lệ huyên lạnh một khuôn mặt, đáy mắt tràn đầy hàng mang, cái này yêu nữ cư nhiên dám đảm đương phố đùa giỡn hắn. Quả thực to gan lớn mật. Nhưng mà Vân nếu ngữ lại một chút không sợ sở lệ huyên, ngược lại là vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn về phía hắn. Còn ở triều hắn hành lễ, nàng thanh âm thập phần điềm mỹ dễ nghe, tiểu nữ tử Vân nếu ngữ, phụng phụ mệnh tới đón sở gia hồi phủ. Vân nếu ngữ là cái gì ngoạn ý nhi? Sở lệ huyên như là xét đánh một chút, cái này vân nếu ngữ làm sao dám nói, tới đón hắn hồi phủ. Hắn sắc mặt âm trầm, nhấp chặt cánh môi không nói một lời, đôi mắt cắt gao mà nhìn chầm chầm vân nếu ngữ. Như vậy, phản phất muốn đem vân nếu ngữ ăn tươi nuốt sống. Vân nếu ngữ cha, lúc trước bị biếm đến Giang Nam, sau lại không biết như thế nào, đột nhiên thăng chức trở thành lạc nguyên phủ phủ đài. Sở lệ huyên ánh mắt kia trung sát ý, tự hồ muốn đem vân nếu ngữ cấp bầm thay vạn đoạn hắn sở lệ huyên, là cỡ nào thân phận, thế nhưng bị một cái nho nhỏ yêu nữ như thế trêu chọc, này quả thực chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Vân nếu ngữ lại một chút không e ngại hắn ánh mắt uy hiếp, nàng dơ dơ lên cầm, bổn tiểu thư chính là tìm chết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân nếu ngữ là làm đủ công khóa, nàng biết sở lệ huyên liền thích cả gan làm loạn nữ hài. Nàng cha từ quy thuận huyên nghiên triều lúc sau, tân triều lương thực liền cuồn cuộn không ngừng đưa đến bọn họ lạc nguyên thành nàng cha mỗi ngày ở trong phủ nhắc mãi sở gia cỡ nào lợi hại vâng nếu ngữ bắt đầu không như thế nào lưu ý nàng cho rằng sở lệ huyên là một cái lão nhân ngày đó ở thành lâu phía trên vô tình nhìn thấy một cái thiên thần hạ phàm trần dường như nam nhân vâng nếu ngữ lúc ấy liền ra lệnh cho thủ hạ đi hỏi thăm bởi vì ở lạc nguyên thành nàng cha chính là lớn nhất quan nàng nghĩ muốn cái gì không chiếm được đâu nào biết nàng những cái đó thủ hạ trở về nói cho nàng nói đó chính là huyên nghiên triều sở gia Tuy rằng sở gia còn không có xưng đế, nhưng là mọi người đều biết hắn chính là huyên nghiên triều hoàng đế. Vì thế, Vân Nếu Ngữ liền bắt đầu nghiên cứu sở lệ huyên yêu thích, nhiều mặt hỏi thăm mới biết được. Sở gia đặc biệt thích xuyên hồng y, bạch áo choàng, còn thực kiêu ngạo nữ tử, này Vân Nếu Ngữ không phải học được 10 thành 10. Ở sở lệ huyên cảm nhận trung liền biến thành yêu nữ bộ dáng, hiện giờ càng thành không ai bị nổi yêu. Sở lệ huyên phía sau các thiếu niên không khỏi nuốt khẩu nước miếng, trong đó một thiếu niên nâng lên tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Sau đó mới chậm rãi hỏi, cô nương. Ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Chúng ta gia nại ngươi không gì? Một chưởng chụp chết ngươi thì tốt rồi nha, chỉ là như vậy Mỹ cô nương quá đáng tiếc điểm. Vân nếu ngữ chớp chớp đôi mắt, ngay sau đó lộ ra một mạc, nàng chính mình cho rằng nhất điểm Mỹ mỉ miễn cười. Nhưng ở chúng thiếu niên xem ra lại là so yêu càng khó xem biểu tình, các ngươi nói đi, này các thiếu niên tức khắc á khẩu không trả lời được bọn họ nào biết đâu rằng cô nương này rốt cuộc là muốn làm cái gì chỉ biết cái này cô nương giống như có điểm ngốc ngốc đến dám khiêu khích bọn họ ra vâng nếu ngữ tầm mắt ở chung quanh vần quanh một vòng cuối cùng dừng ở sở lệ huyên trên mặt trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang nàng nhẹ giọng hỏi ngươi kêu sở lệ huyên đúng không chúng thiếu niên gật đầu như đảo tỏi bọn họ trong lòng không khỏi dẫn theo một hơi cũng vì mỹ lệ yêu nữ đổ mồ hôi đã có thể vào lúc này, vâng nếu ngữ thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn lên, nàng kiêu ngạo đến cực điểm nói. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, bổn tiểu thư chính là coi trọng ngươi như thế nào. Sở lệ huyên cấp bổn tiểu thư quỳ xuống sướng chinh phục đi. Vân nếu ngữ lời này tức khắc làm chúng các thiếu niên đều sợ ngây người, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vân nếu ngữ. Phản phất không tin, thế gian này thế nhưng còn sẽ có như vậy to gan lớn mật nữ nhân. Sở lệ huyên cũng bị những lời này lôi đến ngoại tiêu lý nộn, hắn há miệng thở dốc, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng hắn phản ứng, càng làm cho chúng các thiếu niên cảm thấy kinh ngạc, cô nương này cũng dám đùa dẫn bọn họ đại danh đỉnh đỉnh sở gia. Quả thực chính là tìm chết, quả nhiên liền thấy bọn họ sở gia nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ, tìm chết. Sở lệ huyên trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Vân nếu ngữ không chút nào sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích mà gợi lên khóe môi, cười tủm tỉm mà nói, bổn tiểu thư hôm nay chính là tới tìm chết, Ngươi muốn thế nào? Nếu chính ngươi muốn chết vậy chẳng trách người khác. Sở lệ huyên trong mắt hiện lên một đạo hàng quang. Một chân đá hướng vân nếu ngữ, thân thể của nàng ở giữa không trung cắt một vòng tròn, sau đó hướng trên mặt đất một quan ngã, phanh một tiếng vang lớn. Vân nếu ngữ đầu nặng nề mà nện ở trên quan đạo, máu tươi theo cái trán của nàng chảy xuôi xuống dưới, nhìn thấy ghê người. Hoa! a, à. Đi theo vân nếu ngữ phủ binh nhóm sôi nổi hít hà một hơi, kinh hoảng thất thố mà khắp nơi tán loạn chạy trốn. Mà sở lệ huyên bên người các thiếu niên vẫn không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Phản phất này hết thảy đều là như vậy bình thường, là bọn họ dự kiến bên trong sự tình. Vân nếu ngữ cả người sụi lơ thành một bãi bùn, không còn có nửa phần sinh khí. Sở lệ huyên nhíu mày đối các thiếu niên nói, mặc kệ còn có hay không khí, đều đưa đi phủ đài phủ, cũng nói cho vân phủ đài đại nhân vừa rồi phát sinh sự. Vân nếu ngữ quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt dần dần mê mang lên, trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng cảm nhận được chung quanh truyền đến từng trận lạnh lẽo không khí, phản phất rơi vào động băng lung giống nhau, làm nàng nhịn không được co rúng lại một chút. Nàng trong đầu, hiện ra vừa mới tình cảnh, nàng cư nhiên bị sở lệ huyên một chân đá phi, rồi sau đó hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Sở lệ huyên vì cái gì muốn đánh chính mình? Chẳng lẽ hắn không phải thích kiêu ngạo nữ tử? Tình báo có lầm. Vâng nếu ngữ trong lòng tức khắc có chút khẩn trương lên, Tuy rằng nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng thật đương sự thật bại ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng vẫn là không tiếp thu được. Chương 827 Vân Phụ Biếm Quang Vân nếu ngữ nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình tỉnh hạ tâm tới, nhưng vô luận nàng như thế nào nỗ lực, đều tỉnh không xuống dưới. Này nam nhân thật sự là quá khủng bố, nhưng nàng nhớ rõ rành mạch, nàng đã từng gặp qua hắn mặt. Ngày đó sáng sớm, trên mặt hắn mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, dường như trích tiên hạ phàm trần tới tốt đẹp. Sao trong nháy mắt, liền biến thành ác ma tàn nhẫn độc ác đâu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tình báo thượng rõ ràng liền nói, hắn còn mỗi ngày thì thầm xuống tay hạ nhanh lên làm việc, hắn còn muốn chạy trở về cấp qua nhi tẩy tả. Như vậy một cái ái hoa hảo phụ thân, sao có thể sẽ là cùng hung cực ác đồ đệ đâu? Đặc biệt còn đối nàng, như vậy hoa dung nguyệt mạo nữ tử như vậy hung tàn, cư nhiên một chân liền đá bay nàng. Vâng nếu ngữ vương tay phải, sờ sờ chính mình gương mặt, đầu ngón tay lây dính vết máu nàng trong lòng bỗng nhiên đau xót, chẳng lẽ là hủy dung. Liền điểm này đủ để chứng minh, sở gia về sau đối đãi các bá tánh sẽ có bao nhiêu nhẫn tâm đạm mạc. Bất quá cũng có thể lý giải hắn cách làm, bởi vì vương sở dĩ vì vương, chính là muốn xá thường nhân chi không thể xá, những thường nhân chi không thể nhẫn. Vân nếu ngữ từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại này tội. Nàng không biết nơi nào nghĩ sai rồi, tình báo thượng rõ ràng nói, hắn thê tử là huy nghiên thành bảo chủ. Làm bảo chủ người, khi không phải thực kiêu ngạo ương ngạnh người sao. Nàng chính là tưởng bắt chước hắn thê tử, làm hắn yêu chính mình, chính là kết quả đâu. Vân nếu ngữ nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy thân thể càng đau, giống như muốn vỡ ra tựa địa. Nàng nghe được nam nhân nói, muốn đem nàng đưa về phủ, nàng chỉ có thể giả chết không dám động, huống chi nàng thật sự không có một tia sức lực. Một câu bất luận chết sống tràn ngập thô bạo cùng ngoan độc, đó là một loại không thể miêu tả sợ hãi. Vân nếu ngữ chỉ cảm thấy chính mình trong bóng đêm trầm luân, nàng không ngừng mà xuống phía dưới lúng xuống. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại, tiểu thư, ngươi đừng dọa nô tỳ a. À. Bên tai truyền đến nha hoàng nôn nóng mà sợ hãi thanh âm, Vân nếu ngữ nỗ lực giải dụ suy nghĩ mở to mắt. Nơi này không phải nàng khuê phòng, tiểu thanh, đây là nơi nào? Ta cha mẹ đâu? Tiểu thư, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, chúng ta đã dọn rời thành chủ phủ, lão gia đã không phải phủ đài đại nhân. Cha! Ngươi nói cha ta đã không phải phủ đài đại nhân. Như thế nào sẽ bị đuổi ra thành chủ phủ đâu? Vâng nếu ngữ đáy lòng hiện lên một tia mê mang nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi không biết đi, lão gia bị sở gia biếm quan, hiện tại chỉ là một cái bình thường dân chúng, rốt cuộc hồi không đến nguyên lai phủ đài đại nhân vị trí. Tiểu thanh không nói ra lời là, sao bình thường dân chúng còn không bằng, tựa như mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Vân nếu ngữ trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, chính mình cha thế nhưng sẽ lưu lạc đến như vậy nông nổi. Này hết thảy, đều là bởi vì cái kia gọi là sở gia người sao. Vân nếu ngữ nghĩ tới, ngày hôm qua chính là nàng đắc tội cái kia sở gia, mới có thể rơi vào hôm nay như vậy nông nổi. Vân nếu ngữ trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc chi sắc. Nếu nàng cha đã bị biếm quan, nàng cũng không cần, tiếp tục lưu tại này lạc nguyên thành. Vân nếu ngữ chậm rãi ngồi dậy tới, đôi tay chống mép giường, ánh mắt kiên định vô cùng nhìn phía phương xa. Bổng tiểu thư phải đi, về sau, chúng ta liền không cần lại ở tại như vậy lạc nguyên thành. Nói xong câu đó sau, Vân Nếu Ngữ xuống giường đi hướng cửa. Tiểu thư, ngươi không thể đi a, à, ngươi muốn đi đâu nhi a? À? Các bá tánh đều. Đang nói, hiện tại lạc nguyên thành mới là thiên đường. Tiểu thanh hai ngày này vẫn luôn bên người chiếu cố vân nếu ngữ, bên ngoài sự tình đều là nghe một cái khác nha hoàng nói cho nàng thiên đường. Ngươi nói cái gì? Vân nếu ngữ bén nhọn thanh âm vang vọng nóc nhà. Ngày đó, lạc nguyên thành phố đông phát sinh sự tình, làm vân nếu ngữ hoàn toàn đối này tòa phùng hoa thành trì thất vọng tột đỉnh. Mà lạc nguyên thành mọi người, chẳng những đối vân gia chết sống thờ ơ, thậm chí, ở trong mắt bọn họ xem ra. Vân nếu ngữ chính là một cái tai họa, vân phụ càng là một cái ác bá, chỉ cần vân gia người ở một ngày, bọn họ lạc nguyên thành liền một ngày không thể bình tĩnh. Vân gia nhi nữ kinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, vẫn là sở gia anh minh thần võ, hỏa nhãn kim tinh đem họ vân biếm quan. Lúc này, vân nếu ngữ một cái khác nha hoàng đi đến, tiểu thư, ngài tỉnh lạp, lão gia cùng phu nhân đều ở sảnh ngoài dùng cơm. Đã ở dùng cơm, ngươi như thế nào không trước tiên lại đây kêu ta? Vân nếu ngữ tim thanh hỏi một câu sau. Liền theo nha hoàng hướng tới sảnh ngoài đi đến, đi đến nhà ăn, vân nếu ngữ nhìn thấy vân phủ tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này trừ bỏ nàng cha cùng mẫu thân cùng với các ca ca, còn lại người nàng một cái cũng không quen biết. Ngày thường vân nếu ngữ, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, trước nay đều không có con mắt xem qua trong phủ di nương cùng thứ huynh muội Cha, nương, ca ô ô, vân nếu ngữ chưa ngữ trước khóc. Ngữ nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, mau đem cơm ăn đi. Vân mẫu trên mặt mang theo vui sướng chi sắc. Vân phủ mọi người nhìn thấy vân nếu ngữ tỉnh táo lại, phía trước còn tươi cười đầy mặt, nháy mắt liền biến mất không thấy, Vân nếu ngữ thấy đại gia không thích nàng, lại đột nhiên cười, nương, ta có kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Vân mẫu ngây ngẩn cả người. Những người khác lại là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, tiếp tục ăn cơm, tuy rằng lão gia, bọn họ cha, bị biếm quan. Nhưng là, bọn họ nhật tử còn hảo quá rất nhiều, mỗi ngày có thể ăn cơm no, còn không có người động bất động liền đánh chửi bọn họ. Di nương cùng thứ tử thứ nữ nhóm, bọn họ liền chiếc đũa đều không có buông, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Vân nếu ngữ thấy thế chỉ có thể tiếp tục nói, cha, nương, ta tưởng rời đi lạc nguyên thành. Ngữ nhi, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm? Sở gia cũng không phải là cái gì thiện tra. Vân mẫu vội vàng hỏi nói. Nghe được Vân nếu ngữ nói, Vân phủ mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt, không phải khổ sở mà là âm thầm vui vẻ. Vân nếu ngữ cười mà không nói, chỉ là nhìn Vân phụ cùng Vân mẫu. Vân phụ nhíu mày, ngữ nhi, Ta biết ngươi là nhất thời xúc động, chính là Sở Gia dù sao cũng là Huyên nghiên Triều Vương, ngươi chọc giận hắn cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ a. À. Cha, ta cũng không cảm thấy chọc giận Sở Gia, chính là cái gì nguy hiểm sự tình, hắn cũng không có giết Nữ Nhi, ta cảm thấy hắn vẫn là mang thích Nữ Nhi. Nghe được vân nếu ngữ nói, ở đây vân gia nhân tất cả đều trầm mặt xuống dưới. Con vợ lẽ nhóm ở trong lòng âm thầm cười nhạo, cái này không biết trời cao đất dày mùi mùi tỷ tỷ nơi nào tới tự tin lúc này vân phụ nhìn vân nếu ngữ nói ngữ nhi các ngươi ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì cẩn thận nói cho cha hắn cũng ôm một tia hy vọng nếu sở gia có thể nhìn trúng hắn ngữ nhi như vậy hắn phục quan nhật tử sắp tới lão tổ tông lưu lại kinh nghiệm cùng giáo huấn chính cái gọi là một bàn tay vỗ không vang một người thành công không rời đi thầy tốt bạn hiền đặc biệt là nam nhân càng có tất yếu minh bạch này một đạo lý rốt cuộc làm nam nhân trên người lưng đeo càng nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng. Hắn ngữ nhi, từ nhỏ liền đã chịu quá danh sư chỉ đạo, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn lớn lên như thế mỹ lệ. Sở gia lại lợi hại, cũng là yêu cầu giống hắn nữ nhi như vậy, tài hoa cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử. Chương 828 nồi từ bầu trời rớt. Vân Phụ càng nghĩ càng đắc ý, ngữ nhi, nếu sở gia là thích ngươi, như vậy cha khôi phục quan cấp liền có hy vọng rồi. Vân nếu ngữ lắc đầu, cha, ngài tạm thời liền ủy khuất một thời gian nữ nhi phải rời khỏi lạc nguyên thành làm sở gia biết mất đi nữ nhi thống khổ ngữ nhi lời này là có ý tứ gì có phải hay không cái kia họ sở khi dễ ngươi vân phụ tưởng tượng thấy sở lệ huyên yêu hắn nữ nhi ái đến vô pháp tự kềm chế hắn làm vân nếu ngữ cha đó chính là sở gia cha vợ ha 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 vân phụ đột ngột cười to di nương cùng con vợ lẽ nhóm cúi đầu ăn cơm con vợ lẽ vân nam sơn cùng hắn thân muội cũng chính là cùng cái di nương sở sinh, nhìn nhau cười. Bọn họ từ đối phương trong mắt, đều đã nhìn ra, kia một đôi cha con ở làm mộng tưởng hảo huyền. Vân nếu ngữ lắc lắc đầu khinh thanh tế ngữ nói, cha, không có gì người khi dễ ta, chẳng qua. Nói tới đây, vân nếu ngữ ánh mắt dừng ở một bên trầm mặt vân nếu tin trên người. Vừa rồi chính là cái này tiện nha đầu cùng nàng ca ca hai người đang chê cười nàng, cái này thứ muội ngày thường không có một chút tồn tại cảm. Hiện tại cho rằng chính mình muốn xui xẻo, liền không đem bổn tiểu thư để vào mắt hừ ngữ nhi chẳng qua cái gì ngươi nhanh lên nói nha đừng nóng vội chết cha vân phụ thúc giục nói chẳng qua này tiện nha đầu vẫn luôn đối ta ghi hận trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội sửa trị ta cha ta hiện tại thật là không nghĩ tiếp tục đãi ở lạc nguyên thành ngươi cũng đừng khuyên vân nếu tin người ở trong nhà ngồi nồi từ bầu trời rớt nàng nơi nào đắc tội cái này tự cho là đúng đích tỷ Vân Phụ nghe được Vân nếu ngữ lời này, hét lớn một tiếng, tinh nhi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi tỷ tỷ ngươi. Vân nếu tin. Cha, ta không có thực xin lỗi. Tỷ tỷ nha, ta cả ngày đều ở theo hoa, căn bản là chưa thấy qua tỷ tỷ đâu. Vân Phụ tưởng tượng, cũng là nha, cái này nữ nhi ngày thường đều không có cái gì tồn tại cảm, mỗi ngày liền biết theo hoa làm sim y. Ngữ nhi, ngươi muội muội hẳn là không dám cùng ngươi làm đối. Vân nếu ngữ rống to, muội muội ngươi cũng xứng kêu ta tỷ tỷ. Đừng tưởng rằng ngươi là cha sinh, liền có tư cách hưởng thụ chúng ta vân gia vinh quang. Ở cái này vân gia ta mới là đích nữ, ngươi loại này thiếp sinh con, không xứng làm vân gia nữ nhi. Ngươi! Ngươi! Vân Nam Sơn tức giận đến hỗn thân phát run. Hắn không nghĩ tới vân nếu ngữ sẽ nói như thế, ngày thường hắn không ở nhà thời điểm, nữ nhân này không chừng như thế nào khi dễ hắn di nương cùng muội muội đâu. Cha, nếu ngài đích nữ, là bởi vì ta muội muội mà không muốn lưu tại lạc nguyên thành như vậy ta mang muội muội cùng di nương rời đi vân phủ đi đừng ngăn cản đích muội muội đến sở gia ưu ái vân nam sơn châm chọc nói hắn cơm cũng không ăn một tay lôi kéo hắn di nương một tay lôi kéo muội muội cũng không quay đầu lại đi rồi hắn di nương còn luyến tiếc vân phụ lưu luyến mỗi bước đi nhìn xem lão gia có thể hay không lưu bọn họ đáng tiếc vân phụ trong lòng trong mắt chỉ có hắn quan chức mặt khác đều là mây bay một ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn mẫu tử ba người một cái. Vân nếu ngữ thấy kia đối huynh muội cứ như vậy đi rồi, nàng nơi nào cam tâm đâu, chính là các nàng vân phủ hiện tại cũng không có hộ viện. Nàng sai sự bất động người, lại không cam lòng cũng chỉ có thể mắt trong mong nhìn các nàng rời đi. Cha, ngài không cần lại khuyên, ta rời đi lạc nguyên thành là duy nhất biện pháp, chỉ có mất đi nữ nhi, sở gia mới biết được quý trọng nữ nhi, cha, ngài liền không cần phải xen vào chuyện này. Thấy vân nếu ngữ kiên trì, vân mẫu thở dài nói hảo kia nương liền đi theo ngươi cùng nhau rời đi đi ân ừ. vân nếu ngữ gật gật đầu đôi mắt nhìn quét một vòng người trong nhà đàn sau đó đi hướng cửa chuẩn bị mở ra cửa phòng đứng lại liền ở ngay lúc này vân phụ đột nhiên quát bảo ngưng lại ở vân nếu ngữ vân nếu ngữ quay đầu tới nghi hoặc hỏi cha ngươi còn có chuyện sao ngữ nhi lần này cha không đồng ý ngươi đi ngươi cần thiết cho ta ngốc tại nơi này nơi nào cũng không cho đi. Nữ nhi nếu là đi rồi, kia hắn quan, còn có thể khôi phục sao? Hắn sở hữu hy vọng đều ở cái này nữ nhi trên người, hắn cần thiết đến đem nàng lưu tại Lạc Nguyên Thành. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, bọn họ có thể đi nơi nào đâu. Nữ nhi cùng phu nhân vẫn là quá đơn thuần. Vâng nếu ngữ nhíu mày, cha, ngài dựa vào cái gì như vậy cưỡng bách ta? Chỉ bằng ta là cha ngươi, ngươi hôn ước chính là từ ta làm chủ, ngày mai, vi phụ liền phái kiệu hoa đưa ngươi đi sở phủ. Kỳ hảo, ngài liền làm chủ đem ta gả cho sở lệ huyên đi, dù sao, nữ nhi sớm muộn gì đều phải gả chồng. Ta nói phải rời khỏi lạc nguyên thành, cũng chỉ là không nghĩ người khác chê cười thôi, nếu ngài có bản lĩnh làm ta gả cho sở lệ huyên. Như vậy, chính mình còn đi cái gì nha, vâng nếu ngữ nội tâm cười phiên. Nàng chính là thuận miệng vừa nói, liền thật sự có thể gả cho ái mộ nam nhân, có chuyện tốt như vậy, nhưng là vâng nếu ngữ vẫn là cố ý nói cha, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là ta vân nếu ngữ cha mà thôi, ta sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Cái khác mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không nghe, nhưng là cái này mệnh lệnh, nàng vẫn là rất vui lòng nghe, cha rốt cuộc vẫn là đau nhất chính mình. Ngươi vân phụ nghe vậy, bị tức giận đến cả người run rẩy. Vân nếu ngữ thấy thế, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo độ cung, cha, ngài ngàn vạn đừng tức giận hư thân mình, nữ nhi về trước phòng. Nàng cha nếu là khí hư thân mình, kia ai thấy nàng mưu hoa nha vân phụ nhìn chính mình thương yêu nhất nữ nhi trong mắt lộ ra một mặt bi thương vân nếu ngữ không có dừng lại một lát mở cửa đi ra ngoài sau đó tướng môn một quan ngã ở vân nếu ngữ rời đi phòng nháy mắt vân phụ bạo nộ rống to các ngươi toàn bộ đều đi giúp ta bảo vệ cho nàng đừng làm cho nàng chạy lão gia ngài như thế nào có thể như vậy đâu ngài ngày thường không phải đau nhất ngữ nhi sao vân mẫu không thể tin tưởng nhìn bạo nộ vân phụ dư lại sở hữu người hầu tất cả đều quỳ xuống lão gia chúng ta sẽ giám sát chặt chẽ tiểu thư ân cấp bản quan giám sát chặt chẽ nàng đừng làm cho nàng chạy vân phụ tức giận đến cơm cũng không ăn có câu tục ngữ là như thế này nói tiền tài có thể làm người trở nên lục thân không nhận có thể làm thân nhân trở nên kẻ thù tuy rằng câu này tục ngữ thực đoản nhưng là đạo lý lại thập phần khắc sâu quyền lợi so tiền tài càng quan trọng cho nên ngày thường quan hệ thực tốt cha con hiện tại liền trở nên so kẻ thù còn không bằng Bọn họ lẫn nhau tính kế. Bởi vì nhân tính chính là như vậy phức tạp, ai cũng không có biện pháp biết người khác trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không biết có bao nhiêu hắc. Ở trong sinh hoạt, rất nhiều nhân vi tiền tài có thể đoạn tuyệt huyết thống quan hệ, có chút người cùng ngươi làm bằng hữu, chủ yếu là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Bởi vì ngươi có tiền mới có thể quay chung quanh ngươi, luôn muốn từ trên người của ngươi vớt một chút chỗ tốt. Đưa ngươi nghèo túng, bọn họ liền sẽ trốn đến rất xa thậm chí có chút người còn sẽ bỏ đá xuống giếng lại nói vân nam sơn mang theo di nương cùng muội muội ra vân gia liền thẳng đến thành chủ phủ mà đi hắn muốn đi tìm đái vân đào phía trước đái vân đào phó tướng liền hướng hắn vương cành ô liu hắn còn niệm phụ thân dưỡng dục chi ân không nghĩ ở hắn cha gặp nạn thời điểm rời đi vừa rồi hắn cha kia hận không thể giết hắn muội muội ánh mắt đau đớn vân nam sơn hắn vẫn luôn đều biết hắn cha không phải một cái hảo cha nhưng là hắn không nghĩ tới là như vậy không tốt. Chương 829 tranh thủ lúc rảnh rỗi. Sở lệ huyên đối với vân gia không có ấn tượng tốt, buổi tối trở về thời điểm, còn cùng hắn tức phụ nhi nói ban ngày sự tình. Phu quân càng ngày càng lợi hại, hiện tại còn biết, thân chân sủy lạng đào hoa nha. Ha ha! Đó là cần thiết tích, hiện giờ, phu quân của ngươi ở Lạc Nguyên Thành, không còn có nữ nhân dám để sát vào. Khi đến cấp phu quân ban một cái thưởng, không ngừng cố gắng. Khương Hân Nhiên cười duyên đùa với nam nhân. Tức Phụ Nhi, tính toán như thế nào khen thưởng vi phu đâu? Còn đang suy nghĩ đâu, đừng nóng vội sao, ngươi về sau làm hoàng đế, các đại thần khẳng định muốn ngươi tam cung lục viện 72. Ngô! Ngô! Khương Hân Nhiên nói còn chưa nói xong, sở lệ huyên liền ngăn chặn nàng miệng, còn hung hăng cắn nàng một ngụm. Hồi lâu lúc sau, sở lệ huyên mới lưu luyến buông ra nàng, cũng hung tợn cảnh cáo, làm ngươi nói hô nói vượng nhân gia nói chính là sự thật sao? Ê a! À. Ê a! À. Nha, An An thấy nàng cha ở cắn nàng mẫu thân, gấp đến độ oa oa kêu. Nàng cấp hồng trên mặt có sông mang theo trĩ, bị thật dài lông mi trang trí lên mỹ lệ đôi mắt, tựa như hai viên tinh quả nho. Vì đô đô khuôn mặt, nửa đôi mắt, múa may tiểu nắm tay, nhìn thấy nàng cha mẹ nhìn phía nàng, lập tức ngây ngô cười. An An ngoan, cha ôm một cái, tức phụ nhi, ngươi nhìn oa nhi này xinh, phấn nộn phấn nộn nhiều thủy linh nha. Sở lệ huyên bị nữ nhi Ê a Thanh hấp dẫn qua đi, ông nữ nhi chính là một đốn mảnh khen. Hắn thâm thúy ánh mắt, phản phất nhìn chăm chú một kiện xảo đoạt thiên công, sống sờ sờ, thủy linh linh tác phẩm nghệ thuật trăm xem không nề. An An thấy nàng cha một không chuyển tình nhìn nàng, nàng cao hứng mút vào tiểu nắm tay. Tuổi tuổi bảo bảo ngủ thật sự hương, hai chỉ mắt nhỏ mị thật sự khẩn, tựa như hai điều tinh tế tuyến. Hai căn lông mày tựa như hai chi cành liễu tinh tế, vũ miệng nhỏ còn lúc đóng lúc mở giống như tưởng hò hét hắn đi vào thế giới này vui sướng khương hân nghiên dựa sát vào nhau nàng phu quân xem tuổi tuổi ngủ đến nặng nề liền dùng tay nhéo nhéo hắn vành tai chính là nàng nhéo vài hạ cũng chưa phản ứng khương hân nghiên quay đầu lại đi niết khang khang lần này liền đem khang khang đánh thức có lẽ hắn nguyên bản liền ở nhắm mắt dưỡng thần chỉ thấy khang khang đầy mặt trướng đến đỏ bừng mày nhăn hắn miệng dương thật to khương hân nghiên một đầu hắn hắn cái mũi nhỏ một túng miệng rộng một liệt, cười. Ha ha, phu quân mau đến xem, mau xem chúng ta khang khang có hai cái răng. Sở lệ huyên ôm an an đặt ở khang khang bên người, dùng tay vịn bọn họ xếp hàng ngồi. Tức phụ nhi ngươi xem, bọn họ tiểu cánh tay còn không dừng múa may, bụ bẩm cẳng chân nhi vừa dẫm vừa dẫm. Mặt trên đều là một vòng một vòng, nếp gấp nếp gấp, tựa như từng đoạn tuyết trắng củ sen, thật nộn a. À. Sở lệ huyên nói xong, còn dùng hắn bàn tay so qua nhi gót chân nhỏ khương hân nghiêng nhìn kinh ngạc ra tiếng di phu quân khang khang gót chân nhỏ cùng ngươi bàn tay giống nhau dài quá là nha lớn lên đẹp mau đâu mới sinh ra thời điểm tinh tế nhỏ xinh bỏ túi cực kỳ so với ta bàn tay còn muốn tiểu rất nhiều khang khang ngồi ở trên cái giường nhỏ biết hắn cha mẹ đang nói bọn họ tiểu cánh tay không ngừng múa may cẳng chân nhi không được mà đá trong miệng còn thỉnh thoảng lại phát ra lạc la lạc la thanh âm tựa như một vị nho nhỏ âm nhạc chỉ huy gia một nhà năm người đều ở bốn mùa như xuân trong không gian ba cái oa nhi liền ăn mặc màu đỏ yếm khang khang cùng an an cùng cha nương hổ động nửa ngày đói bụng Khương hân nghiêng uy hai cái oa nhi ăn no mới không qua bao lâu hai cái oa nhi liền lại nheo lại đôi mắt hô hô mà ngủ nhiều đi lên lúc này tuổi tuổi liền từ từ chuyển tỉnh hắn là đói bụng mới tỉnh ăn no lại ngủ ba cái oa nhi cũng không cấp trống trống đoạt thực bởi vì bọn họ lương thực phong phú chẳng những sữa mẹ sung túc còn có sữa dê sữa bò. Chờ bọn nhỏ đều ngủ, sở lệ huyên lại ôm tức phụ nhi làm bọn họ phải làm vận động. Hừng đông về sau, hắn giúp qua nhi mặc hảo, 12 tháng phương Bắc vẫn là mang lãnh. Cho nên hắn đến giúp qua nhi nhóm xuyên rất nhiều, sở lệ huyên còn cẩn thận đem ổ chăn ấm hảo. Lại ôm bọn họ ra không gian, đặt ở bọn họ phòng ngủ trên giường lớn, quay đầu lại lại kêu Khương Hân Nhiên tỉnh lại. Hai vợ chồng đồng thời ra không gian, chỉ là sở lệ huyên đi lạc nguyên thành tiếp tục làm việc. Mà Khương Hân Nghiên còn lại là đi nhiệt hô hô trong ổ chăn, ngủ nàng giấc ngủ nướng, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bởi vì hừng đông về sau, Cẩm Nương cùng hai cái tổ mẫu liền sẽ chờ ở cửa, nghe được y nha y nha thanh. Các nàng liền sẽ trước tiên, liền sẽ nhẹ nhàng tiến vào, lại nhẹ nhàng đem qua nhi ôm đi ra ngoài. Khang Khang cùng An An cũng sẽ rất phối hợp không lớn kêu, tuổi tuổi đó là trước sau như một ngủ. Sau đó đi ra ngoài về sau, Tiểu Gia Hỏa liền thả bay tự mình y nha y nha cẩm nương đã sớm ôn hảo sữa bò, vì bọn họ uống lên lúc sau liền ôm đi ra ngoài phơi nắng. Cẩm nương đâu, chỉ cần nàng không có khó chịu khi, nàng chính là thiên hạ đệ nhất hảo bà bà. Hiện giờ, Khương Hân Nhiên một hơi giúp nàng sinh ba cái oa, khi Khương Hân nghiên chính là nàng tổ tông giống nhau cung phụng, nàng cũng vui. Phía trước, Khương Hân Nhiên thành thân hai năm không mang thai, nàng toái toái niệm quá rất nhiều lần, Khương Hân Nhiên lượng đại không cùng nàng so đo. Hiện tại Cẩm Nương là tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, cho nên nàng mệnh nha hoàng nấu hảo thổ canh gà, ôm hảo chờ Khương Hân Nghiên rời giường liền có thể uống. Ban ngày, mấy cái qua nhi cơ hồ không có thời gian ngủ, bị tổ phụ nhóm thay phiên treo đùa. Qua nhi cùng tổ phụ nhóm, trong chốc lát uống sữa bò, trong chốc lát uống sữa dê, trong chốc lát lại là uống thiên sơn tuyết liên nước trái cây. Đương nhiên, lâu đài cái khác qua nhi cũng là có uống, nhưng là khang khang bọn họ uống lên linh tuyền thủy. Những cái đó qua nhi đã có thể không có uống, cho nên khang khang huynh muội tam so với kia chút nửa tuổi oa nhi còn tinh thần rất nhiều cũng phấn nộn rất nhiều mặt tròn tròn hồng hồng giống như cái chính đại quả táo ai có thể không thích bọn họ đâu ngay cả khương thừa tướng ban ngày đều ôm hắn tiểu nhi tử mang theo hắn nương lại đây cùng bọn họ cùng nhau chơi khương tổ mẫu cũng thích mấy cái oa nhi nhưng là nàng càng thích nàng thân tôn tử cho nên nàng nhưng thật ra thích khương thừa tướng đi đoạt lấy cháu ngoại ôm nàng cả ngày ôm tôn tử cũng thỏa mãn sữa bò thêm đường nấu hương vị tươi ngon cực kỳ chẳng những khương tổ mẫu thích uống nàng tiểu tôn tử cũng thực thích uống nàng tiểu tôn tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ béo một vòng khả năng khương tiểu phu nhân phía trước tâm tình hậm hực sữa không đủ hiện giờ có nàng tướng công tại bên người sinh hoạt điều kiện lại hảo còn có sữa bò bổ sung qua nhi không mập kia mới là lạ khương thừa tướng sinh hoạt cũng không có bởi vì hắn nương cùng phu nhân lại đây mà thay đổi ngược lại buổi tối còn thêm một cái ấm ổ chăng cho nên mọi người đều thực vui vẻ. Đương nhiên đại gia cũng không phải mỗi ngày cũng chưa sống làm, đại gia phân công hợp tác, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Từ 10 tháng thu lúa mùa, lại đến loại cây cải dầu, di tài cây cải dầu mầm, mọi người đều đâu vào đấy làm tốt. sung sướng thanh phiêu tán ở lâu đài trên không, cùng huy nghiên lâu đài hoang thanh tiếu ngữ so. Đông thần hoàng đế trong hoàng cung mới là áp suất thấp, đông thần hoàng đế cường ngạnh bức thôi quý phi viết thư cấp trấn bắc vương. Đông thần hoàng đế vốn đang tưởng hảo hảo trấn an một chút thôi quý phi, bị Khương Bích Liên vẫn luôn quấn lấy hắn, chờ hắn lại nhớ đến tới thời điểm. Chương 830 tội không thể tha thứ. Chờ đông thần hoàng đế nhớ tới thôi quý phi khi, đã người đi, đi điện không, hắn phái người tìm khắp toàn bộ hậu cung cũng chưa thấy được nàng bóng dáng. Đông thần hoàng đế ngửa mặt lên trời thét dài, a à. Vì cái gì? Viễn Nhi, ngươi vì sao phải như vậy đối trẩm? Hắn là đường đường vua của một nước thế nhưng bị chính mình tín nhiệm nhất nữ nhân cấp phản bội hơn nữa vẫn là lấy loại này cực đoan phương thức thôi quý phi ngươi thật tàn nhẫn nộp hoàng đế suy đoán có phải hay không nàng đã ra cung về nhà nghĩ này đó hoàng đế cũng liền từ bỏ ở trong hoàng cung tìm kiếm lập tức sai người báo cho thôi quốc công a à, thôi quốc công ở nghe nói việc này sau đau lòng đến ngất qua đi thôi quốc công là thật sự té xỉu hắn lão quốc công cha mang theo tam đệ trộn đi rồi hơn một tháng hắn lén gạt đi, không dám nói cho hoàng thượng, cũng không dám nói cho hắn tiểu muội thôi quý phi. Hiện tại ngay cả hắn tiểu muội đều không thấy, khẳng định là đi huy nghiêng lâu đài, sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn cũng mang theo thê nhi đi theo cùng nhau đi, đều là trách hắn nhị đệ, còn có đường đệ đường muội vẫn luôn giữ lại hắn lưu tại kinh thành. Đông thần hoàng đế nghe cẩm y vệ bẩm báo, quốc công gia khí hôn mê, hắn lại một chút không có thương hại chi tình. Đơn giản là, hắn cảm thấy thôi quốc công ở diễn trò cho hắn xem, hoàng đế nội tâm cũng minh bạch. Hắn biển nương là chạy đi tìm hắn hoàng đệ hiên viên đóng, trên thế giới này chỉ có hắn là hoàn toàn khăng khăng một mực ái nàng, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Bọn họ hai anh em, đều ái cùng cái nữ nhân. Đây là không thể xóa nhòa sự thật. Có lẽ, hắn không có như vậy ái biển nương, chỉ là không vui nhìn thấy hắn hoàng đệ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Cho nên hắn liền đem biển nương cưới tiến cung, biển nương người cũng như tên, dịu dàng lương cung kiệm làm gả cho hắn lúc sau không tranh không đoạt giúp chồng dạy con thời gian dài hoàng đế cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn hoa ở các nàng mẫu tử trên người cũng không biết từ khi nào bắt đầu bọn họ chi gian liền rất ít nói lời nói thôi quý phi thôi quý phi hắn nhất định sẽ đem ngươi trảo trở về hoàng đế thề hắn không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân phản bội hắn chỉ có hắn không cần người khác bệ hạ ngài đừng quá lo lắng quý phi nương nương các nhân thiên tướng khẳng định sẽ không có việc gì. Ngự tiền thái giám an ủi nói. Hoàng đế không tỏ ý kiến, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, hắn quý phi nương nương huề nhị hoàng tử trốn chạy. Thôi quốc công tỉnh lại lúc sau, lập tức làm người chuẩn bị ngựa xe đi hoàng cung, hoàng đế sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ hắn. Lão thần khấu kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thôi quốc công quỳ xuống thỉnh tội nói. Ái khanh bình thân hoàng đế ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng trên long ỷ cũng phân phó thái giám đi làm một đống ăn ngon chiêu đãi thôi quốc công hai người đẩy ly giao trảng thành thật với nhau nói chuyện với nhau nhưng là thôi quốc công lại không có nói cho hoàng thượng hắn cha cùng tam đệ đã đi rồi sự tình hắn cha đã từ từ già đi hắn tam đệ là con vợ lẽ đều không phải có tầm ảnh hưởng lớn người hoàng đế cẩm y vệ cùng đại nội mật thám hiện tại cũng có rất nhiều tin tức điều tra không đến hắn thật đúng là không biết thôi lão quốc công đã không ở trong phủ. Quân thần một mảnh hài hòa, thôi quốc công cùng hoàng thượng cũng không phải là đơn giản quân thần đơn giản như vậy. Hắn tiểu muội thôi uyển nương gả cho hoàng thượng làm quý phi, hắn nữ nhi cũng gả cho hoàng thượng làm phi tần. Nhưng là thôi quốc công lại là đang hối hận không có cùng hắn cha cùng nhau đi, cơm nước xong, thôi quốc công liền rời đi, cũng không có đi gặp nữ nhi. Thôi quốc công rời khỏi sau, liền có thái giám tiêm tế bẩm báo, tam hoàng tử ý kiến. Bệ hạ, Tam hoàng tử mang theo Ngụy Trắc phi ở bên ngoài, bệ hạ hay không thỉnh hắn tiếng. Vào. Bên người thái giám nhỏ giọng hỏi. Người nói cho bọn họ, trẫm hiện tại có khách nhân ở, không có phương tiện thấy bọn họ, làm cho bọn họ đi về trước. Hoàng đế chột dạ nha, đứng ở hắn bên người chính là Tam hoàng tử Trắc phi Khương Bích Liên a. Từ mấy tháng trước kia, Tam hoàng tử không có đuổi tới Khương thừa tướng, liền vẫn luôn bị hoàng đế phạt ở Tam hoàng tử phủ nhốt lại. Hiện tại Khương Bích Liên đi theo bên người hoàng thượng mấy tháng, hoàng đế lại vẫn là luyến tiếc nàng. Nếu bị tam hoàng tử nhận ra tới, cái này kêu sự tình gì nha, hắn mặt già dạ hướng nào gác đâu. Lúc này, bên ngoài vang lên tam hoàng tử tiếng la, phụ hoàng, ngài vội xong không? Nhi thần có việc cầu kiến. Tam hoàng tử thanh âm truyền tới, sợ tới mức hoàng đế chạy nhanh nói, tiến vào, tiến vào. Lúc này Khương Bích Liên sắc mặt cũng không được tốt nhìn, nàng chính là biết chính mình phu quân tính nết. Khương Nhi, trẫm lập tức muốn xử lý triều chính, hôm nay ngươi liền tùy ý đi lại đi, nếu nhàm chán, liền đi trong hoa viên đi dạo, nghe nói bên kia mẫu đơn thật xinh đẹp. Đa tạ bệ hạ săn sóc, thần thiếp cáo lui. Khương Bích liên hành lễ, liền ra cửa rời đi. Nàng nghĩ thầm, vị này hoàng đế tính nết thật đúng là chính là khó hầu hạ nha, nàng thật đúng là sợ chính mình ngày nào đó chọc giận hắn, cho hắn nhốt lại. Nàng tưởng hồi tam hoàng tử phủ, vì thế nàng ở đi ra ngoài thời điểm, cố ý ma kỹ trong chốc lát. Tam hoàng tử vừa vào cửa, thấy hoàng đế ngồi ở ngự thư phòng trên long ỷ có một nữ tử cùng hắn gặp thoáng qua đang chuẩn bị vội vàng rời đi. Phụ hoàng, vị này chính là. Tam hoàng tử nhìn về phía Khương Bích Liên, dùng thân thể ngăn trở nàng rời đi bước chân. Khương Bích Liên cũng là cái người thông minh, lập tức nhúng người hành lễ nói, thiếp gặp qua tam điện hạ. Tam hoàng tử nghe được quen thuộc lại kiều mị thanh âm, hắn cả người run lên, khiếp lại con mắt gật đầu hắn liên nhi càng ngày càng thủy linh, hắn đối thân thể của nàng cùng những cái đó đa dạng nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Ân, liên. Miễn lễ đi. Tạ Tam Điện Hạ. Khương Bích Liên thấy Tam Hoàng tử tưởng kêu tên nàng, liền ngẩng đầu lên. Giờ phút này Tam Hoàng tử nhìn về phía Khương Bích Liên ánh mắt, đã không phải phía trước như vậy ôn nhu ấm áp, có thể nói là cực nóng. Khương Bích Liên chẳng những lớn lên thực mỹ, hơn nữa còn có tài học, lại đến Hoàng đế yêu thích ở trong cung đều sống được như cá gặp nước nàng tại hậu cung tuy rằng không có danh phận cũng là số một số hai nhân vật tam hoàng tử đều biết hắn phụ vương ngự thư phòng có một nữ tử ngày đêm làm bạn hoàng thượng tả hữu hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến là hắn liên nhi hắn còn tưởng rằng liên nhi đã bị hắn phụ vương chém giết đâu hoàng thượng thấy tam hoàng tử thực khương bích liên mặt mày đưa tình hắn nội tâm là phẫn nộ hắn không nghĩ tới khương bích liên như thế không biết đủ đi theo hắn bên người còn ở mơ ước hắn tam nhi quả thực là tội không thể thứ, cho nên, hoàng thượng ánh mắt lộ ra một tia âm ngoan thần sắc. Nhìn về phía Khương Bích Liên ánh mắt, cũng mang theo một cổ mãnh liệt sát khí, Khương Bích Liên cảm giác được hoàng thượng sát ý. Tam hoàng tử lập tức lôi kéo Ngụy Trắc Phi chặn hắn phụ vương ánh mắt, hoàng thượng nhìn liếc mắt một cái bụng đại đại Ngụy Trắc Phi. Ánh mắt cực nóng, hắn giống như thật lâu không có cùng mang thai nữ nhân thân thiết, kia tư vị. Khương Bích Liên có chút kinh ngạc, nàng suy nghĩ, hoàng thượng đây là làm sao vậy? vì cái gì không đem nàng nhốt lại đâu. Bệ hạ, thần thiếp còn có chuyện, đi trước rời đi. Khương Bích Liên nói xong lúc sau, không đợi hoàng thượng nói chuyện, xoay người liền rời đi ngự thư phòng. Ngươi cũng đi xuống đi. Hoàng thượng đối tam hoàng tử nói. Ngụy yên tưởng cùng hắn cùng nhau rời đi, bị hoàng thượng có chuyện muốn nói, giữ lại. Chương 831 không làm sẽ không chết. Khương Bích Liên ra ngự thư phòng, ở trong lòng cân nhắc, hoàng thượng càng ngày càng giống âm tình bất định bạo quân nàng thiệt tình không nghĩ đãi ở hoàng thượng bên người, nếu là có thể nói, nàng đã sớm hồi tam hoàng tử phủ. Khương Bích liên dọc theo đường đi trở về đi, không khỏi suy nghĩ, vừa rồi hoàng thượng ánh mắt kia muốn giết nàng, cũng không biết hoàng thượng sẽ như thế nào trừng phạt nàng đâu. Nàng cũng vô tâm tình đi trong hoa viên đi dạo, nàng ở ngự thư phòng bên cạnh thiên điện có chính mình phòng. Trở lại chính mình phòng, đương nàng đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện bên trong có một cái nam tử, này nam tử nhìn đến nàng tiến vào thời điểm đôi mắt tức khắc sáng ngời, sau đó vọt lại đây, đem nàng ôm lấy, liên nhi, ta nhưng xem như tìm được ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết. Nguyên lai là nàng phu quân tam hoàng tử, Khương Bích Liên chạy nhanh tránh né, nhưng là vẫn là bị hôn tới rồi. Ô ô, ngô. Nàng tưởng giải dụa, nhưng là tam hoàng tử sức lực quá lớn, nàng căn bản là vô pháp phản kháng. Liên nhi, ngươi không thích ta sao? Tam hoàng tử mất mát hỏi. Không có nha, chỉ là rốt cuộc, nhưng là thực mau, Khương Bích Liên đã bị tam hoàng tử nhiệt tình chinh phục. Nơi này tỉnh lược một vạn tự. Khương Bích Liên vốn cũng không có tưởng tự tuyệt tam hoàng tử, nàng chỉ là sợ hãi hoàng thượng đột nhiên lại đây như vậy nàng nhất định phải chết. Tam hoàng tử lại là biết, hắn phụ hoàng lúc này sẽ không lại đây, hắn vì Khương Bích Liên cũng thuận thế đem ngụy trắc phi lưu tại ngự thư phòng. Hắn đã từng liền nghe Khương Bích Liên nói qua, hắn chính là chân mệnh thiên tử, chính là hiện giờ trừ bỏ kinh thành bên ngoài đều là sở lệ huyên địa bàn. Hắn tính cái gì chân mệnh thiên tử, nhưng hắn phía trước cho rằng Khương Bích Liên đã chết, cho nên cũng không có biện pháp biết trước. Liên nhi, ta tưởng ngươi tưởng điên rồi. Hồi lâu lúc sau tam hoàng tử nói. Vậy ngươi? Không tới tiếp ta hồi tam hoàng tử phủ. Khương Bích Liên u oán hỏi. Ta không biết ngươi ở chỗ này nha, ta bị đóng mấy tháng tấm đoán. Tam hoàng tử thật đúng là chưa nói dối, hắn cho rằng khương bích liên đã sớm bị xử tử vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ khương bích liên hy vọng hỏi đương nhiên là tiếp ngươi hồi phủ lạp tam hoàng tử đương nhiên nói hắn chỉ là muốn biết khương bích liên biết trước tương lai năng lực chính là hoàng thượng sẽ không làm ta rời đi hắn khương bích liên cao hứng tam hoàng tử vẫn là như vậy ái nàng này liên nhi ngươi tưởng cái biện pháp ta đều nghe ngươi tam hoàng tử nói xong lúc sau miệng lại lần nữa bao phủ đi lên, lần này hắn không có giống vừa rồi như vậy nóng nảy, mà là thông thả ung dung hôn môi. Khương Bích Liên mau khí tạc, nghe nàng. Nàng có thể nghĩ đến biện pháp gì? Hiện tại cùng kiếp trước một chút đều không giống nhau, kiếp trước sở lệ huyên sớm đã đã chết. Mà Khương Hân Nhiên còn lại là tam hoàng tử hoàng hậu, nhưng là Khương Bích Liên không có khả năng nói cho tam hoàng tử những việc này. Nàng chỉ có thể lập lờ, điện hạ, chỉ cần sở lệ huyên đã chết, này thiên hạ chính là của ngươi ai không biết chỉ cần sở lệ huyên đã chết này thiên hạ chính là bọn họ hiên viên gia tam hoàng tử nhìn nghiêm túc nói hô nói vượng nữ nhân hắn khóe miệng hơi hơi câu một chút liên nhi nói quá đúng tam hoàng tử tâm tư liền cương bích liên đều cân nhắc không ra hắn trong lòng ở châm chọc giết sở lệ huyên nếu có thể giết sở lệ huyên hắn còn có cái gì phiền não đâu nhưng là hắn sẽ không biểu lộ ra tới nữ nhân này lưu trữ còn chỗ hữu dụng khương bích liên thấy tam hoàng tử dễ dàng như vậy liền tin chính mình nàng còn có điểm không thói quen mấy tháng không thấy hắn cũng thành thục rất nhiều càng thêm có nam tính mị lực đáng tiếc hắn cứu không ra chính mình tam hoàng tử thấy khương bích liên cũng không có cái khác đặc biệt tin tức tốt liền mượn cớ rời đi hắn đối khương bích liên nhiệt tình kia tuyệt đối không phải bởi vì ái trong khoảng thời gian này hoàng thượng đối khương bích liên rất là sủng ái khương bích liên ở trong hoàng cung mạch có thể tìm hiểu đến rất nhiều tin tức Tam hoàng tử chỉ cho nên còn như vậy sủng Khương Bích Liên, phía trước là muốn lợi dụng nàng biết trước năng lực. Phát hiện nàng cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, tam hoàng tử cũng không có ghét bỏ nàng. Trước cuộc nàng có thể ở bên người hoàng thượng sống lâu như vậy, cũng coi như là có điểm người có bản lĩnh. Tam hoàng tử nhưng không giống nhị hoàng tử như vậy tưởng, cho rằng sở lệ huyên hôm nay hành động là hắn phụ hoàng tạo thành. Hắn cùng đông thần hoàng đế giống nhau ý tưởng, nếu là lúc trước nên trực tiếp giết sở lệ huyên làm cái gì lưu đầy đâu, hiện giờ hắn thế lực căn bản là không người có thể cập, đem bọn họ hiên viên gia thiên hạ đều chiếm cho riêng mình. Mà bị hắn hận sở lệ huyên, lúc này đang ở lạc nguyên thành tân trong phủ thành chủ bận rộn. Hừng đông thời điểm, hắn liền rời đi thê nhi, dùng không gian thuấn di lắc mình tiến vào hắn ở thành chủ phủ phòng. Bên ngoài liền truyền đến đái vân đào thanh âm, gia, vân lão gia tử dùng kiệu hoa đưa hắn nữ nhi vân nếu ngữ tới thành chủ phủ cửa. Đừng làm bọn họ tiến vào, nếu mạnh mẽ xông tới liền trực tiếp quăng ra ngoài, lại sấm coi như chúng giết. Sở lệ huyên băng hàng thanh âm, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, buổi sáng bị nhi tử cùng nữ nhi còn có tiểu kiều thê ngủ nhan đậu hảo tâm tình. Lúc này không còn sót lại chút gì, một cổ phiền thao nảy lên trong lòng, hắn tức phụ nhi tối hôm qua còn khen thưởng chính mình. Này sáng sớm liền có người tới phiền hắn, ngày đó một chân đá đến quá nhẹ, cư nhiên mới nằm ba ngày liền tỉnh. Đái vân đào nhận được mệnh lệnh lập tức xoay người đi rồi, hắn nhận được lâu đài tới thư nhà hắn tức phụ mang thai ba tháng hắn đến chạy nhanh đem bên này sự tình xử lý tốt cùng bọn họ sở gia cùng nhau hồi huyên nghiêng lâu đài đái vân đào cũng là từ nhỏ liền ở trên chiến trường rèn luyện người tự mang một cổ sát khí hắn hướng thành chủ phủ cửa vừa đứng chúng ta sở gia đã thành thân nhiều năm là cái nào không biết xấu hổ tưởng lại cho chúng ta sở gia vân phụ người này còn có hay không lễ phép nha hắn chính là sở gia nhạc phụ đại nhân nha vị tiểu huynh đệ này. Lăng, nghe không hiểu tiếng người sao. Đái vân đào thực không kiên nhẫn đánh gãy vân phụ nói. Vẫn là bọn họ sở phu nhân nói rất đúng, đối với không gia mặt người, căn bản là không cần phải hạt nhiều lần. Trực tiếp đấu võ, đái vân đào động tác sau đầu óc phản ứng nhanh lên, vừa định liền trực tiếp động, hắn một chân liền đem kiệu hoa đá bay đến giữa không trung. Đều nói trời xanh sẽ không làm sở hữu hạnh phúc tập trung đến một người trên người, được đến tình yêu chưa chắc có được tiền tài. Có được tiền tài chưa chắc được đến vui sướng, được đến vui sướng chưa chắc có được khỏe mạnh, có được khỏe mạnh chưa chắc hết thảy đều sẽ được như ý nguyện. Có chút người tiền tài rất nhiều, ai biết quá đến không khoái hoạt, có chút người địa vị rất cao, ai biết hàng ngày phiền não. Nhưng là bọn họ sở phu nhân, liền gom đủ sở hữu vận may với một thân, sao có thể bị này không biết xấu hổ đi phá hư đâu. Vâng nếu ngữ ngồi ở kiệu hoa lý chính ảo tưởng, sở lệ huyên nhìn thấy nàng lúc sau, sẽ như thế nào kinh diễm đột nhiên kiệu hoa nhán lên, liền bay về phía giữa không trung, nàng hét lên một tiếng, vương tay bắt được trên đầu kim quang. Mau, mau phóng ta đi xuống a, nàng gấp đến độ hô to, lại không làm nên chuyện gì. Các ngươi này đó hỗn đảng, mau đem ta buông xuống, nếu không. Khụ khụ. Nàng tức muốn học máu, chính là lời nói còn chưa nói xong, đã bị phong rót vào bụng, liền ở nàng khó chịu. Khi kiệu hoa tính cả nàng cùng nhau từ giữa không trung ném tới trên mặt đất rơi nát như. Chương 832 vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Vân phụ bị trước mắt biến cố dọa choáng váng, hắn một môn nằm liệt ngồi dưới đất, mờ mịt không biết làm sao. Này cả kinh một dọa, Vân phụ ba hồn bảy phách đều sợ tới mức chạy ra thân thể tới, lập tức liền không có tinh thần khí. Cha, ngài như thế nào tới? Vân nếu tin từ tân thành chủ trong phủ ra tới, chạy chậm đến nàng cha bên người đem hắn đỡ ngồi dậy. Tinh nhi, ngươi như thế nào ở nơi này mặt? Vân phụ kinh ngạc nhìn cái này, ngày thường không có tồn tại cảm nữ nhi hỏi. Cha, trên mặt đất lạnh, ngài lên rồi nói sau, ta ca tối hôm qua mang theo ta cùng di nương không địa phương đi, liền ở nơi này. Vân phụ. Không địa phương đi liền ở nơi này mặt. Hắn nằm mơ đều tưởng ở nơi này mặt hảo không? Hắn nhìn cách đó không xa kia một bãi vết máu, đó là hắn đời này thích nhất nữ nhi. Hắn hoa rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng nữ nhi, kia cũng là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Chính là, cứ như vậy đã chết, Vân Phụ không khỏi oán trách cái này nữ nhi tới. Hắn vốn dĩ sự nghiệp thực hảo, sở gia bọn họ mới vừa vào thành thời điểm, đại gia cũng là đối hắn thực khách khí. Ai biết hắn nhất có tiền đồ nữ nhi, tự cho là đúng đắc tội sở gia, còn hắn ném quan đem hắn hại thảm. Bọn họ cha con hai đều đi rồi cực đoan, hơn nữa đều mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn nữ nhi mất đi tuổi trẻ sinh mệnh, mà hắn còn lại là mất đi hắn nhất cho rằng ngạo quan chức. Lúc này, Vân Phụ mới biết được, Nhân sinh lớn nhất thành công, không phải đại phú đại quý, cũng không phải quyền thế ngập trời, mà là có một viên bình thường tâm. Trong túi mặt có điểm tiền tài, có thể quá thượng bình bình đạm đạm tiểu nhật tử, liền rất không tồi. Hắn thích nhất nữ nhi, bởi vì đi cực đoan mà mất đi sinh mệnh, hắn nhất không thích nữ nhi cũng bởi vì không đi cực đoan, hiện giờ lại trụ thành chủ phủ. Hắn cái kia con vợ lẽ, đi trung gian lộ tuyến mà có điều đến ít, tựa như những cái đó có điểm tiền trinh, thả thân thể khỏe mạnh người. Tuy rằng bọn họ địa vị không cao, cũng không có đại phú đại quý, nhưng bọn hắn nhất định là quá đến hạnh phúc nhất. Kỳ thật, người sống một đời, tiền tài không cần cầu nhiều, đủ dùng liền hảo, sinh hoạt không cần cầu xa hoa, có thể quá là được. Nhật tử không cần cầu được thường mong muốn, nội tâm vui sướng liền hảo, chính là, hắn minh bạch quá muộn. Hắn cái này nữ nhi sống thành bình phàm thả thấy đủ thường nhạc bộ dáng, vân phụ trước kia là kinh thường nàng. Nhưng là, cuối cùng lại là nàng cho hắn an ủi, nếu không phải cái này nữ nhi xuất hiện, hắn khẳng định không biết làm sao bây giờ. Hắn nữ nhi bên người còn đi theo một người tuổi trẻ nam tử, diện mạo không tồi, hơn nữa nhìn thân phận cũng không thấp. Vân Tiểu Thư, đây là cha ngươi nha. Hàng Triều Dũng nhẹ giọng hỏi Vân nếu tin. Đúng vậy, hàng tướng quân, phiền toái ngươi giúp ta đem cha ta nâng dậy tới hảo sao. Vân nếu tin thanh triệt đôi mắt, mắt trong mong nhìn hàng Triều Dũng hỏi. Hảo nha, Vân bá phụ, ngài có hay không nơi nào bị thương? ta đỡ ngài đi vào tìm đại phu nhìn một cái đi. Hàng triệu dũng liếc mắt một cái liền nhìn trúng vân nếu tin, cho nên đến ở cha vợ trước mặt hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Thực mau, hàng triều dũng liền đem vân phụ nửa ôm nửa đỡ lộng vào thành chủ phủ, đái vân đào còn lại là sai người rửa sạch bên ngoài vết máu. Như vậy không ai bị nổi vân nếu ngữ, cứ như vậy hôi hôi mai một, bọc sóng đều không có mạo một cái. Mà nàng cha cũng tự hồ quên mất giúp nàng thu thi cốt, bởi vì vân phụ quá tưởng tiếng tân thành chủ phủ nhìn một cái. Vân Phụ bị hàng triều dũng căng đỡ đi vào trong đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn đến một người nam tử đứng ở đại đường Trung ương. Hắn dáng người đỉnh bạc, khí chất thanh nhã, ăn mặc đơn giản màu trắng áo gấm, lại khó nén này cao hoa thái độ. Hàng triều dũng lập tức không người tiến lên, sở gia, đây là Vân Nếu Tinh Cha, thuộc hạ diều hắn tiến vào xem đại phu. Ân. Sở lệ huy nhìn thoáng qua hàng triều dũng cùng Vân Phụ, cao lãnh từ một tiếng. Đây là sở gia, Vân Phụ nhìn đến sở lệ huyên kia trương anh tuấn mặt, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sở lệ huyên bản nhân. Nguyên lai là Nam Sơn ca phụ thân nha, mời ngồi đi, thỉnh uống trà. Sở lệ huyên bên người thiếu niên lập tức phản ứng lại đây, vội vàng làm hắn ngồi xuống. Vân Phụ ở thiếu niên tiếp đón sau ngồi xuống, hắn bưng lên trên bàn chén trà nhấp một ngụm, nước trà tinh khiết và thơm cam liệt, vào miệng là tan. Hắn không cấm tán thưởng, này thật là hảo trà, chúng ta lạc nguyên thành là không có tốt như vậy trà hàng triệu dũng vội vàng lại cho hắn đổ ly trà nóng phóng tới hắn trong tầm tay chúng ta đều là người một nhà không cần khách sáo người một nhà hắn là hắn ai chẳng lẽ tưởng cưới hắn nữ nhi vân nếu tin còn có chuyện tốt như vậy vân phụ khóe môi gợi lên một mạch ý cười hắn cư nhiên cảm thấy thanh niên này làm hắn con rể thực không tồi sở lệ huyên chú ý tới vân phụ biểu tình biến hóa đúng rồi còn không biết ngươi hôm nay tới chúng ta thành chủ phủ cái gọi là chuyện gì đâu vân phụ cung kính nói ta hôm nay tới thành chủ phủ là tới bái tạ hắn ân cứu mạng hàng triệu dưỡng không cấm nhíu mày trong lòng điên cuồng chửi thầm hắn ý tứ là ta là hắn ân nhân cứu mạng nhưng ta như thế nào không có ấn tượng đâu ta nhớ rõ chính mình chưa bao giờ nhận thức hắn nha vân bá phụ ngài nhớ lầm đi ta nhưng không đã cứu ngươi đâu ngươi đã cứu tiểu nữ tinh nhi nha khiến cho tinh nhi lấy thân báo đáp đi Vân phụ giống mắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Vân nếu tin. Như vậy cha, nàng đều không nghĩ muốn, đều lúc này còn muốn lợi dụng chính. Mình. Nhưng là nàng, cũng là thật sự thích cái này lớn lên anh Tuấn thiếu niên tướng quân đâu. Nàng ngượng ngùng buông xuống đầu, không nói gì, cũng không dám lại xem hàng triều dũng liếc mắt một cái. Hàng triều dũng. Đem tinh nhi đến hôn cho hắn, hắn là cầu mà không được, nhưng là cái này nhạc phụ chẳng lẽ là có bệnh nặng đều không có hỏi chính mình hay không có thê tử, nếu chính mình có thê tử hoặc là không thích tinh nhi đâu. Nháy mắt, hàng triều dũng liền không thích cái này nhạc phụ đại nhân, hắn mặt hắc tựa đáy nồi. Đa tạ vân bá phụ thành toàn, hàng mổ vừa lúc thích nếu tin, nhưng là ân cứu mạng là không tồn tại. Hắn là thiệt tình cầu thú, sao có thể đầu cơ trục lợi đâu, từ đâu ra ân cứu mạng đâu. Nghe được hàng triều dũng nói, vân phụ liền cười, thiếu niên tướng quân còn có tòng long chi công, tiền đồ vô lượng nha. Sở lệ huyên đem vân phụ tâm tư xem rành mạch, lão gia hỏa này tâm thái thay đổi. Lúc này hắn, cao hứng về cao hứng, nhưng không có trước kia tham lam, đây là có chuyện gì đâu. Một cái tiếng oán than dậy đất phủ đài, như thế nào lập tức liền biến thành, một cái thấy đủ người. Sở lệ huyên tự nhiên không biết, vân phụ vừa rồi bị đái vân đào dọa phá lá gan, có thể trọng sinh giống nhau, tâm thái có thể không băng sao. Vân Nam Sơn lúc này đi ra, hắn đang ở vội vàng thống kê lạc nguyên thành bá tánh ăn tết muốn phát vật tư. Nghe nói hắn cha tới, hắn ném xuống việc, vội vã chạy tới, sợ hắn cha lại đến gây chuyện cái gì họa khi. Cha, ngài như thế nào tới? Vân Nam Sơn vội vàng hỏi nói. Cha liền không thể tới sao? Vân Phụ thấy nhi tử khí phách hăng hái bộ dáng, liền biết hắn đến sở gia trọng dụng. Vân Phụ lúc này nội tâm kinh hỉ đang xen, đứa con trai này cùng nữ nhi, đều là hắn ngày thường xem nhẹ người. Hắn đem sở hữu tâm huyết đều hoa ở, bồi dưỡng đích tử đích nữ trên người, lại hoàn hoàn toàn toàn xem nhẹ thứ tử thứ nữ nhóm. Thật là ứng kia một câu, có tâm tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Chương 833 thành chủ người được chọn. Vân Nam Sơn thấy phụ thân hắn chất vấn hắn, trong lòng một trận phiền chán, nhi tử chưa nói ngài không thể tới, chỉ là tò mò hỏi một câu. Chúng ta phụ tử chi gian trừ bỏ thăm hỏi, còn có cái khác lời nói nhưng nói sao? Không có một chút tự mình hiểu lấy. Vân phụ, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, ngươi hiện tại cũng dám như vậy cùng ngươi lão tử nói chuyện. Trước kia Vân Nam Sơn, nhìn thấy hắn cha đều là tất cung tất kính, mặc kệ là hắn cha vẫn là hắn huynh trưởng phân phó sự, hắn đều là thành thật làm tốt. Hắn chỉ là hy vọng, hắn làm được hoàng mỹ, hắn cha liền sẽ đối hắn di nương cùng muội muội hảo một chút. Ngày hôm qua, hắn cha cùng đích muội như vậy đối đãi hắn muội muội, Vân Nam Sơn phi thường sinh khí cho nên, hôm nay nhìn thấy hắn cha cũng liền không có ngày thường như vậy cung kính, mặc cho ai hàng năm trả giá không chiếm được hồi báo, còn sẽ như vậy cung kính đâu. Vân Phụ liền tưởng chính mình đứa con trai này phát đạt, cho nên kiên cường không tôn kính hắn. Tức giận đến hắn cả người phát trung, giơ lên tay, liền muốn đánh Vân Nam Sơn, động tác như vậy thành thạo, có thể thấy được ngày thường không thiếu đánh hắn. Nhưng là Vân Phụ đối thượng sở lệ huyên cặp kia thâm thúy mà u ám con ngươi khi, hắn thế nhưng sinh ra vô hạn sợ hãi. Dương ở giữa không trung tay, cứng đờ ở giữa không trung, rốt cuộc lạc không đi xuống. Ngươi, ngươi nghiệt tử, Vân phụ tức giận đến nói không ra lời. Vân Nam Sơn chạy nhanh tiến lên khuyên nhủ, "Cha, đừng nhúc nhích giận a, à, ngài muốn đánh liền đánh đi, dù sao ngày thường cũng đánh thói quen." Vân phụ bị Vân Nam Sơn cái dạng này, tức giận đến một búng máu thiếu chút nữa phun tới. Nghiệt xúc. Vân phụ ở trong lòng mắng, hắn không dám mắng ra tiếng tới. Càng không dám để cho người khác biết. Hắn làm 20 năm phủ đài đại nhân, thế nhưng bị một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên cấp dọa thành dáng vẻ này. Nếu truyền đi ra ngoài, hắn gương mặt này còn hướng nào gác a? À? Ai muốn đánh ngươi? Vân phụ trừng mắt nói, lão tử đây là giáo huấn nghịch tử, giáo dục hắn như thế nào tôn kính trưởng bối, ngươi hiểu không? Sở Lệ Huy nhìn hắn một cái, đạm mặt mà nói, Nga, muốn giáo huấn liền trở về giáo huấn, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Sở gia giáo huấn chính là, là ta vô trạng Vân phụ buông xuống đầu, tựa như đang bị tổ phụ dạy bảo tôn tử dường như. Này nếu như bị lạc nguyên thành bá tánh nghe được, khẳng định sẽ kinh rất cầm. Liền vân Nam Sơn đều là chấn động trợn mắt há hốc mồm, hắn kia không ai bị nổi cha, ngồi ở chỗ kia giống cái tôn tử dường như. Thật là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, người chỉ cần tồn tại. Khi thật đúng là cái gì chuyện ly kỳ quái lạ ngươi đều khả năng sẽ trải qua đến. Sở lệ huyên đương nhiên không biết, hắn thuận miệng một câu, nhân gia trong lòng liền sinh ra như vậy bách chuyển thiên hồi ý tưởng. Sở lệ huy nhìn thấy Vân Nam Sơn, hiếm thấy khóe miệng hơi hơi cong lên, hắn xác thật thực thích người thanh niên này. Hắn tức phụ nhi nói, dùng người dùng hiền, không cần để ý thân phận, có con vợ lẽ từ nhỏ cẩn trọng. Tựa như Vân Nam Sơn như vậy con vợ lẽ, người tài giỏi thường nhiều việc, mặc kệ là bọn họ vân gia sự, vẫn là nha môn sự tình, cơ hồ đều là hắn ở xử lý. Năm nay mới 22 tuổi Vân Nam Sơn, liền tính làm hắn làm một thành chi chủ, hắn cũng là có thể. Chỉ là thành chủ vị trí này cấp Vân Nam Sơn, vẫn là có chút không quá ổn thỏa. Bởi vì hắn gia đình thành viên phức tạp, hắn còn không có hoàn toàn thu phục Vân Gia, chỉ là thoát đi Vân Phủ. Có như vậy người nhà hậu hoạn vô cùng, hơn nữa Vân Nam Sơn cũng không có rất lớn giả tâm. Sở lệ huyên chưa bao giờ cảm thấy có giả tâm người, là cái gì sai lầm, ngược lại là không có giả tâm nhân tài nguy hiểm nhất. Thực dễ dàng bị người khác khi dễ đến cùng chỉ biết một mặt nhường nhịn sở lệ huyên muốn cho vân nam sơn làm phó thành chủ vân nam sơn làm việc tinh tế tỉ mỉ hiểu cũng rất nhiều nhưng hắn thiếu điểm tàn nhẫn tính tình ôn thôn không tốt với biểu đạt tình cảm làm lão một không thích hợp cho nên vân nam sơn yêu cầu một cái cường thế người đi dẫn dắt hắn đi chế tạo thuộc về cái này lạc nguyên thành nòng cốt gánh hát sở lệ huyên mục tiêu chính là những cái đó thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa có chính mình tư duy phương thức rất nhiều thời điểm có thể thấy rõ hiện thực người. Sở lệ huyên vẫn luôn đều thực thưởng thức người như vậy, bởi vì bọn họ trong xương cốt đều chảy một cổ tàn nhẫn kính nhi. Mặc kệ ở bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong, luôn là có chính mình sinh tồn phương thức, bọn họ sẽ lựa chọn tốt nhất sinh hoạt. Mà trên thế giới này có rất nhiều đồ vật, cũng không thích hợp dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Như vậy liền yêu cầu Vân Nam Sơn như vậy, ông thông tính tình người đi giải quyết, cho nên Vân Nam Sơn cũng là một cái hiếm có nhân vật sở lệ huyên đem ý nghĩ của chính mình cùng kế hoạch toàn bộ nói cho vân nam sơn lại từ huyên nghiêng lâu đài lấy ra dương ngọc long làm lạc nguyên tỉnh thành thành chủ làm dương ngọc long cùng vân nam sơn trong tương lai hai năm thời gian mau chóng đem lạc nguyên thành phát triển lên hàng triệu dũng phụ trách bên trong thành trị an vừa lúc có thể cưới vân nếu tin về sau liền ở lạc nguyên thành an cư lạc nghiệp vân nam sơn nghe xong lúc sau gật gật đầu sở gia xin yên tâm ta sẽ dựa theo ngài phân phó làm tốt mỗi một việc hảo ta tin tưởng ngươi. Sở lệ huyên gật đầu, lại phân phó một ít chuyện quan trọng. Hắn chuẩn bị sáng mai mang theo đái vân đào cùng nhau hồi huyên nghiêng lâu đài, bọn họ vốn dĩ buổi tối có thể khởi hành. Nhưng là, sở lệ huyên buổi tối còn phải về không gian mang qua, hắn là sẽ không suốt đêm lên đường. Hắn đem sở hữu sự tình phân phó xong, thiên đã hắc thấu, hắn một cái ý niệm tiến vào không gian. Khương Hân Nghiên mang theo ba cái oa nhi đang ở chờ hắn, bọn họ dùng cái đệm ngồi ở trong không gian trên cỏ. Khang Khang cùng An An nhìn thấy sở lệ huyên, liền e a. E a chào hỏi, còn vương tay nhỏ cánh tay muốn hắn ôm, chính là lại phát không. Cha trên người lạnh, muốn đi suối nước nóng phao một chút, lại trở về ôm các ngươi ha. Nói, liền đi suối nước nóng phao suối nước nóng, lưu luyến mỗi bước đi nhìn nương bốn cái. Khang Khang cùng An An còn ở cái đệm thượng bò, muốn đi bắt lấy bọn họ cha. Khương Hân nghiêng nhéo ba cái oa nhi khuôn mặt nhỏ nói, Khang Khang muốn ngoan nga, cha một lát liền trở về. Ê a à. Ê a à, khang khang ngoan ngoãn gật đầu. Tuổi tuổi đâu? Không nghĩ cha sao? Như thế nào không kêu cha ôm đâu? Nhưng mà tuổi tuổi nhắm mắt lại ngủ, liền hắn cha trở về thời điểm, hắn dương mắt nhìn liếc mắt một cái. Ê a à. Ê a à, tan an đoạt đáp, còn vương nàng tiểu béo tay không ngừng huy động. Tỏ vẻ nàng rất tưởng nàng cha ôm, Khương Hân Nghiên thanh khách cười rộ lên, đi qua đi giữ chặt tay nàng nói chúng ta hiện tại liền đi suối nước nóng bên cạnh xem các ngươi cha phao tắm, được không? Ê a, à. Khang khang đi theo hô to, tuổi tuổi không thể không mở to mắt, nhưng hắn lại chỉ biết phun bong bóng. Khương Hân Nghiên bất đắc dĩ, đứa nhỏ này quá lười, cũng không biết giống ai. Tuổi ngày 30 Tết ăn chính là ngủ, còn đặc biệt ngạo kiều, tuổi tuổi, ngươi như vậy đi xuống không thể được a. À. Về sau trưởng thành không chiếm được lão bà. Ê à, an an cùng khang khang đáp lại bọn họ mẫu thân ý tứ là tuổi tuổi liền tính không thích nói chuyện cũng là có thể chiếm được lão bà tuy rằng bọn họ không biết lão bà là gì sở lệ huyên thực mau liền phao hảo bọc khăn tắm đã đi tới trên người còn mang theo nước suối hương vị cái loại này hương vị thập phần tươi mát hỗn hợp nam tính hóc mon hương vị chương 834 trăm manh thái chồng chất sở lệ huyên dáng người thập phần bổng cơ bắp cân xứng đường cong tuyệt đẹp mỗi một khối đều tản ra nam tính đặc có mị lực hắn dương cương chi khí kinh diễm cương hân nghiêng mắt nàng chính mình đều nghe được bùng bùng tiếng tim đập âm nàng ở thưởng thức sở lệ huyên khi huyền không biết nàng cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh nàng dung nhan mỹ diễm vô song dáng người tinh tế yểu điệu da như ngưng chi đen nhánh như mực tóc đen búi thành lưu vân búi tóc nghiên cắm một chi bích ngọc trâm một trương tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan miệng anh đào nhỏ mày đẹp như họa tươi đẹp bắt hạnh trung lập lòe trứ mê ly động lòng người quan mang cả người giống như tiên tử hạ phàm, không dính bụi trần. Chính là người này nhi, làm hắn canh cánh trong lòng, hồn khiên mộng nhiễu, tưởng niệm tận xương. Hân hân, vi phu rốt cuộc phải về tới, nam nhân ôn nhu lời nói lộ ra vô hạn sung sướng. Ánh mắt ôn nhu mà thâm tình, như là đang xem đãi trên thế giới trân quý nhất đồ vật. Khương Hân nghiêng kiều tiếu gương mặt mang theo vài phần thẹn thùng, trong mắt cũng có che giấu không được vui mừng chi sắc. Nàng trong thanh âm, càng là lộ ra khó có thể ức chế kích động, phu quân ngươi thật sự có thể trở về sao? Đương nhiên, hân hân, chúng ta sáng mai liền xuất phát, nam tử khóe miệng ngậm sủng nịch mà tự tin tươi cười. duỗi tay nắm lấy nàng mảnh khảnh ngón tay, thanh âm ôm nhu, ngữ khí lại kiên định. Khương hân nghiêng hơi hơi rũ mắt, thật dài lông mi bao trùng trụ trong mắt cảm xúc. Chỉ là kia trắng nõn như tuyết trên da thịt đã nổi lên đỏ ửng biểu hiện nàng giờ phút này nội tâm kích động cùng vui sướng. Phu quân, vậy các ngươi trên đường còn phải đi nhiều ít thiên đâu hương Hân Nghi ngẩng đầu hỏi. Nàng ánh mắt trong suốt như nước, lập lòe chờ đợi cùng hưng phấn quan mang. Nhìn thấy tức phụ như vậy cao hứng, sở lệ huyên trên mặt lộ ra hạnh phúc mà thỏa mãn tươi cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngày mai buổi sáng. Chúng ta liền khởi hành trở về, ta đều đã gấp không chờ nổi trở lại các ngươi bên người. Nói xong, hắn còn ôm nhu vuốt mái tóc của nàng, trầm thấp dễ nghe tiếng nói vang vọng toàn bộ không gian. Tràn ngập nồng đậm tình yêu cùng thâm tình, hắn cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt chuyên chú mà nóng rực. Hân hân, về sau chúng ta đều không xa rời nhau. Chúng ta này cũng không tính tách ra đi, rốt cuộc chúng ta mỗi ngày buổi tối đều gặp mặt nha. Này nơi nào đủ đâu, chúng ta về sau ban ngày đêm tối đều không xa rời nhau. Ân ân, vậy nói như vậy định lạc. Là... Tuân mệnh, nương tử. Sở lệ huyên ôn nhu nhìn về phía chính mình thê tử, tuấn lãng soái khí khuôn mặt thượng lộ ra sủng nịch lại dung túng biểu tình hắn ánh mắt thâm thúy mà cực nóng, cúi xuống thân thể, hôn nhẹ thê tử cánh môi. Hai viên gắn bó bên nhau tâm chặt chẽ dựa vào cùng nhau, tự hồ liền linh hồn đều dung hợp giống nhau. Y nha y nha, khang khang cùng an an đồng thời phát ra kháng nghị thanh, một tả một hữu bò đến hai người bên chân. Tiểu gia hỏa nhóm một người một cái móng vuốt ôm lấy cha cùng nương chân, nải thanh nải khí y nha y nha. Nghe được hài tử tiếng kêu, Khương Hân Nhiên vội vàng đẩy ra ôm chính mình hai tay, quay đầu đi xem bọn nhỏ nàng không lưng đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong ngực trên mặt nở rộ mẫu tính quang huy trong ánh mắt đều là hiền từ cùng nhu tình các ngươi hai cái như thế nào cũng tới quấy rối có phải hay không đói bụng sở lệ huyên một tay bế lên bên cạnh tuổi tuổi một tay ôm mẫu tử tam ánh mắt ấm áp sủng nịch có điểm đều bị oa nhi đánh gãy hắn thân mật tiếc núi, nhưng hắn đối chính mình hài tử cũng là yêu thương có thêm hắn cười lắc đầu không có việc gì bọn họ nơi nào đói bụng chính là muốn quấy rầy bọn họ cha mẹ ân ái a. À. Các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu. Khương Hân Nghiên trừng mắt nhìn Khang Khang cùng An An liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy ý cười, nhưng càng nhiều lại là thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Nàng nhìn Sở Lệ Huyên liếc mắt một cái, sau đó đem hai đứa nhỏ cũng giao cho hắn, cười nói: "Ngươi trước bồi hài tử chơi một lát, ta đi áp bức một ít nước trái cây cho các ngươi uống, đêm nay ngươi muốn uống nhiều chút." Ê a. À. Y Nha nha, khang khang cùng an an lập tức đáp lại bọn họ mẫu thân. Tuổi tuổi nhìn như còn ở ngủ ngon, nhưng là ăn thời điểm so với ai khác đều cấp. Tốt, tức phụ nhi. Sở lệ huyên cười đáp ứng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, trong ánh mắt đều là đối thê tử tình yêu cùng dung túng. Nhìn hắn ôn nhu ánh mắt cùng trên mặt ý cười, Khương Hân Nhiên cảm giác chính mình tâm phản phất bị điền tràn đầy, đầy ngập ngọt ngào tràn đầy nội tâm. Nàng đáy mắt tràn đầy ôn nhu cùng quyến luyến, trên má càng là hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, có vẻ mỹ lệ cực kỳ. Sở lệ huyên một tay ôm khang khang cùng an an, một tay ôm tuổi tuổi, ngồi ở cái đệm thường, nhìn tức phụ nhi ánh mắt chuyên chú mà ôm nhu. Hai cái tiểu gia hỏa cũng thực ngoan ngoãn nhìn bọn họ mẫu thân, một cái khác chỉ biết ngủ ngon. Chờ bọn họ mẫu thân đi xa, khang khang cùng an an đồng thời dùng tay nhỏ đi vuốt ve bọn họ cha, sở lệ huyên cũng không ngăn cản. Ngược lại thực hưởng thụ bọn họ vuốt ve, đậu đến qua nhi nhóm thanh khách cười không ngừng, mười phần mười hoạt bát đáng yêu như vậy một màn dừng ở nơi xa khương hân nghiêng trong mắt nàng áp bức trái cây động tác liền càng nhanh thực mau nàng ép quả táo nước ép tuyết liên nước trái cây còn ép quả cam nước nàng đem ép tốt nước trái cây thịnh ở xứ trong ly lại dùng khay bưng vài ly nước trái cây hướng phụ tử mấy cái chậm rãi mà đến phu quân ngươi trước nếm thử cái này quả táo nước đây là ta tân ép ra tới sở lệ huyên đôi tay đều không không ông tam oa nhi khương hân nghiêng liền bưng lên một ly quả táo nước đưa tới hắn bên miệng khang khang cùng an an tay nhỏ đều muốn đi đoạt kia cái ly cái miệng nhỏ còn ê a à không ngừng giống như đang nói bọn họ là bảo bảo muốn uống trước khang khang an an ngoan chờ cha uống xong rồi lại cho các ngươi uống không thể cùng cha đoạt biết không khương hân nghiên có một số việc thực quán ba cái oa nhưng là nguyên tắc vấn đề vẫn là sẽ không quán bọn họ nàng ôn nhu giáo dục qua nhi khang khang cùng an an đồng thời biểu môi kia tiểu bộ dáng ủy khuất cực kỳ nhưng vẫn là gật gật đầu Sở lệ huyên bị hai cái oa nhi biểu tình manh hóa, thật là manh thái chồng chất, hắn buồn cười cười ra tiến tới. cúi đầu uống sạch kia ly quả táo nước, hảo ngọt, hân hân thân thủ ép nước trái cây chính là hảo uống. Khương hân nghiêng cười đến mi mắt công công, đem một khắc ly quả táo nước đưa cho nhi tử, khang khang, đến phi ngươi uống. Khang khang khuôn mặt nhỏ thượng có chút do dự, nhìn xem mẫu thân, lại xem hắn cha. Sau đó, tuổi tuổi dùng tay nhỏ đỡ hắn mẫu thân tay đem nó đưa đến bên môi, nhấp nhấp, ừng ực ừng ực, ực khang khang hắn không nghĩ uống quả táo nước là thật sự nhưng là như vậy bị nhị đệ cướp đoạt hắn hảo thật mất mặt qua 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 khương hân nhiên cười bưng lên một ly tuyết liên nước trái cây đưa tới hắn bên miệng ôm nhu nói khang khang không thích uống quả táo nước thích uống tuyết liên nước trái cây khang khang khuôn mặt nhỏ đều đỏ hắn còn đang hối hận vừa rồi sao liền như vậy bổn a à, hắn là không nên do dự lần này hắn không hề do dự. Cắn răng một cái, cái miệng nhỏ soạch soạch uống hết trong ly tuyết liên nước trái cây. Khương Hân nghiêng lại xoa xoa tuổi tuổi đầu, tuổi tuổi giỏi quá, mỗi lần ăn cái gì đều là nhất tích cực. Tiếp theo nàng lại đệ một ly cấp an an uống, an an thực tú khí chậm rãi uống nước trái cây. Chương 835 đến. Tuổi tuổi uống xong nước trái cây lúc sau còn cảm thấy không đã ghiền, vì thế vương chính mình thịt hô hô tay nhỏ. Đi sờ bên cạnh trên khay nước trái cây ly, tay nhỏ một cầm lấy, hắn mới phát hiện cái ly bên trong đã không. Khương Hân Nghiên nhìn đến nhi tử kia tiểu bộ dáng quả thực nhạc phiên thiên, nhịn không được ý cười đậu hắn. Khanh khách Tuổi tuổi có phải hay không cảm thấy chính mình thật là lợi hại, có thể đoan đến khởi một ly nước trái cây. Tuổi tuổi phiên tiểu bạch nhãn, ta vừa rồi thật đúng là cảm thấy chính mình lão lợi hại, nhưng mà là không vui mừng một hồi. Sở lệ huyên vốn dĩ liền sẽ thuộc độc tâm, lúc này bị tuổi tuổi đậu đến cười ha ha nhìn mẫu tử mấy cái hắn đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Khang khang, tuổi tuổi, an an, các ngươi còn tưởng uống nước trái cây có phải hay không, mẫu thân lại đi ép được không? Khang khang chớp chớp mắt to, lắc lắc đầu. Sở lệ huyên đem nhi tử ôm chầm tới hôn một cái, hỏi, tuổi tuổi có phải hay không thực thích uống nước trái cây? Tuổi tuổi tay nhỏ sờ sờ cái ly, cũng lắc đầu, có, hắn liền uống, không có liền tính hắn cũng uống no rồi. Sở lệ huyên cười, kia an an thích loại nào trái cây? Đê à, an An lập tức nói, Khương Hân nhiên che miệng cười đến thẳng đánh ngã, này mấy cái hài tử thật sự quá đậu. Sở Lệ Huyên đem bọn họ đặt ở cái đệm thường, hắn đi lấy khăn lông lại đây giúp bọn hắn sát tay sát miệng, sau đó dùng ấm áp khăn lông cho bọn hắn lau mặt, cuối cùng dùng ấm áp khăn lông cho bọn hắn sát cẳng chân chân nhỏ. Hắn làm việc không chút cẩu thả, cũng không qua loa, hắn cấp ba cái bảo bối sát xong lúc sau, liền ôm bọn họ trở về ngủ. Tuổi tuổi nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi, khang khang cùng tuổi tuổi nằm ở trên giường, hai người cũng chưa buồn ngủ. Hai vợ chồng lại bồi bọn họ vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, chờ hai cái oa nhi hoàn toàn ngủ, sở lệ huyên mới ôm hắn tức phụ nhi trở về cách vách trong phòng. Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, Bắc Việt Vương mang theo một đám người mênh mông cùng cuộn tới huyên nghiêng lâu đài chúc mừng. Lưu thừa tướng ở Bắc Việt các triều chính, bọn họ hiện tại cũng ở càng cổi thổ địa thượng trồng ra một số lớn khoai tây. Giải quyết bọn họ bắt việc con dân ấm no vẫn là có thể, liền tính rét lạnh mùa đông cũng không đói chết. Huống chi còn có khương hân nghiên dạy bọn họ làm giường đất, còn có chậu than gì đó, mặc kệ là ba ngày vẫn là đêm tối đều ấm áp vô cùng. Năm nay Bắc Việt Tân Vương lại không có đại quy mô chiến sự, chỉ là thu phục một ít thảo nguyên thượng cái khác tiểu dân tộc. Bắc Việt quốc các bá tánh đều hoang hô nhảy nhót, bọn họ cũng tôn sùng vũ lực cường đại dân tộc, cho nên bị thu phục lúc sau đảo cũng rất hài hòa. Bắc Việt bá tánh biết được bọn họ vương, muốn đi huyên nghiêng lâu đài, đều cử đôi tay tán đồng, đường hẻm đưa tiễn. Bắc Việt vương triều, này hai tháng cũng thêm vài cái tiểu công chúa, chỉ là thời tiết rét lạnh, Bắc Việt vương mới không có mang ra tới khoe khoang. Vương Chúng ta muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một ngày đâu. Chúng ta liền tính không lên đường, cũng là tới kịp. Đừng có ngừng, quả nhân muốn ăn lâu đài nhiệt hô hô đồ ăn, cố theo kịp lộ cũng không có gì. Chính là, chúng ta đã liên tục đuổi một tháng lộ trình A. Lại đi đi xuống, chỉ sợ sẽ mệt đến ngày, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Không sao không sao. Quả nhân coi như đi ra ngoài nghỉ phép. Lại nói, quả nhân lần này mang theo mấy ngàn tinh binh hộ giá, hẳn là sẽ không có việc gì. Vậy được rồi, ngài phải bảo trọng long thể mới là. Sắc trời tiệm vãng, đại địa lâm vào trong bóng tối. Một chỗ trong sơn cốc, mấy con tuấn mã bay nhanh mà đến, lập tức ngồi bốn gã nam tử, đều ăn mặc một thân kính trang trang điểm, cả người tràn ngập túc sát hơi thở. Bọn họ tốc độ phi thường mau, ở đêm tối bên trong giống như quỷ mị giống nhau lập lòe. Thực mau, liền tới một tòa thôn trang nhỏ trước. Cầm đầu nam tử xoay người xuống ngựa, đi vào thôn trang nhỏ, đối với thủ vệ lão bá nói. Lão bá, nhà ta chủ tử hôm nay muốn nghỉ ngơi, ngươi cho ta gia chủ tử an bài dừng chân phòng, mặt khác chuẩn bị một ít thức ăn nước uống. Hảo lạc, không thành vấn đề. Tiểu huynh đệ ngài chờ một lát. Lão bá theo tiếng đáp ứng xuống dưới. Cảm tạ. Người nọ ôm quyền trí tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau, trầm giọng phân phó nói, theo sát. Ngay sau đó, hắn liền nâng bước hướng bên trong đi đến. Mấy người này chính là Bắc Việt Vương, mang theo mấy cái người hầu cận, bọn họ đã qua biên giới. Đại bộ đội còn ở phía sau rất xa, hắn tưởng sớm một chút đi huyên nghiêng lâu đài xem hắn con rể. Ba ngày sau, Khương Hân Nghiên mang theo lâu đài người đang ở tập luyện tiết mục, liền nghe được thủ cửa thành bẩm báo, sở phu nhân, có khách quý đến. Mời vào tới, an bài bọn họ uống trước trà, chúng ta tập luyện hảo cái này tiết mục lại qua đi. Tống đái đạt tuân lệnh, xoay người liền đi rồi, cũng không hỏi nhiều, Khương Hân Nghiên liền thích hắn tính tình này. Bắc Việt Vương biết được Khương Hân Nghiên ở tập luyện tiết mục, hắn cũng nghĩ tới đi xem, nhưng là hắn còn không có ăn cơm sáng. Hắn uống lên hai chén cháo gà, lại ăn một tiểu lung tôm bóc vỏ chân sủi cảo, liền bác bảo rau ngâm còn có ngỗng yên chi xuống bụng, cả người đều cảm thấy sống lại. Tống đái đặt lại dẫn bọn hắn đi rửa mặt chải đầu một phen, sau đó an bài bọn họ ở phòng khách chờ hầu. Khương thừa tướng cùng ngụy đại thúc phụ trách tiếp đại bắt Việt vương, nhưng là bọn họ chi gian không thân cũng liền không có gì nói. Khương hân nghiêng tới rồi tiền viện, xuyên qua thật dài hành lang, đi qua cửa thùy hoa, liền nhìn đến bắt Việt vương đang ngồi ở ao cá bên ngỗng cổ ghế phiên thư trường tụ uống lượng trên mặt đất, tư thái tùy ý giảng ra, đảo không giống như là ở nhà người khác làm khách, như là ở nhà mình thích ý. Không biết bắt Việt vương đại giá quan lâm, thất lễ, thất lễ. Khương Hân nghiêng nhất chân vào đình hơi hơi làm thi lễ nói. Bắt Việt vương đem trong tay thư tùy ý đặt ở trong. Đình trên bàn đá, liền nhìn đến một thân màu đỏ rực cẩm y áo váy Khương Hân nghiêng đứng ở trước mặt. Khuôn mặt như tuyết, môi sắc như chu, sấn đến nàng dung mạo điệt lệ, kiều diễm không gì sánh được là mổ quấy rầy sở phu nhân, sở gia không ở lâu đài. Bắc Việt Vương tùy ý hỏi. Quá mấy ngày liền phải đã trở lại, bên ngoài còn có một chút sự tình muốn hắn tự mình đi xử lý. Khương Thừa Tướng cùng ngụy Đại Thúc cũng bồi ở Khương Hân Nghiên tả hữu, thấy hắn quốc vương, Khương Thừa Tướng hỏi vấn đề tự nhiên rốt cuộc bén nhọn. Hai người chi gian rõ ràng không có đau thương kiếm vũ sắc bén đối thoại, nhưng là này một vòng thử giao phong đã kết thúc. Bổng vương lần này lại đây chủ yếu là chúc mừng sở phu nhân mừng đến quý tử quý nữ, mổ, may mắn nhìn thấy bọn họ. Khi nói chuyện, Bắc Việt Vương đã đi ra ngoài. Khương Hân Nghiên đứng ở tại chỗ nhìn Bắc Việt Vương, đáy mắt lập loài ánh sáng nhu hòa, người như thế nào không hỏi xem bọn Hài Nhi tên gọi là gì đâu. Bổn Vương đã sớm biết, đây là ta đưa cho Hài Nhi lễ vật, sở phu nhân thỉnh thu hảo. Cảm ơn, chính là. Bắc Việt Vương không có cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp xoay người cùng Khương Thừa Tướng cùng Ngụy Đại Thúc cùng nhau rời đi. Khương Hân Nghiên nhìn trong tay quý trọng lễ vật, cũng chỉ có thể thế qua nhi nhóm thu, tặng lễ còn đưa đến như vậy cường thế. Bắc Việt Vương nhìn thấy ba cái oa nhi, chưa từng có ôm quá oa nhi hắn, đều rất tưởng ôm một cái. Chính là đương hắn nhìn đến lão cốc chủ trong tay kia chỉ phấn nộn nộn, mềm mục tiểu nhục đoàn, hắn lại có chút không dám đi chạm vào. Bởi vì cái này oa nhi lớn lên thật sự là quá đẹp, hắn nhất thời cũng không có cách nào chuẩn xác địa hình dung ra nàng mỹ tới. Chương 836 đoàn tụ. Bắc Việt Vương nghĩ thầm như vậy tiểu nhân nhi như thế nào cũng đến ôm một cái hắn vương tay chính là tiểu gia hỏa lại không chịu lại đây lại còn có vẫn luôn cười hì hì nhìn chính mình một đôi đen bóng mắt to tràn ngập vô hạn vui mừng cùng chờ mong chờ mong hắn tay lùi về đi bắt việt vương nội tâm tức khắc nhu hóa thành một bãi xuân thủy hắn tưởng chính mình đời này chỉ sợ đều không có gặp được quá như vậy xinh đẹp qua nhi đi tiểu nhân nhi nhóm ông ngoại cũng chính là khương thừa tướng lúc này đang đứng ở một bên nhìn chính mình bảo bối cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Nhìn đến chính mình bảo bối cháu gái như thế hưng phấn, thoải mái mà cười, hắn trên mặt cũng giàu dạt khởi một mặt hiền từ mỉm cười. Từ đây, bắt Việt Vương liền mỗi ngày cũng gia nhập đi theo mấy cái tổ phụ đoạt qua nhi ôm hàng ngủ. Nhân gia lâu đài mọi người, lúc này mới kêu sinh hoạt, bọn họ bắt Việt con dân nhiều nhất chỉ có thể kêu tồn tại, người với người chi gian là vô pháp so. Hắn không tính toán ở huyên nghiêng lâu đài ăn Tết, rốt cuộc đây là hắn năm thứ nhất đăng cơ, phải về Bắc Việt mang theo bọn họ con dân cùng nhau ăn Tết. Tây Sở Hoàng thượng cũng mang theo Quý phi Hách Nguyệt, cùng với Hách gia người một nhà ở tới Huy Nghiên lâu đài trên đường. Nhìn con đường hai bên là trắng xóa một mảnh, Hách Nguyệt trong lòng có chút hưng phấn. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở thâm cung nội uyển bên trong, phía trước chưa bao giờ ra qua phủ môn. Tuy rằng biết lần này đi ra ngoài, nhưng thật đương tới rồi nơi này, vẫn là có chút khẩn trương hơn nửa nàng đối với lần này ra xa nhà rất là chờ mong hoàng hậu năm lần bảy lượt tưởng theo tới hoàng thượng chính là không muốn mang nàng này đối hách nguyệt tới nói là vô đại vinh quan sự tình nguyệt nhi ngươi làm sao vậy hách nguyệt ngồi ở trong xe ngựa vẫn luôn cũng chưa nói chuyện bên cạnh truyền đến tây sở hoàng thượng ôm nhu quan tâm thanh âm hách nguyệt lắc đầu không nói gì mà là nhắm mắt lại chợp mắt tới che giấu nàng hưng phấn nguyệt nhi mệt sao không mệt Hách Nguyệt mở hai tròng mắt, nhìn phía trước, mềm nhẹ mà trả lời. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước chạy tới, dần dần, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, vó ngựa đạp ở tuyết động thượng, phát ra lộc cục tiếng vang. Hách Nguyệt tầm mắt bị chung quanh cảnh tượng hấp dẫn, nàng kinh hỉ mà nhìn về phía bên ngoài, hoàng thượng, đây là nơi nào a? À? Hảo Mỹ a. À? Tây sở hoàng thượng cười một chút, nhìn về phía bên ngoài, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, đây là huy nghiên triều nhất dồi dào thành trấn, tên là huy nghiên lâu đài. Đây là Huy nghiêng lâu đài nha. Cha ta nói, nơi này trước kia chính là Hoang Sơn giả lĩnh nha. Đúng vậy, Nguyệt Nhi nếu thích, chờ ngày mai, trẫm mang ngươi lại đi biến toàn bộ thành trì, như thế nào? Ân. Ừ. Hách Nguyệt gật đầu. Kỳ thật nàng rất tưởng hỏi hắn vì sao sẽ đột nhiên quyết định muốn mang nàng tới Huy Nghiên, nhưng nàng lại sợ quấy rầy hắn, chỉ có thể nhịn xuống. Xe ngựa ở trên đường được rồi đại khái có hơn hai canh giờ công phu, rốt cuộc tới Huy nghiêng lâu đài hách nguyệt vén rèm lên xuống xe ngựa nhìn trước mặt to lớn đồ sộ kiến trúc đàn trong mắt tràn đầy chấn động nguyệt nhi này huyên nghiêng lâu đài chính là sở lệ huyên hai vợ chồng lâu đài nếu ngươi thích trẫm trở về cũng kiến một tòa như vậy lâu đài cho ngươi trụ tây sở hoàng thượng kéo hách nguyệt tay đi ở phía trước mang theo nàng hướng lâu đài đi đến tiếp đãi bọn họ vẫn là khương thừa tướng cùng ngụy đại thúc lão cốc chủ hôm nay oa nhi cũng không đoạt sáng sớm liền ngồi xe ngựa ở lâu đài cửa nhón chân mong chờ cha ngài thân thể còn hảo đi. Hách gia đại nhi tử nhìn thấy xa cách hai mươi mấy năm lão phụ thân sáng sớm liền ngồi xe ngựa ở lâu đài cửa nhón chân mong chờ, cha. Ngài thân thể còn hảo đi. Hách gia đại nhi tử nhìn thấy xa cách hai mươi mấy năm lão phụ thân từ trên xe ngựa xuống dưới sau, vội vàng chạy chậm qua đi nghênh đón hắn, trong ánh mắt ngậm nhiệt lệ. Ta thân thể thực hảo, không có việc gì, các ngươi đâu. Cũng. Khỏe sao? Lão cốc chủ hiền từ mà cười cười. Nguyệt Nhi, các ngươi đều lại đây, đây là cha ta, cũng là các ngươi tổ phụ. Hách cha chỉ vào bên cạnh đứng thẳng hai cái nữ hài, hai cái nam hài nói. Lão cốc chủ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cái này trưởng tôn nữ, nàng đã hơn 20 tuổi, lớn lên duyên dáng yêu kiều, một bộ kiều nhu mỹ nhân bộ dáng. Hai cái nhi tử cũng lớn lên anh tuấn tiêu sái, lớn một chút năm nay 18 tuổi, kêu hách thịnh sanh. Hắn lập tức đi lên kêu một tiếng, gặp qua tổ phụ. Khi một cái nữ hài kêu hách kiều kiều, diện mạo điềm mỹ, tính cách hoạt bát đáng yêu. Đại nữ nhi kêu hách nguyệt, lớn lên ngoan ngoãn văn tĩnh, tính cách có điểm nội hướng, gả cho tây sở hoàng thượng làm quý phi. Lão cốc chủ cười tủm tỉm mà nhìn này hai đối con cháu, nguyệt nhi, kiều kiều, sanh ca nhi, thành vũ, các ngươi mấy cái mau tới đây làm tổ phụ nhìn xem. Là, tổ phụ. Hai cái nữ hài tử ngoan ngoãn theo tiếng, ngoan ngoãn mà đi đến lão cốc chủ trước mặt. Hảo hài tử, thật ngoan lão cốc chủ sờ sờ hai cái nữ hài tử đầu, trên mặt lộ ra hòa ái chi sắc. Hách Nguyệt cùng Hách Kiều Kiều hai chị em, tâm tình phức tạp mà nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng cha cả đời nhất muốn gặp chính là trước mặt người này. Nguyên lai like hắn là như vậy hòa ái dễ gần, từ cửa thành đi vào còn phải đi hảo xa, chúng ta vẫn là ngồi xe ngựa đi. Tây sở công chúa cũng xuống xe ngựa cùng lão cốc chủ lên tiếng kêu gọi, cha, nhiều năm không thấy, ngài thân thể còn hảo đi. Hết thảy đều mang tốt, ngươi vẫn là ngồi trên xe ngựa đi, chúng ta cùng nhau đi vào ăn cơm. Vì thế đoàn người lại ngồi trên xe ngựa, Hách Nguyệt đi theo tây sở hoàng thượng xe ngựa ở phía sau. Đi rồi một canh giờ, nhìn trước mắt tráng lệ huy hoàng đại điện, tây sở hoàng thượng ánh mắt lại có chút mê võng. Tây sở quốc lực hùng hậu, quốc khố tràn đầy, lý thần hạo hiểu được quốc gia tài chính, cũng không biết kiến một tòa như vậy lâu đài muốn nhiều ít bạc. Bất quá nhìn như vậy khí phái phòng ốc, Hách Nguyệt trong lòng càng thêm không biết hẳn là hoa nhiều ít bạc. Nhưng nếu có thể ở lại như vậy xa hoa phủ đệ, đó là kiểu gì hưởng thụ? Hoàng thượng nói kiến một tòa như vậy lâu đài cho chính mình, nghĩ đến đây, Hách Nguyệt gương mặt ửng đỏ, tim đập cũng có chút nhanh hơn. Nàng ngước mắt, trộm mà ngắm tay sở hoàng thượng liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thúy. Đang ở nhìn chăm chú vào phía trước, phản phất không có cảm giác được Hách Nguyệt động tác. Người nam nhân này, vô luận làm cái gì đều làm người say mê, loại cảm giác này, thực kỳ diệu. Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tây sở hoàng thượng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hách nguyệt, đáy mắt hàm chứa một mạc sủng nịch. Thần thiếp, thần thiếp không có tưởng cái gì. Hách nguyệt hoảng loạn mà dời đi chính mình ánh mắt, che giấu chính mình xấu hổ cùng ngượng ngùng. Tây sở hoàng thượng cười khẽ, duỗi tay cạo cạo hách nguyệt chóp mũi, nha đầu ngốc. Thần thiếp mới không phải nha đầu ngốc đâu. Hách nguyệt biểu môi phản bác. A, à, tây sở hoàng thượng cười nhẹ một tiếng, dắt hách nguyệt tay hướng bên trong đi đến. Nga khách Nguyệt ngoan ngoãn mà tùy ý Tây Sở Hoàng thượng nắm đi, nàng chính là như vậy làm người đau lòng. Khương Hân Nghiên cũng mang theo một đám người, ra tới bọn họ đại nhà ăn cửa nên đón Tây Sở Hoàng thượng đoàn người. Bắc Việt Vương cũng ở trong đó, này vẫn là Tây Sở Hoàng thượng cùng Bắc Việt Vương lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ hai cái thực tự quen thuộc bắt tay mong ước, sau đó cùng nhau đi vào ăn cơm. Chương 837 Thông Đồng Làm Bậy Bắc Việt Vương đã tới mấy ngày rồi, cho nên tương đối tây sở hoàng thượng tới nói, hắn thuộc một ít, vì thế hắn liền nhiệt tình giới thiệu. Khương thừa tướng thường thường còn trừng hắn vài lần, chúng ta có người tiếp khách, muốn ngươi đoạt cái gì nổi bật. Khương Hân Nghiên chưa từng gặp qua nàng cha cũng có như vậy ấu trĩ một mặt, buồn cười lại cảm thấy rất tưởng cười. Nàng cái này cha cũng không gì khuyết điểm lớn, chính là cổ hữu điểm, ngu hiếu một chút, làm nàng mẫu thân tới nói, gả cho cái này cha là nàng nương không thể nghi ngờ là bi ai. Nhưng là, tình yêu trước nay đều là nói không rõ nàng nương có lẽ liền thích nàng cha này khoảng đi thêm chi khương tử hào cũng đặc biệt tôn trọng nàng cha nàng cũng liền không có cái gì oán hận đáng nói khương tiểu phu nhân ở không thành thân phía trước khương hân nghiên liền gặp qua nàng cảm thấy nàng nhân phẩm còn hành khương lão phu nhân trải qua khương tử hào mất mà tìm lại nàng cũng thay đổi rất nhiều không hề như vậy chanh chua khương hân nghiên nhìn đến mọi người đều đang cười nàng liền càng thêm cao hứng nàng lôi kéo khương thừa tướng nói nói Cha, ngài cũng đừng trừng bắt Việt Vương, mọi người đều là người quen, nữ nhi xem hắn liền rất tốt A. À. Ngươi hiểu cái gì nha, chúng ta mới là chủ nhà, hắn chuyên môn đoạt chúng ta sống làm. Khương Thừa Tướng tức muốn học máu nói, hắn có điểm hận sắc không thành thép ý tưởng, nhưng lập tức đã bị hắn bóc tắt. Hắn nữ nhi là nhất bổng, nếu nàng đều không thành mới vừa như vậy trên thế giới còn có nhân tài sao? Khương Thừa Tướng chỉ là xem bắt Việt Vương không vừa mắt, đặc biệt là mỗi ngày còn cùng hắn đoạt qua nhi ôm. Khương Thừa Tướng liền càng tới khí. Bắc Việt Vương thân phận ở chỗ này bãi, hắn cũng không dám quá đắc tội hắn, cho nên liền ngẫu nhiên sặc hắn hai câu. Bắc Việt Vương nhìn thấy cảm nhận trung nữ thần nói chính mình thực hảo, hắn tâm tình hảo đến phi. Hảo tâm tình hắn liền cùng Khương Thừa Tướng chịu thua, nói hai câu dễ nghe lời nói, vì thế hắn cùng Thừa Tướng lại vui sướng trò chuyện lên. Tiếng cười sang sảng phiêu tán ở lâu đài trên không, trong đại sảnh mặt khác cũng là vui sướng một bên ăn cơm, một bên tìm quen biết người ta nói lời nói. Tây sở hoàng đế cùng Khương Thừa Tướng có cái vài lần chi duyên, lúc trước ở Đông Thần Quốc có quốc yến thời điểm liền nhận thức, hai người quan hệ còn tính không tồi. Tây sở hoàng đế nhìn đến Khương Thừa Tướng bị bắt Việt Vương khi dễ, cũng sẽ ra tiếng hỗ trợ nói câu lời hay. Kết quả Tây sở hoàng đế vuốt mông ngựa chụp đến vó ngựa thượng, Khương Thừa Tướng chẳng những không có cảm kích, ngược lại đem Tây sở hoàng đế thoá mạ một đốn. Ngươi cái người bảo thủ, vẫn là như vậy muốn cường. Tây sở hoàng đế bất đắc dĩ cười nói ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói như vậy tổng hảo đi khương thừa tướng cả giận nói ngươi nói đều nói sao lại có thể đưa ngươi chưa nói đâu còn không phải bởi vì các ngươi đều đứng ở hắn bên kia bắc việt vương lập tức cười nói khương bá phụ chỉ cho nên sinh khí đó là nhân ta đoạt ôm mấy cái tiểu oa nhi bái khương thừa tướng hừ lạnh nói ông em bé là một mã sự không thể nói nhập làm một nhưng hắn không thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy a à, có vẻ các ngươi chính là một đám trời đất chứng giám trẫm thật sự chỉ là tưởng giúp ngươi nói chuyện tây sở hoàng đế thật là dở khóc dở cười đây là có chuyện gì a à? chẳng lẽ khương thừa tướng đối chính mình có cái gì hiểu lầm tây sở hoàng đế chỉ có thể giải thích nói khương thừa tướng ngươi đừng nóng giận trẫm có thể cam đoan với ngươi ta sẽ không cùng hắn cùng nhau khi dễ ngươi khương thừa tướng hừ lạnh nói thiếu gạt người ngươi kêu lão phu thừa tướng làm cái gì châm chọc lão phu sao lão phu bị đông thần hoàng đế đuổi giết trốn đến nơi này vẫn là cái gì thừa tướng? Tây sở hoàng đế vô ngữ nhìn trời, này đều nào cùng nào a? À? Như vậy không khéo khương thừa tướng, không phải đầu óc có vấn đề đi. Trẫm lại không biết ngươi bị đuổi giết trốn tới chỗ này, trước kia chúng ta gặp mặt đều là kêu khương thừa tướng, khương thừa tướng. Tây sở hoàng đế chỉ có thể lại lần nữa kiên nhẫn giải thích nói, khương. Bá phụ, trẫm nói qua, chỉ là kêu thói quen, thật sự không có châm chọc ý tứ, ngươi phải tin tưởng trẫm. Lão phu mới không tin đâu. Khương Thừa Tướng nói xong, lại xoay người đối bắt Việt Vương nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu lời hay, chờ hạ oa nhi nhóm liền cho ngươi ôm nhiều trong chốc lát, ta nói cho ngươi, ta không ăn ngươi này bộ. Ha ha! Chúng ta các bằng bản lĩnh đoạt, sở phu nhân nói qua, chỉ cần khang khang huynh muội không khóc, chúng ta có thể tùy ý đoạt. Bắc Việt Vương cười đến thực trương dương, hắn là thật sự thực tự tin, an an không thích hắn ôm, nhưng là khang khang nhưng thích chính mình ôm hắn. Tây sở hoàng đế thấy bọn họ nói đến Hoa Nhi, hắn cũng rất muốn đi ôm một cái sở lệ huyên hai cái Nhi tử, kia ít nhất có một cái là hắn con rể Hoa. Khương Hân Nhiên thấy bọn họ đều thích nàng Nhi tử nữ Nhi, nàng cũng thật kiêu ngạo, mấy cái Hoa Nhi là thật sự thật đáng yêu. Cẩm nương cùng sở nhị thẩm, sở xúc sở hoa các nàng lúc này, cơm cũng không tới ăn, liền nhân cơ hội nhiều ôm trong chốc lát Hoa Nhi nhóm. Cũng không biết khi nào bắt đầu, các nàng các nữ nhân chỉ có ăn cơm thời điểm mới đến phiên các nàng ôm chủ yếu là, các nàng cũng không hảo cùng nhất ban đại lão gia đi đoạt lấy hoa nhi ôm, cho nên liền toàn bộ buổi sáng cấp hai cái tổ mẫu ôm. Ăn cơm thời điểm liền đến phiên cẩm nương cùng sở nhị thẩm cùng bọn hậu bối ôm, cẩm nương vẫn luôn đều ở cảm tạ nhà nàng nghiên nhi, quả thực chính là quá lợi hại. May mắn một thai sinh ba cái, bằng không nàng muốn ôm thật đúng là muốn xếp hàng đâu. Nàng nhị thẩm, ngươi mau đến xem, khang khang đây là trường hàm răng. Cẩm nương ôm một cái khang khang, tươi cười đầy mặt mà nói, trong mắt tràn ngập vui thích. Bên cạnh sở nhị thẩm, thấy cẩm nương ôm hài tử cười đến như vậy hạnh phúc, không khỏi đều hâm mộ lên. Đúng vậy, là thật sự trường hàm răng, nhà của chúng ta khang khang huynh muội sao liền lớn lên nhanh như vậy đâu. Sở nhị thẩm cười cũng tỉm mà phụ hợp đạo. Ta vừa rồi cho hắn đổi tả nhi đâu, tiểu tử này thật ngoan, cũng không có khóc nháo. Cẩm nương nói xong, lại hôn hôn trong lòng ngực đại tôn tử. Sở nhị thẩm ở bên cạnh nhìn cẩm nương, không cấm cảm thán nàng cái này đại tổ thật là mệnh thật tốt quá khang khang tới kêu một tiếng nhị tổ mẫu sở nhị thẩm duỗi tay tưởng sờ sờ cẩm nương trong lòng ngực hài tử khuôn mặt nhỏ chính là còn không đợi đụng tới hài tử thịt mặt đã bị hắn tiểu nắm tay múa may khai đi cẩm nương vừa thấy tức khắc cười ha ha a nha đứa nhỏ này thật bướng bỉnh sở nhị thẩm xấu hổ cực kỳ nàng ngượng ngùng mà nói ha ha a à. khang khang là có điểm bướng bỉnh đúng vậy đúng vậy tiểu hài tử sao không bướng bỉnh kia mới là lạ. Cẩm Nương cười nói. Lúc này cửa truyền đến một tiếng hô to. Nương, ngài đừng chỉ lo đậu bọn họ, cũng lại đây hỗ trợ a. À. Cẩm Nương vừa nghe, chạy nhanh lên tiếng đi ra ngoài. Tường Ca Nhi, muốn Nương hỗ trợ cái gì đâu. Cẩm Nương đi ra ngoài cửa sau, liền thấy sở lệ Tường bưng một khay nấu tốt sữa bò. Tường Ca Nhi, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho bọn hắn mấy cái nấu sữa bò. Cẩm Nương thấy tiểu nhi tử như vậy hiểu chuyện. Nàng vẫn là thật vui mừng. Ta đại tẩu tẩu muốn bồi khách nhân, lại không có thời gian uy bọn họ mấy cái, nếu là đói lã bọn họ làm sao bây giờ đâu. Tới, an an, tiểu thúc thúc uy ngươi uống sữa bò, a, à, tới há mồm. Sở lệ tường thích nhất ôm kiều mềm an an chất nữ. Ê à, Ê à an an nhìn thấy sở lệ tường, lập tức muốn may tiểu béo tay đáp lại hắn. Chương 838 khóc khóc càng khỏe mạnh. Sở lệ tường cười đến càng thêm lớn tiếng, ha ha an an ngươi có phải hay không thích nhất tiểu thúc thúc ê a ê a an an đáp lại hắn sở lệ tường lại đem mặt để sát vào nàng như vậy an an là muốn cho tiểu thúc thúc ôm ngươi sao ân ê a an an gật đầu móng vuốt nhỏ đã duỗi hướng hắn sở lệ tường đem nàng ôm thật ngoan tới uống sữa bò lạc an an bị bế lên tới thời điểm còn không quên xem một cái bên người hai cái ca ca thật đắc ý tiểu biểu tình giống như đang nói Tiểu thúc thúc thích nhất ta, các ngươi hai cái liền hâm mộ ghen ghét đi. Sở lệ tường cười nói, An An, tiểu thúc thúc cũng không phải là không thích khang khang cùng tuổi tuổi, chỉ là thật sự là không tới phiên ta ôm bọn họ, ai? Ê à, An An cũng vui sướng đi theo gật đầu phụ họa. Ha ha ha. An An thật là lợi hại nha, đều sẽ lý giải tiểu thúc thúc ta. Hắn một tay ôm An An, một bàn tay đem sữa bò đưa tới An An bên miệng, An An cũng rất phối hợp hút dưỡng. Sở lệ tường cùng an an hai người không hề chướng ngại câu thông, đem cẩm nương hâm mộ đến không muốn không muốn. Khang khang, cháu ngoan, ngươi cũng uống sữa bò ha. Khang khang lại không dễ dàng như vậy phối hợp hắn tổ mẫu, hắn đem đầu đừng đến một bên, ê a. À. Ý tứ là, ta không đói bụng, hiện tại còn không nghĩ uống. Cẩm nương vừa thấy khang khang há mồm y nha y nha, nàng động tác nhanh nhẹn đem bình sữa nhét vào khang khang trong miệng. Nương, nào có ngài loại nào uy khang khang nha, ngày đó là cưỡng bách khang khang uống sữa bò. Sở lệ tường một bên nói, một bên lấy đôi mắt quét khang khang, khang khang lập tức trục trục cổ, cúi đầu uống nải, cũng không dám nữa ê e a. À. Khang khang bị động uống sữa bò, khuôn mặt nhỏ nhăn hóa trang tử mặt trên nếp gấp dường như. Sở nhị thẩm cũng bưng lên một lọ sữa bò đút cho tuổi tuổi uống, tuổi tuổi thực ngoan, cũng không chê. Liền sở nhị thẩm tay đem sữa bò uống quang, còn hướng sở lệ tường liệt khai cái miệng nhỏ ngây ngô mà cười sở nhị thẩm lại cấp tuổi tuổi uy một ngụm nước ấm, sau đó tuổi tuổi liền nhắm mắt ngủ, hắn từ nhỏ chính là ăn ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. An An bên này cũng uống xong rồi bình sữa sữa bò, chính y nha y nha cùng sở lệ tường vui sướng trò chuyện thiên nhi đâu. Ê a, à. Ê a, à, An An nhìn vẻ mặt hưng phấn tiểu thúc thúc, mắt nhỏ còn liên tục chớp chớp, Cực kỳ giống một con đáng yêu đến bạo lều tiểu hồ ly. Ân, An An thật thông minh, tiểu thúc thúc nói cái gì ngươi đều hiểu được trả lời sở lệ tường sờ sờ an an đầu cười nói về sau a à, chúng ta an an trưởng thành chẳng những lớn lên mỹ còn đặc biệt thông minh ngô y nha y nha an an cao hứng quơ chân múa tay vui sướng đáp lại sở lệ tường ngẩn ra ngay sau đó lại cười ha ha lên hắn vươn tay ở an an gương mặt nhéo một phen khen nói là 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 nhà chúng ta về sau liền phải có cá siêu cấp tiểu thiên tài lạc hiệp học y nha y nha an an bị khen đến cao hứng cực kỳ còn ở sở lệ tường trong lòng ngực cũng tới cũng đi, một đôi đen nhánh mắt to, lập lòe sáng lấp lánh quan mang. Ngươi nha! Sở lệ tường sủng nịch cười cười hỏi, An An, năm nay ăn Tết nghĩ muốn cái gì lễ vật? Cẩm nương thấy thế buồn cười nói, được rồi, hai người các ngươi thúc cháu đừng ở chỗ này buồn nôn, An An đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. qua qua Qua, An An thấy nàng tổ mẫu khinh bỉ nàng nghe không hiểu, lập tức liền khóc. Nương, ngài làm sao nói chuyện đâu, an an nơi nào nghe không hiểu. Ngài xem đem người ta nói khóc. Hoa! Hoa hoa, khang khang mượn cơ hội cũng đi theo khóc, hắn còn có một nửa sữa bò không có uống xong đâu. Nhưng cơ hội này vừa lúc cũng không cần uống lên, khang khang khóc cái kia ra sức nha, giống như đã chịu cái gì ủy khuất dường như. Ngoan tôn nhi, tổ mẫu lại chưa nói ngươi, ngươi khóc cái gì nha. Cẩm nương ngốc vòng. Hoa! Hoa hoa, khang khang khóc lớn hơn nửa thanh, Ngài nói ta muội muội, kia sao nói xong ta còn làm ta khó chịu đâu. An An vốn là giả khóc một tiếng tưởng phản kháng nàng tổ mẫu, thấy nàng đại ca khóc đến cái kia thương tâm nha. Nàng cũng không nghĩ lạc hậu, vì thế nàng cũng rất lớn thanh qua oa oa. Khương Hân Nghiên mang theo Tây Sở Hoàng thượng đoàn người, còn ở sân bên ngoài liền nghe được hai cái oa nhi tiếng khóc. Bắt Việt Vương một cái bước xa liền hướng bên trong hướng, Tây Sở Hoàng thượng cũng không cam lòng lạc hậu theo sát sau đó ngược lại đem Khương Hân Nghiên tể tới rồi mặt sau, Khương Hân Nghiên ngày thường rất ít nghe được qua Nhi nhóm khóc. Nàng đảo cũng không lo lắng bọn họ, Hoa Nhi sao? Khóc khóc càng khỏe mạnh. Khang khang bảo bối, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Bắc Việt Vương vừa lên đi liền từ cẩm nương trong lòng ngực đoạt lấy khang khang. Khang khang. Cũng không có ai chọc ta không cao hứng, ta chỉ là không nghĩ uống sữa bò, mượn cơ hội khóc vài tiếng. Ngoan, khang khang nhìn thấy ta liền không khóc, ha 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 ê à. ngươi có liêm sĩ một chút được không là ta chính mình không nghĩ khóc ha 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 khang khang thật ngoan đi chúng ta đi hoa viên nâng lên cao đi ê a à. à. cái này có thể có bắt việt vương hấp tấp ôm khang khang đi rồi tây sở hoàng thượng này trước tới mấy ngày vẫn là có rất lớn ưu thế sao qua như này nhìn thấy hắn liền không khóc hắn chủ yếu là chọn con rể cho nên hắn ánh mắt đều là ở hai cái nam oa nhi trên mặt. Hai cái oa nhi đều lớn lên phấn điêu ngọc trác, làm người xem một cái liền thích, lại xem một cái càng thêm thích. Hắn vương tay muốn đi ôm tuổi tuổi, nhưng lại sợ hắn ôm không tốt, lúc này tuổi tuổi vừa lúc mở hắn kia nho đen dường như đôi mắt. Tuổi tuổi, tới, cho trẫm ôm một cái. Tuổi tuổi điểu đều không điểu hắn, nhìn hắn một cái, liền tiếp tục nhắm mắt ngủ. Khương thừa tướng đi lên một phen ôm quá ngoan cháu ngoại, ngủ liền ngủ đi, ông ngoại cũng muốn ôm ngươi. Tây sở hoàng thượng. Còn có như vậy thao tác. Hắn chờ đợi nhìn An An, hy vọng An An cho hắn một cái mặt mũi. Ê a. À. Ê a, à, An An xác thật thực cho hắn mặt mũi chào hỏi. Ngài hảo, nhà của chúng ta An An ở cùng ngài chào hỏi vấn An đâu. Sở. Lệ tường đối với tới đoạt qua nhi người cũng chưa sắc mặt tốt. An An cũng nghiêng đầu gật gật đầu, sau đó hướng tới nàng mẫu thân vương hai chỉ thịt muôn mút móng vuốt nhỏ. Tây sở hoàng đế sửng sốt, sau đó lại ha ha cười rộ lên, nói, ha ha. An an ngươi hảo, này tiểu cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp. Hắn vội vàng vương tay muốn đi ôm an an, hắn cho rằng an an vương tay là muốn hắn ôm tới. Nào biết, an an chụp bay hắn bàn tay to, ê a. À. Ê a à nha. Nói xong còn lắc lắc đầu, trong ánh mắt lập lòe hơi nước, môi cũng run nhẹ nhẹ. Lúc này, Khương Hân nghiêng đi tới ôm lấy nàng, đối tay sở hoàng đế nói bệ hạ đừng để ý tới an an cái này tiểu nghịch ngợm quỷ, nàng chính là này phó tính cách. a à, như vậy nha. Tây sở hoàng thượng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều an an vài lần. Nha đầu này là như thế đáng yêu đâu. Tây sở hoàng đế xem đến đôi mắt đều luyến tiếp chớp một chút, tiểu cô nương biểu tình phong phú, manh thái chồng chất. An an vẽ mặt thiên chân vô tà bộ dáng, vẫn luôn chớp đôi mắt nhìn chầm chầm nàng mẫu thân xem. Tự hồ là đang nói, nương, Ngươi nói như thế nào lời nói dối nha. Rõ ràng ta là ngài nhất ngoan nhất ngoan nhãi con. Chương 839 mắt thấy không thật. Khương Hân Nghiên nhìn đến nữ nhi kia đáng yêu manh lộc cục bộ dáng, nhịn không được cười đối tây Sở Hoàng Thượng nói. Bệ hạ không lấy làm phiền lòng, đứa nhỏ này ngày thường liền cái này tính tình, các ngươi hôm nay lên đường cũng vất vả, nếu không vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi. Nói, nàng sờ sờ an an mềm một tiểu thân thể nàng cũng nhìn ra được tới nữ nhi không nghĩ Tây Sở Hoàng thượng ôm nàng. Tây Sở Hoàng thượng một chút đều không nghĩ đi trước nghỉ ngơi, vừa lúc, lúc này lão cốc chủ mang theo hắn đại nhi tử một nhà đi tới. An An, đây là ngươi cử ông ngoại, mau tới cấp lão ông ngoại ôm một cái. Lão cốc chủ vương tay tiếp nhận An An. An An cũng triều lão cốc chủ vương tiểu béo tay, xem đến Tây Sở Hoàng thượng cái kia đỏ mắt nha. Lão cốc chủ ôm đến An An lúc sau, mang theo đại nhi tử một nhà liền đi bên ngoài trong hoa viên trong đình đậu oa nhi đi. Trong đình mặt có chậu thang, cũng sẽ không lạnh, người một nhà vây quanh an an đều là yêu thích không buông tay muốn ôm nàng. Tây sở hoàng đế vốn đang không ôm đến tuổi tuổi, đó là hắn tương lai con rể, cho nên có điểm không cam lòng rời đi. Lúc này, hắn nhìn thấy hách nguyệt cũng cùng lại đây, lập tức liền đi lên lôi kéo tay nàng, ái phi ăn no sao. Hồi bệ hạ, thần thiếp ăn thực no rồi, nơi này đồ ăn đều hảo hảo ăn nha. Hách Nguyệt dùng sức gật đầu, nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Có lẽ nàng thời thời khắc khắc đều cảm thấy nàng là trên thế giới hạnh phúc nữ nhân, chỉ là lúc này hạnh phúc nhất. Ái Phi còn muốn làm cái gì sao? Tây sở hoàng thượng mỉm cười hỏi. Hách Nguyệt chớp chớp mắt, bệ hạ, thần thiếp muốn ngươi bồi ta đi hoa viên tản bộ được không nha? Tây sở hoàng thượng không chút do dự gật gật đầu, hắn đang muốn đi hoa viên tìm Khương Thừa Tướng đâu, là hắn ôm đi ngủ say tuổi tuổi. Hảo A, à, nếu Ái Phi thích, chúng ta đây liền qua bên kia hoa viên đi một chút. Tây sở hoàng thượng cùng Khương Hân nghiêng lên tiếng kêu gọi, liền mang theo hắn Ái Phi hách nguyệt, hai người một trước một sau đi ra đại sảnh. Thời gian này trong hoa viên thực náo nhiệt, khang khang y nha y nha thanh, còn có mấy cái tổ phụ ha ha tiếng cười. Trên bầu trời ngẫu nhiên còn có mấy con chim nhỏ bay qua, hách nguyệt nhìn đến những cái đó bay qua chim nhỏ, trong lòng liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nàng chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Bởi vì như vậy sinh hoạt thật sự quá mỹ diệu. Nàng vãn trụ bên người nam nhân cánh tay, cùng nhau chậm rãi hướng tới trong hoa viên đi đến. Tây sở hoàng thượng nhìn bên người tiểu nữ nhân, đáy lòng cũng dâng lên nồng đậm thương tiếc chi tình. Bệ hạ, này đại tuyết bay tán loạn, như thế nào còn sẽ có chim nhỏ nha? Hách nguyệt ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời bay xuống màu trắng bông tuyết. Chúng nó hẳn là bay trở về trong ổ. Tây sở hoàng thượng nhẹ vỗ về nàng mềm mại tóc đen nói chính là lớn như vậy tuyết, chúng nó có thể bình an trở về sao? Hách Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, này đại tuyết bay tới mục đích, chính là làm chúng nó ở phong tuyết trung tìm kiếm hồi tổ chim lộ. Hách Nguyệt kinh ngạc, này bệ hạ, ngài lời nói thần thiếp như thế nào đều nghe không hiểu đâu. Tây sở hoàng thượng hơi hơi câu môi cười, cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh. Ái phi nghe không rõ không sao, trẫm đều sẽ nói cho ngươi. Hách Nguyệt ngượng ngùng buông xuống đầu, thần thiếp cảm ơn bệ hạ, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào đi hoa viên thưởng tuyết cảnh nguyệt nhi chúng ta đi đến người nhiều địa phương nhìn một cái náo nhiệt hách nguyệt lắc lắc đầu bệ hạ thần thiếp thực thích xem cảnh tuyết nhưng là thần thiếp cảm giác có chút mệt mỏi tưởng trở về nghỉ ngơi nàng không nghĩ đi người nhiều địa phương nàng chỉ nghĩ cùng bệ hạ đơn độc ở bên nhau xem cảnh tuyết đáng tiếc tây sở hoàng thượng không có minh bạch hắn ái phi ý tứ nguyệt nhi ngươi mệt mỏi nha cũng là ha này một đường tàu xe mệt nhọc kia trẫm hỏi một chút, chúng ta đang ở nơi nào? Hách Nguyệt. Nàng thật sự không mệt, một đường tàu xe mệt nhọc chính là con ngựa, các nàng xe ngựa như vậy đại, ngồi hoặc nằm đều tùy tâm sở dục, nơi nào thật sự mệt đâu. Hách Nguyệt nội tâm có điểm không thoải mái, chẳng lẽ bệ hạ thật sự không thể đủ minh bạch thần thiếp tâm tư sao? Ngài chẳng lẽ không nhớ rõ, thần thiếp ghét nhất những người đó chen chút sao? Người nhiều địa phương, cái loại cảm giác này giống như là muốn hít thở không thông dường như, nàng có thể chịu đựng sở hữu thống khổ. Duy độc không muốn cùng quá nhiều người xa lạ tới gần, huống chi nơi này vẫn là xa lạ địa. Phương Nhưng là, Tây Sở Hoàng thượng không có lý giải hách nguyệt u oán ánh mắt, hắn cho rằng nàng là mệt thực. Thực mau, Lạc Vũ Kỳ liền xuất hiện này hai người trước mặt, xin hỏi có cái gì có thể giúp được của các ngươi? Ngươi là ai nha? Hách Nguyệt thấy người đến là một nữ nhân xa lạ, nàng nghi hoặc hỏi, bệ hạ, nơi này có người nhận thức hai ta sao? ta là huyên nghiên lâu đài thị vệ lạc vũ kỳ, vừa rồi các ngươi vẫy tay, ta cho rằng các ngươi yêu cầu hỗ trợ đâu. Lạc vũ kỳ có chút kỳ quái hỏi, các ngươi vẫy tay chẳng lẽ không phải có việc sao? Xác thật là có việc, trẫm ái phi mệt mỏi, các ngươi an bài nàng ở nơi nào? Tây sở hoàng thượng cười tủm tỉm nói, hắn một cái làm hoàng thượng người, tự nhiên đem lạc vũ kỳ tâm tư đã nhìn ra. Hắn sâu trong nội tâm lại kinh ngạc không muốn không muốn, hắn ở tây sở trong hoàng cung, có đôi khi ở ngự hoa viên có việc liền chiêu một chút tay. Liền có long vệ gần người thăm hỏi hắn, vừa rồi hắn cũng bất quá là theo bản năng động tác, không nghĩ tới huyên nghiên lâu đài giống nhau khắp nơi đều là ám vệ. Hồi Tây Sở Hoàng thượng nói, chúng ta lâu đài có chuyên môn trạm dịch, ngài cùng ngài ái phi liền ở tại Bắc Việt Vương Sơn Cách Vách, thuộc hạ này liền mang các ngài qua đi. Lạc Vũ Kỳ cung kính trả lời. Ân. Tây Sở Hoàng thượng gật gật đầu, xoay người đối bên người Hách Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, ngươi mang theo thị nữ cùng nàng về trước chúng ta trạm dịch bệ hạ ngài không cùng nhau qua đi Hách nguyệt sợ ngây người nếu nói nàng vừa rồi có một chút ưu oán như vậy lúc này chính là thực thất vọng rồi phía trước hạnh phúc cảm bạo lều phịch một tiếng nháy mắt liền nổ tung như lại chỉ có đầy bụng bỉ khuất trẫm một chút đều không mệt tinh thần tràn đầy ngoan nguyệt nhi đi về trước đi thần thiếp thần thiếp còn tưởng ở hoa viên chuyển một vòng lại trở về nghỉ ngơi được không Hách Nguyệt thấp giọng hỏi. "Không tốt, ái phi mệt mỏi nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đừng làm cho trẫm lo lắng." Lạc Vũ Kỳ thấy Tây Sở Hoàng thượng đối hắn ái phi như vậy có kiên nhẫn, dưới đáy lòng hâm mộ không muốn không muốn. Nàng nội tâm không khỏi chửi thầm, Sủng phi chính là sủng phi, hồi cái oa đều còn muốn hoàng thượng như vậy hống, thật làm nàng hâm mộ phát cuồng. Nếu nàng biết Hách Nguyệt trong lòng là cái gì tư vị, không biết Lạc Vũ Kỳ còn có thể hay không hâm mộ. Lạc Vũ Kỳ chỉ biết mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, chính là nàng không biết đôi mắt thấy cũng không nhất định chính là sự thật. Nàng lại suy nghĩ triệu út cái kia đầu gỗ, cũng không biết ăn Tết có thể hay không trở về. Lạc Vũ Kỳ lúc này còn không biết, cái kia đầu gỗ lần này sẽ có một cái rất lớn kinh hỉ tạp hướng nàng đâu. Nàng tưởng tượng đến triệu út, tâm tình liền rất hảo, cho nên nàng thanh âm cũng không có như vậy đông cứng. Quý phi nương nương xin theo ta cùng nhau hồi trạm dịch đi, nơi nào địa long đều thiêu hảo, nước ấm cái gì đều có. Lạc Vũ Kỳ này dọc theo đường đi, bla bla một hồi nói, đem hách nguyệt kia thật lớn cảm giác mất mát nói được tiêu tán vài phần. Chương 840 nhận rõ nội tâm. Bị Lạc Vũ Kỳ tưởng niệm triệu Úc, đang ở trở về trên đường, hắn cùng Đái Vân Đào cùng nhau cùng sở lệ huyên tả hữu chinh phục rất nhiều phủ thành. Lại cùng nhau sửa trị phủ thành cùng với thành thị xây dựng, mỗi ngày vội đến chân không dính đất. Triệu Úc gặp qua rất nhiều quý nữ điên cuồng, hơn nữa Đái Vân Đào gần nhất mỗi ngày nhắc mãi hắn tức phụ mang thai hắn thường xuyên lôi kéo triệu út tay làm mộng tưởng hảo huyền ngữ khí là như vậy khẳng định chân thành nghe được triệu út đều tâm động không thôi triệu đại nhân người nói ta tức phụ nhi là sinh một cái nữ nhi cấp sở gia làm con dâu hảo vẫn là sinh một cái nhi tử cấp sở gia làm con rể hảo đâu vừa mới bắt đầu thời điểm triệu út rất là không kiên nhẫn nghe chính là nghe nhiều vài lần hắn cảm thấy chính mình cũng đúng a à. trong nháy mắt kia triệu út liền nghĩ tới lạc vũ kỳ cái kia đi theo hắn ba năm cô nương Nguyên Lai, ở bất tri bất giác trung, nàng đã khắc họa ở hắn trong lòng, Triệu Úc lúc ấy còn không chịu tin tưởng. Hắn sâu trong nội tâm tổng cảm thấy kinh diễm người của hắn là sở phu nhân, hắn sẽ cả đời bảo hộ ở nàng bên người. Mà giờ này khắc này hắn lại tưởng cùng cô nương khác thành thân. Triệu Úc trong đầu nhảy ra tưởng cùng Lạc Vũ Kỳ thành thân ý niệm, đem hắn khiếp sợ. Hắn không thể tin được hắn cũng sẽ là một cái hoa tâm người, hắn càng muốn chải vuốt rõ ràng. Cái loại này tưởng cùng Lạc Vũ Kỳ thành thân ý niệm liền càng mãnh liệt. Nàng là hắn cái thứ hai nhận thức cô nương, là cái loại này nhìn khiến cho hắn cảm thấy phiền thao không kiên nhẫn cô nương. Hắn không nghĩ đi miệt mài theo đuổi nàng rốt cuộc là thế nào cô nương, vì thế liền vẫn luôn trốn tránh nàng. Mà nàng vẫn là bám riết không tha đuổi theo hắn chạy, cái này làm cho hắn càng thêm bực bội, thoát đi đến càng xa. Hắn cảm thấy hắn thích nhân nhi, hẳn là giống sở phu nhân như vậy thiện lương, tiếng thối có độ nữ nhân chính là Lạc Vũ Kỳ nhưng vẫn ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm, một chút cũng không biết tiến độ đâu. Chính là như vậy nàng, làm hắn vô pháp khống chế chính mình tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng. Đặc biệt là, gần nhất mấy tháng chia lìa, làm hắn hiểu được, hắn đối nàng động tâm. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ nhớ tới nàng đang làm gì, có phải hay không đang cười vẫn là ở giận dỗi. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó đuổi theo sở gia chạy nhà giàu tiểu thư, hắn cảm thấy Lạc Vũ Kỳ như vậy mới là nhất chân thật hắn không dám xác định này có tính không thích nhưng là trải qua đái vân đào năm lần bảy lượt kể ra hắn biết chính mình là thật sự thích nàng khả năng hắn đối sở phu nhân vẫn luôn là sùng bái chi tình hắn có thể vì nàng máu chảy đầu rơi nhưng kia không phải nhất định là tình yêu cho dù là hiện tại hắn cũng sẽ vì sở phu nhân trả giá sinh mệnh rốt cuộc hắn mệnh là sở phu nhân cứu có lẽ bắt đầu thời điểm là có mông lung ái niệm cảm giác dù sao hiện tại hắn chính là tưởng cùng lạc vũ kỳ thành thân sở phu nhân cho hắn đệ nhị phân ấm áp đệ nhất phân là hắn mẫu thân tự hắn mẫu thân đi rồi về sau là sở phu nhân cho hắn đệ nhất phân ái cái thứ nhất gia phần cảm tình này là vô pháp thay thế được cho nên hắn nghĩ lầm đây là tình yêu còn vẫn luôn trốn tránh lạc vũ kỳ theo đuổi hiện tại triệu úc đã phi thường minh bạch hắn đã bỏ lỡ sở phu nhân một lần chẳng lẽ lại bỏ lỡ lạc vũ kỳ lần thứ hai sao hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình lại từ bỏ lạc vũ kỳ nàng đối hắn đoạn cảm tình này chấp nhất. Hắn liền đặc biệt tưởng cùng nàng thành thân, về sau quãng đời còn lại đều hảo hảo đãi nàng, đem thế gian tốt đẹp cho nàng. Vì thế ở hồi huy nghiêng lâu đài trên đường, hắn so đái vân đào còn muốn cấp, hận không thể ngày đêm kim trình. Triệu đại nhân, ngươi một cái quan công đi như vậy cấp làm gì nha? Bản tướng quân là tức phụ mang thai mới vội vã trở về. Thừa dịp uống nước ăn lương khô thời điểm, đái vân đào dễu cực triệu út. Ta vội vàng trở về cưới vợ không được sao? Triệu Úc một bên nhai màn thầu, một bên không chút để ý nói. Ngươi đều đã 26 tuổi, cưới vợ nạp thiếp vốn chính là thiên kinh địa nghĩa Việt, phía trước lạc vũ kỳ như vậy đuổi theo ngươi chạy, ngươi lại không muốn, lần này có thể nào như thế tùy ý đâu. Đái Vân Đào vẻ mặt nghiêm túc. Những lời này nhưng đem Triệu Úc cấp nói ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn Đái Vân Đào đã lâu, cuối cùng nhịn không được phục một tiếng bật cười. Mang đại nhân, ngươi như thế nào biết ta chính là tùy ý đâu triệu úc cười ha ha lên hắn như vậy cười đái vân đào trong lòng tức khắc không đế nhi hắn có điểm lo lắng nhìn về phía triệu úc hỏi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bản tướng quân nói rất đúng sao đương nhiên rất đúng a à, chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi triệu úc nói xong lại tiếp theo hướng trong miệng tắt đồ vật ngươi không cảm thấy bản tướng quân nói rất có đạo lý sao đái vân đào lại truy vấn một lần đương nhiên a à, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải cười Triệu Úc lại ăn một khối bánh nén khô. Khi nếu là như thế này, vì cái gì còn muốn như thế dễ dàng liền tưởng trở về thành thân đâu. Bởi vì ta cũng cảm thấy, quá xong năm ta liền 27, thành gia lập nghiệp, sinh nhi dục nữ, đây mới là nhân sinh chuyện quan trọng nhất, cho nên không thể lại chậm. Lạc Vũ Kỳ làm sao bây giờ đâu? Đái Vân Đào cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Lạc Vũ Kỳ là cái người thông minh, nàng hẳn là biết như thế nào làm. Triệu Úc lập lờ trả lời nói. Nếu là trước kia, Triệu Úc khẳng định sẽ cười lạnh một tiếng, quản nàng làm sao bây giờ đâu, nhưng là hắn hiện tại nói không nên lời như vậy đúng lý hợp tình nói. Triệu Úc càng thêm không dám nói cho Đái Vân Đào, hắn như vậy vội vã chạy trở về chính là tưởng cưới Lạc Vũ Kỳ. Rốt cuộc, Triệu Úc ra tới đã nửa năm, hắn không có viết quá một lần tin cho nàng, cũng không biết nàng có hay không thích người. Đái Vân Đào thở dài một tiếng, lại truy vấn nói, nếu là nàng một hai phải ăn vạ ngươi trong phủ, ngươi lại nên xử trí như thế nào đâu? ta đây chỉ có thể đem nàng cưới lạc. Triệu Úc bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật hắn nội tâm chính là nghĩ như vậy, hiện tại hắn, còn sợ nàng không chịu gả đâu, có như vậy tốt sự còn do dự gì. Triệu Úc cũng cảm thấy chính mình trước kia chính là một cái hỗn đảng, như vậy dẫm đạp một cái cô nương cảm tình. Đây là ái cùng không yêu khác nhau. Đái Vân Đào không biết Triệu Úc nội tâm ý tưởng, nếu đã biết, hắn nhất định sẽ không nói cho Triệu Úc lời nói thật. Kỳ thật, nói thật, đại gia rõ như ban ngày triệu úc như vậy cự tuyệt lạc vũ kỳ cũng không xem như dẫm đạp cô nương nhiệt tình khi đó triệu úc không thích lạc vũ kỳ liền lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nàng là quân tử hành vi đái vân đào mày thật sâu nhíu lại hắn nhìn về phía triệu úc nghiêm túc nói loại chuyện này không phải có thể lấy tới vui đùa nếu là lạc vũ kỳ vẫn luôn chấp mê bất ngộ ngươi cần phải suy xét rõ ràng triệu úc sở lệ huyên đem triệu úc nội tâm xem đến rõ ràng hắn ra tiếng giúp hắn giải vây, đái vân đào, người hôm nay vô nghĩa sao liền nhiều như vậy đâu. Dạ, ta cũng chỉ là lo lắng hắn nha. Đái vân đào ủy khuất cực kỳ, hắn không khỏi nói thầm. Lạc vũ kỳ thích hắn nhiều năm như vậy, này triệu út tùy tiện phải đi về thành thân, nàng một cái cô nương như thế nào chịu được đâu, thật là tạo nghiệp nha. Ngươi phải làm cha, là cao hứng ngu đi, hắn phải đi về thành thân, không tìm lạc vũ kỳ, lâu đài còn có đại cô nương sao? A, à, Ha ha ha, đái vân đào cao hứng tiếng cười hảo ma tính. 841 hắc hóa sa đọa Đái vân đào là thật sự vui vẻ, hắn từ tiếng huyên nghiêng lâu đài liền nhìn đến lạc vũ kỳ truy ở triệu Úc phía sau. Bọn họ rất nhiều người còn thực hâm mộ tới, lạc vũ kỳ ngũ quan không tồi, tính cách rộng rãi. Bọn họ nhìn đến triệu Úc luôn là đối nàng hờ hững, hảo bao nhiêu năm còn vì lạc vũ kỳ bên vực kẻ yếu đâu. Nhưng cũng có một ít thanh niên nhìn ra được tới, triệu úc ánh mắt luôn là đuổi theo bọn họ sở phu nhân hiểu chuyện thanh niên tuy rằng cái gì đều không có nói nhưng là bọn họ đều thực lo lắng triệu úc cuối cùng bởi vì ái mà không được mà tâm sinh oán hận từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân giống sở phu nhân như vậy ưu tú nữ tử cái nào nam nhi không mừng đâu nhưng là xứng đôi nàng người chỉ có bọn họ gia cho nên đại đa số người đều sẽ thu hồi kia phân tâm ý đái vân đào bọn họ một nhận thức sở gia cùng sở phu nhân thời điểm bọn họ hai vợ chồng cũng đã đứng ở tối cao đoan. Bọn họ chỉ có thể sinh ra ngưỡng mộ tâm tư, cũng không dám nữa sinh ra cái khác tâm tư tới. Kỳ thật, không có ai bị vận mệnh bất công hậu đãi mỗi người đều sẽ gặp được nhất thích hợp chính mình người. Đái Vân Đào không thể nghi ngờ là may mắn, hắn thê tử là trước coi trọng hắn, mà hắn cũng vừa lúc coi trọng nàng, liền thành thân. Nhưng là Triệu Úc không giống nhau, hắn nhận thức sở lệ huyên cùng Khương Hân Nghiên thời điểm, bọn họ hai vợ chồng là hắn quản hạt lưu đầy. Triệu Úc tự nhận là hắn so sở lệ huyên khỏe mạnh, so sở lệ huyên võ công cao cường, so với hắn. Cho nên, hắn ở bất tri bất giác trung liền sinh ra người khác không dám toát ra tới tâm tư. Nhưng là, Triệu Úc vẫn là có đạo đức có nguyên tắc người, hắn sẽ gắt gao áp lực hắn sâu trong nội tâm ý tưởng. Hắn trong lòng có điều tưởng niệm người, liền sẽ nhìn không tới một người khác trả giá, cho nên hắn đặc biệt cường ngạnh cự tuyệt lạc vũ kỳ. Tựa như Khương Hân Nghiên như vậy cường ngạnh cự tuyệt hắn giống nhau, một chút ít ảo tưởng đều không cho hắn. những cái đó năm lập can vô ảnh nước mắt liền chứng minh yêu thầm trước nay chỉ ác chiến ở một người giang hồ. nếu một người kiệt lực áp lực tình cảm, thâm tàn bất lộ, lại bị người cố ý dụ hắn từng bước thâm nhập. nhật nguyệt hoa giang trộn ràng bất quá là khảo vấn linh hồn lồng giam một tia tài niệm liền có thể làm người vạn kiếp bất phục. nếu đối tượng thầm mến nhân phẩm không tốt, cố ý phóng thích một tia sai lầm tin tức, làm yêu thầm người nhiệt tình tăng vọt cuối cùng lại từ hy vọng đến thất vọng vòng đi vòng lại liền biến thành thù hận thiên sứ cùng ác ma khoảng cách độc thiếu một cái xoay người nhẫn tâm còn hảo bọn họ sở phu nhân lập trường kiên định thái độ minh xác thành khẩn còn thường xuyên tác hợp triệu úc cùng lạc vũ kỳ cũng không cấp bất luận kẻ nào một chút ít hy vọng các nàng phu thê không có lúc nào là không ở tú ân ái sinh tử tương tùy cái loại này làm bất luận kẻ nào đều sinh không ra chút nào hy vọng cứ việc là như thế này mọi người đều cảm thấy Triệu Úc vẫn là vẫn luôn sẽ không từ bỏ. Bọn họ thực lo lắng Triệu Úc, một ngày nào đó sẽ phóng túng chính mình hoàn toàn hắc hóa sa đọa. Yêu thầm người, tự như quỷ quái ở trong đêm tối như vậy nóng bỏng, lại như vậy lạnh lẽo. Mà vượt mọi trong gai dũng khí, cũng từng ở lui không thể lui huyền nhai biên, ngựa mất móng trước hoảng loạn. Đối tượng thầm mến không có thành thân, còn có khả năng đãi tu thành chính quả, có lẽ qua đi lại không người đuổi theo nhớ quá trình gian nan cùng với sơn cùng thủy tận khi tuyệt vọng, nhưng những cái đó vinh quang cùng thỏa mãn sau lưng, chỉ có bản nhân vĩnh viễn vô pháp quên nước mắt được ăn cả ngã về không. Đái Vân Đào là thế lạc vũ kỳ cười, nàng yêu thầm rốt cuộc có quả, đặc biệt là Triệu Úc thanh niên này cũng sẽ không hắc hóa sa đọa. Nếu Triệu Úc biết Đái Vân Đào nội tâm ý tưởng, hắn khẳng định sẽ đánh tơi bời hắn một đốn. Hắn lại thế nào, cũng sẽ không hắc hóa sa đọa đi. Hắn chỉ là không có làm hiểu tình yêu mà thôi, sao liền thành bọn họ trong lòng vô ác không tha người. Lúc này Triệu Úc mãn tâm mãn nhãn đều là lạc vũ kỳ, cho nên cũng đi theo Đái Vân Đào ngây ngô cười. Mà Đái Vân Đào liền cười đến càng thêm hăng hái, hắn thật sự là rất cao hứng, không phải thành kẻ điên tiếng cười. Sở lệ huyên vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ không biết Triệu Úc cùng Mỹ Đại Bân đối hắn tiểu kiều thê tâm tư. Khi đó, chính hắn vẫn là ngây thơ vô tri thanh niên, gặp được Khương Hân Nghiên phía trước chỉ biết một lòng một dạ đánh thắng trận gặp được Khương Hân Nghiên khi, là hắn nhân sinh thung lũng nhất nhất tuyệt vọng thời điểm, nàng là hắn một tia sáng, là hắn một cây cứu mạng rơm rạ. Hắn chỉ biết, hung hăng bắt lấy nàng không bỏ, chỉ biết đi theo chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng, thời thời khắc khắc đều dính nàng. Cái gì là cảm tình, cái gì là tình yêu, hắn hết thảy không biết, cũng mặc kệ, chỉ biết nàng là hắn mệnh. Thẳng đến bọn họ hai vợ chồng có phu thê chi thật, hắn mới biết được có một loại cảm tình gọi là tình yêu. Hắn mới phát hiện, còn có người xem hắn tiểu kiều thê ánh mắt là như vậy si mê, nhưng là hắn đã hiểu được khoan dung. Nếu là giống như trước không hiểu cảm tình không hiểu khoan dung thời điểm, khẳng định rút kiếm đem người răng rắc rắc. Bọn họ đều không có, làm ra bất luận cái gì thương tổn bọn họ phu thê cảm tình hành động, Sở Lệ Huyên cũng không có lý do gì phát tác. Nhưng là hắn 2 năm trước liền rất phòng bị bọn họ, hắn tức phụ nhi cũng cực lực giúp lâu đài các thiếu niên tương thân đối tượng sở lệ huyên thấy triệu úc vẻ mặt lo lắng lạc vũ kỳ bộ dáng cũng phát hiện tâm ra tiếng an ủi hắn vài câu ta tức phụ nhi hôm trước viết thư nói cho ta nói lạc vũ kỳ mỗi ngày ở nhắc mãi ngươi đâu ngươi cũng không cần quá đuổi là ngươi nàng chính là ngươi không phải ngươi ngàn vạn chớ cưỡng cầu cảm ơn gia triệu úc thật thành nói lời cảm tạ bọn họ gia nơi nào là không hiểu cảm tình hắn hiểu cảm tình thực a à, mệt hắn trước kia còn tưởng rằng bọn họ gia không hiểu càng lệnh triệu Úc cùng đái vân đào kinh rớt cầm chính là, bọn họ sở gia thế nhưng nhìn mưa nhỏ mỉm cười nói thầm. Vào đông vũ, lục tục mà rơi xuống, một chút lạnh lẽo, một chút cô tịch mê mang ở trong lòng. Lúc này tiểu thành, đông vũ mê mang, hòa tan rét lạnh, nhìn này mưa nhỏ. Giống như là một vị từ hoa giang từ đi ra tuyệt đại gia nhân, viễn chuyển nhu mỹ, lệnh người thương nhớ đêm ngày. Gia càng thêm yêu thích này thế tục pháo hoa chi khí, chân thật ấm áp, không chút nào hoảng hốt, ha ha gia, ngài văn thải tư nhiên tốt như vậy. Triệu Úc kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng gia chỉ là mãn phu. Sở lệ huyên bất mãn nói. Đái vân đào cũng hắc hắc nở nụ cười, gia, thật không dám giấu giếm, ta thật đúng là cho rằng ngài chính là cái chỉ biết lãnh binh đánh giặc anh hùng đâu. Hừ. Sở lệ huyên hừ lạnh một tiếng giảng thuật chính mình chuyện xưa, lúc trước ở nhai châu đại doanh trung, gia cũng coi như được với là anh hùng một cái, nào có chiến thần không hiểu văn hóa. Nhưng ai biết kia giúp văn nhân nhìn đến gia, tuổi còn trẻ liền bị bá tánh phong làm bất bại chiến thần, bọn họ luôn là văn trứ trứ khó xử gia, gia lười đến cùng bọn họ hạt nhiều lần, trực tiếp động thủ chém một cái. Sở lệ huyên nói thật sự bình tĩnh, nhưng đái vân đào lại nghe đến ra này trong đó sở bao hàm phẫn nộ cùng thù hận. kia sau lại đâu? Đái vân đào vội vàng hỏi, liền nghe đồn gia tàn bạo bất nhân, tàn nhẫn độc ác. Những cái đó đồn đãi đều không phải chuyện này, gia không thèm để ý. Sở lệ huyên lắc đầu thở dài. Gia để ý chính là vị kia cũng âm thầm tìm người hãm hại gia, kết quả cuối cùng các ngươi đều thấy được, cho nên gia mới không muốn tấn công kinh thành, gia muốn cho hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng tồn tại. Đái Vân Đào cùng Triệu Úc đồng thời ở trong lòng cảm thán, bọn họ gia thật tàn nhẫn, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Chương 842 trở về. Sở lệ huyên nhìn hai cái thủ hạ, cái này vũ, các ngươi tưởng lên đường vẫn là nghỉ ngơi liền tùy tiện, gia đi trước một bước, vội vàng trở về mang qua nói xong cũng mặc kệ hai người phi thân lên ngựa chạy như bay mà đi hắn hiện tại nhưng không có thời gian lãng phí phía sau người vừa nghe chạy nhanh kêu lên da chờ một chút a à, chờ một chút ngài như vậy cấp là muốn làm gì sở lệ huyên một giây đồng hồ cũng chưa tạm dừng ngược lại càng mau tiếp tục đi phía trước chạy đái vân đào cùng triệu úc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái triệu úc nói nhìn dáng vẻ da đã sớm ghét bỏ chúng ta đi chậm Đái Vân Đào gật đầu nói, khi chúng ta cũng mang theo người đi nhanh đi. Mọi người chạy nhanh đi theo bọn họ đuổi theo. Sở lệ huyên dục ngựa chạy như điên, hắn không phải ghét bỏ Đái Vân Đào bọn họ đi chậm, mà là ghét bỏ bọn họ ngày đêm kim trình. Hắn buổi tối phải về không gian mang qua, nào nguyện ý cùng bọn họ mưa gió kim trình đâu. Trong không gian bốn mùa như xuân, còn có tức phụ nhi cùng qua nhi làm bạn tả hữu không hương sao. Sở lệ huyên ở vùng hoang vu giả ngoại chạy như điên nửa ngày, rốt cuộc tìm cái an tĩnh địa phương, sau đó ngừng lại. Hu! Con ngựa chấn kinh, khí vang một tiếng, sở lệ huyên vội vàng duỗi tay vỗ vỗ nó phần lưng, đừng sợ, ngươi ngủ một lát, quá hai ngày liền đến gia. Con ngựa nghe vậy, lập tức thành thật xuống dưới, ngoan ngoãn ghé vào tại chỗ. Sở lệ huyên một chưởng chụp lên ngựa nhi ngủ huyệt. Phu quân, ngươi không phải nói, bọn họ ngày đêm kim trình, đêm nay không biết vài giờ trở về sao. Khương Hân Nghiên thấy hắn sau ngày thường còn trở về còn muốn sớm, liền kỳ quái hỏi. Hắc hắc, vi phu sao có thể cùng kia hai cái ngốc bức giống nhau mưa gió kim trình đâu. Sở lệ huyên đắc ý nói, vi phu đi trước phao suối nước nóng, một thân phong hàng, đừng quá cho ngươi. Hai cái oa nhi y nha y nha kêu, sở lệ huyên bước chân không ngừng phao suối nước nóng đi, hắn sợ hàng khí quá đến thê nhi trên người. Khương Hân Nghiên không có biện pháp, chỉ có thể ôm oa nhi nhóm đi suối nước nóng biên xem bọn họ cha. Bảo bảo, ngươi biết cha ngươi đang làm gì sao? Khương Hân Nghiên cúi đầu hỏi qua nhi nhóm, hắn là ở phao suối nước nóng. Khang Khang nghiêng đầu xem xét nửa ngày hưng phấn quơ chân múa tay, y nha y nha. Khương Hân Nghiên. Qua nhi này hầu tinh thực, thật sự cái gì đều hiểu. Khương Hân Nghiên đem qua nhi phóng tới. Cái đệm thường, làm cho bọn họ ngồi chính mình chơi, nàng ngồi ở nhất bên ngoài muốn ngăn lại bọn họ đừng ngã xuống. Tuổi tuổi tiểu bao tử ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, khang khang cùng an an đôi mắt nhỏ hạt châu lộc cộc chuyển cái không ngừng thấy mẫu thân không lưu ý khang khang liền lén lút hướng suối nước nóng biên bò an an còn lại là hướng mặt khác một bên bò kết quả ngã trên mặt đất rơi oa oa khóc lớn khương hân nghi nghe được nữ nhi tiếng khóc chạy nhanh qua đi đỡ nàng ai u an an bảo bối quan ngã đau không có a à. mẫu thân ôm một cái kết quả khang khang bảo bối lại bò tới rồi suối nước nóng biên còn duỗi chân muốn nhảy xuống đi khang khang mau đứng lên đừng ngã xuống A. Khương Hân Nhiên lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy Nhi tử càng nhảy càng cao, liền ở Khương Hân Nhiên cho rằng Nhi tử khẳng định sẽ ngã xuống suối nước nóng thời điểm. Đột nhiên nàng bị người lôi kéo, trực tiếp rơi vào trong hồ. A. Khương Hân Nhiên sợ tới mức thất thanh thét chói tai, vừa quay đầu lại liền thấy nam nhân lạnh lùng anh tuấn mặt, nàng kinh hồn chưa định vỗ ngực. Người sao lại thế này A, thiếu chút nữa không hù chết ta, bảo bảo đâu. Nột, bọn họ ở cái đệm thượng hảo hảo đâu sở lệ huyên ôm tức phụ nhi sung sướng nói tiểu bao tử nhóm cũng không khóc thấy mẫu thân cùng cha ở nước ao trung lôi lôi kéo kéo còn quơ chân múa tay e a lên khương hân nghiêng một trận đau đầu các ngươi lúc này liền như vậy an phận vừa rồi đem mẫu thân sợ tới mức không nhẹ đâu sở lệ huyên hân hân bọn họ lớn ngươi muốn buông tay cho bọn hắn chính mình chơi huống chi vi phu ở chỗ này có thể có chuyện gì nha khương hân nghiên hắn nói rất có đạo lý chính mình thế nhưng không lời gì để nói sở lệ huyên lại ôm ba cái oa nhi phao suối nước nóng một nhà năm người ở trong ao chơi đùa một thời gian oa nhi không thể phao lâu lắm phao lâu rồi làn da sẽ khởi nếp gấp sở lệ huyên kiên nhẫn giúp bọn hắn lau khô thân mình hắn đặc biệt thích đãi ở tức phụ nhi bên người mang oa nhi làm cái gì đều thật vui vẻ hôm sau khương hân nghiên mang oa nhi đi ra ngoài sở lệ huyên một người ở trong không gian thu hoạch hoa màu hai ngày sau Sở lệ huyên sáng sớm liền trở lại lâu đài, mọi người đều biết người nào cùng nhau đã trở lại. Lạc Vũ Kỳ cố ý trang điểm chải chuốt một phen đến cửa thành đi chờ Triệu Úc, nàng cho rằng sẽ nhìn thấy lạnh như băng Triệu Úc. Bởi vì nhiều năm như vậy, nàng đã thói quen mặt nóng dáng mông lạnh, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Lần này Triệu Úc một hồi tới, sẽ là như thế nhiệt tình, còn luôn là sẽ trộn ngắm nàng, cái này làm cho nàng lại cho rằng hắn thích người là nàng. Bởi vì nàng mỗi lần đều có thể phát hiện hắn chú một lễ. Út ca ca. Lạc Vũ Kỳ gọi lại Triệu Út. Triệu Út xoay người, Lạc Vũ Kỳ đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt thẹn thùng hỏi hắn, Út ca ca, ngươi có hay không một chút thích quá ta? Một chút liền hảo. Triệu Út nhìn trước mắt thẹn thùng cô nương, trong lòng bốc lên khởi vô hạn thương tiếc, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, thích. Lạc Vũ Kỳ trên mặt rồi lên thỏa mãn mỉm cười, kia Út ca ca cưới ta hảo sao? Giờ khắc này, Triệu Út nội tâm bị một cổ mặt danh rung động sở lấp đầy, hắn tưởng đây là ái đi lạc vũ kỳ trong mắt tràn ngập chờ mong cùng kích động còn có thật cẩn thận thấp thỏm triệu úc do dự một chút nhẹ giọng nói ta tưởng cưới ngươi đây là ta suy nghĩ một tháng sự tình lạc vũ kỳ nước mắt rơi xuống đây là hắn lần đầu tiên nói thích nàng đây là nàng lần đầu tiên nghe được hắn nói muốn cưới nàng nàng kích động đến không biết nên nói chút cái gì chỉ có thể ôm chặt triệu úc dùng hết sức lực ôm lấy hắn muốn lưu lại hắn muốn cùng hắn bên nhau lâu dài muốn gả cho hắn làm hắn cả đời thê tử. Triệu Úc hồi ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nàng bối, an ủi nàng. Úc ca ca, ta nguyện ý. Lạc Vũ Kỳ nghẹn ngào nói, nước mắt ngăn không được dẫn ra ngoài chảy. Nàng trên mặt lập tức hiện ra kinh hỷ đang xen thần sắc, nàng một đôi xinh đẹp mắt hạnh trung mãn rưng rưng thủy. Thanh âm nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, Úc ca ca, cảm ơn ngươi. Vũ Kỳ, hẳn là ta cảm ơn ngươi, chúng ta lâu đài lần này tập thể thành thân khi chúng ta liền cùng nhau thành thân đi. Hảo a, à, cái gì đều nghe ngươi." Lạc Vũ Kỳ không có một chút ý kiến. Triệu Úc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, "Vũ Kỳ, thực xin lỗi, phía trước làm ngươi chịu ủy khuất." Lạc Vũ Kỳ lắc đầu nói, "Không ủy khuất, chỉ cần Úc ca ca ngươi cưới ta, liền tính lại khổ lại mệt, ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc." Triệu Úc khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận tóc đẹp, "Nốt cô nương, là ta trước kia không hiểu phong tình, lãng phí ngươi một lòng say mê." "Hì hì." chỉ cần út ca ca không chê ta da mặt dày liền hảo, ta liền vui vẻ chịu đựng. Ở một đoạn cảm tình, ai trước yêu ai liền phải thừa nhận nhiều một ít ủy khuất, mà trả giá người cũng vui vẻ chịu đựng. Nếu trả giá lợi hại không đến hồi báo mới là ủy khuất, kỳ thật kia cũng không gọi ủy khuất, rốt cuộc không yêu người không hiểu ủy khuất của ngươi. Chương 843 ly biệt Lạc Vũ Kỳ nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn phía hắn, hỏi, Úc ca ca, vậy ngươi đáp ứng ta, vẫn luôn bồi ở ta bên người được, không? Triệu Úc cười cười, đương nhiên, ta chẳng những cả đời đều bồi ở bên cạnh ngươi, còn cả đời đều yêu thương ngươi. Lạc Vũ Kỳ đầy mặt đỏ bừng hờn dỗi một tiếng, Úc ca ca nói chính là thật vậy chăng? Không phải ở đậu ta vui vẻ. Nàng buông xuống đến đầu, đem đầu nhỏ chôn ở Triệu Úc ngực, nghe được Triệu Úc vững vàng hữu lực tiếng tim đập, cảm nhận được hắn mạnh mẽ mà kiện mỹ thân hình. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là trên thế giới may mắn nhất nữ hài. Triệu Úc duỗi tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ôm sát, ta nói chính là thật sự, tuyệt đối không phải nói giỡn. Ân. Ừ. Lạc Vũ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Úc ca ca, ngươi dẫn ta cưỡi ngựa đi, Khương Tử Hào liền mang theo Sương Nhi cưỡi ngựa ở lâu đài đi bộ một vòng. Hảo. Tuy rằng Triệu Úc không biết, Khương Tử Hào bày tỏ tình yêu quá trình, nhưng là hắn nguyện ý nghe Lạc Vũ Kỳ nói. Không nói hai lời liền mang nàng lên ngựa, cộng kỵ một con chạy như bay mà đi, trên lưng ngựa Lạc Vũ Kỳ hạnh phúc kể ra nàng mộng tưởng. Lạc Vũ Kỳ nói nàng tối hôm qua nằm mơ, nàng mơ thấy chính mình cùng Triệu Úc thành thân, đêm động phòng hoa chúc, cùng uống hợp hoang tửu. Lạc Vũ Kỳ nói nàng mộng đẹp, nàng cảm thấy nàng thực hạnh phúc, nàng cùng chính mình người trong lòng rốt cuộc ở bên nhau. Nào biết tỉnh lại là một giấc mộng, nàng rất là cảm giác mất mát liền nghe nói sở gia đã trở lại. Nghe Lạc Vũ Kỳ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Triệu Úc nghe được đau lòng cực kỳ. Hắn ôm nàng, lấy hết can đảm hôn môi nàng, hắn hôn, hắn hơi thở, hắn khí vị, đều là như vậy lệnh lạc vũ kỳ mê muội. Sở lệ huyên sáng sớm trở về liền danh chính ngôn thuận bồi thê nhi, Bắc Việt vương vẫn luôn đang đợi hắn trở về. Tự nhiên liền tìm lại đây, sở huynh, ta phải về Bắc Việt đi. Ô lực huynh kỳ thật không cần chờ ta, trời giá rét này lên đường vẫn là thực vất vả, ngươi có thể sớm một chút trở về. Bắc Việt vương. Còn hảo ta chỉ là luyến tiếc con rể, không trông cậy vào sở gia sẽ nói ra cái gì dễ nghe lời nói tới đa tạ sở huynh thông cảm ta chủ yếu là có một việc tưởng cùng ngươi nói cho nên vẫn luôn đang đợi ngươi có chuyện gì cùng ta tức phụ nhi nói là giống nhau huống chi lâu đài còn có chuyên môn tiếp đãi các ngươi người chuyện này chỉ có thể cùng ngươi giáp mặt nói ta đang ở nỗ lực sinh nữ nhi hy vọng giúp ngươi sinh ra một cái ưu tú con dâu sở huynh ý hạ như thế nào sở lệ huyên gia hai cái ba nhi đã bị người nhớ thương còn hảo không phải bảo bối nữ nhi bị hắn nhớ thương, người này còn có điểm tự mình hiểu lấy. Ân, chuẩn, chỉ cần khang khang hoặc tuổi tuổi thích, gia là không có ý kiến. Đa tạ sở huynh, như vậy chúng ta về sau mỗi năm đều cấp bọn nhỏ thấy một lần mặt, làm cho bọn họ có cơ hội bồi dưỡng cảm tình. Bắt việt vương tâm tình phi thường vui sướng, hắn không nghĩ tới sở lệ huyên cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Nếu không, ta sang năm lấy ra mấy cái công chúa, đưa đến các ngươi lâu đài tới, đừng ở chúng ta bắt việc lớn lên lớn lên ngưu cao mã đại thực thô tục, đến các ngươi lâu đài tới cùng nhau lớn lên hẳn là sẽ cùng sở phu nhân giống nhau Mỹ đi. bắc Việt Vương cái này ý tưởng có thể có, giáo dục phải từ oa oa bắt đầu, làm các nàng tới nơi này cùng nhau học tập, đến lúc đó trở về cũng có thể ảnh hưởng các ngươi bắc Việt văn hóa. Khương Hân nghiêng cao hứng nói, nàng thanh âm ngọt ngào, khóe mắt mang cười, Mỹ đến không gì sánh được. Bắc Việt Vương đã đem nàng bộ dáng khắc họa ở trong lòng một góc, nhưng vẫn là chấn động khó có thể miêu tả đa tạ sở huynh, sở phu nhân. Không cần khách khí, mùa hè thời điểm bọn nhỏ cũng có thể đi các ngươi thảo nguyên thượng nghỉ ngơi một vài tháng. Khương Hân Nghiên nói, làm bắt Việt Vương càng là cao hứng không muốn không muốn, hắn tưởng đem nữ nhi đưa đến huyên nghiên lâu đài tới. Liền sợ về sau trưởng thành không quen biết hắn cái này phụ vương, cuối cùng liền thành chê cười. Nếu mỗi năm đều có thể đi bọn họ thảo nguyên thượng trụ thượng một hai tháng, kia thật sự là thật tốt quá. Sở lệ huyên chỉ là sủng nịch nhìn tức phụ nhi, đối với nàng lời nói hắn trước nay đều sẽ không nghi ngờ ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì tây sở hoàng thượng nếu sở huynh cùng sở phu nhân đáp ứng rồi ô lực huynh muốn cường lý mổ cũng có giống nhau ý tưởng ha ha còn hảo gia sinh hai cái nghi tử bằng không các ngươi hai cái liền các bằng bản lĩnh đoạt sở lệ huyên đắc ý cười to hắn hiện tại càng cười càng tự nhiên trước kia hắn nơi nào sẽ cười ra tiếng âm tới đâu nguyệt nhi ngươi muốn nỗ lực nha tranh thủ sinh cái nữ nhi cấp sở huynh làm con dâu như thế nào. Tây sở hoàng thượng vẫn là thích hách nguyệt sinh nữ nhi, như vậy gả cho Khương Hân Nhiên làm con dâu cơ hội liền cao rất nhiều. Trước cuộc thân càng thêm thân, còn có lão cốc chủ bọn họ hỗ trợ làm thuyết khách, chính là hắn lại không biết Khương Hân Nhiên là để ý họ hàng gần thành thân. Bất quá Khương Hân Nhiên cùng hách nguyệt, đã biểu tam đại đảo cũng không cái gọi là, vì thế nàng cũng phụ họa. Đúng rồi, Nguyệt biểu tỷ tranh thủ ở chúng ta huyên nghiêng lâu đài hoài thượng một thai, kia mới là thật sự duyên phận bắc việt vương hảo tâm tắc nha sớm biết rằng hắn cũng mang một cái phi tần lại đây hoài một cái nữ nhi nha ta sang năm tháng ba mang ta ái phi lại đây thưởng đào hoa sở huynh cùng sở phu nhân hoan nghênh sao mọi người xem ô lực cách ngươi đầy mặt đều viết hắn muốn mang ái phi lại đây hoài oa nhi đều buồn cười hoan nghênh đặc nhiệt hoan nghênh chúng ta lâu đài đại môn vĩnh viễn vì các ngươi mở ra Khương hân nghiên hào sản đáp ứng này có cái gì không thể Bọn họ tới một lần mang theo như vậy đa lễ vật Tuy rằng bọn họ hiện tại cái gì cũng không thiếu Nhưng lễ nhiều người không trách sao Thu lễ vật chính là thực vui vẻ sự tình Tây sở hoàng thượng ôm sát Hách Nguyệt Hắn đối khương hân nghiên kiến nghị thực cảm thấy hứng thú Hận không thể hiện tại liền ôm hắn ái phi đi tạo oa. Hách Nguyệt mấy ngày nay tâm tình phi thường buồn bực Nàng vốn tưởng rằng cùng hoàng thượng cùng nhau ra tới Hoàng thượng chính là nàng một người Nào biết hoàng thượng vẫn là đi theo tây sở hoàng cung giống nhau vội vội vàng cùng nhất ban lão nhân đoạt qua nhi ôm nàng đố kỵ phát cuồng nhưng là nàng luôn luôn ôm nhu săn sóc trong lòng tái sinh hờn dỗi cũng sẽ không nói ra tới hách nguyệt từ 10 tuổi bắt đầu nàng một lòng liền ở lý thành hạo trên người hỉ hắn hỉ ưu hắn ưu chính là hắn lại vì ngôi vị hoàng đế cưới người khác này đối nàng tới nói không chỉ có là một cái xét đánh giữa trời quan càng là một loại đã kích to lớn nàng cho rằng chính mình sẽ khóc chính là nước mắt chỉ ở hốc mắt đảo quanh lăn là không có rơi xuống một giọt còn một bộ thức đại thể bộ dáng giống như lý thành hạo cưới vô số nữ nhân nàng đều có thể đủ tiếp thu dường như trên thực tế nàng cũng thật sự tiếp nhận rồi không tiếp thu lại có thể như thế nào nàng làm như vậy chỉ là muốn cho hắn biết mặc kệ thế nào chính mình vĩnh viễn là cái kia người yêu hắn nhất vĩnh viễn chờ đợi hắn về nhà tiểu thê tử lý thành hạo cũng không có làm nàng thất vọng quá hắn bên người có lại nhiều nữ nhân hắn luôn là bồi nàng thời điểm nhiều nhất. Hách Nguyệt buồn bực tâm, bị Lý Thành Hạo cực nóng ánh mắt xem đến nháy mắt thì tốt rồi. Cái gì ủy khuất đều không có, nàng liền thích bị hắn như vậy nhìn. Như vậy ánh mắt làm nàng biết, hắn là ái nàng. Chương 844 hiểu lầm. Đại gia cùng nhau nói nói cười cười, thời gian chính là quá đến đặc biệt mau, cơm nước xong mọi người cùng nhau đưa bắt Việt Vương đi cửa thành. Lần này lại tặng rất nhiều gạo, bạch diện, các loại rau khô, ngay cả khoai tây làm đều tặng rất nhiều năm ô lực cách ngươi mang theo nhiều như vậy lương thực cũng đủ bọn họ bắt việc con dân ăn hai tháng hắn cảm thấy mỹ mãn lại thực lưu luyến không rời cùng đại gia cáo biệt lên ngựa còn lưu luyến mỗi bước đi nhìn bắt Việt vương thủ hạ cũng là lưu luyến đi rồi nơi này mỹ thực thật mỹ vị nha bọn họ cả đời đều không có ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn còn mỗi ngày không trùng lập nơi này mọi người thật hạnh phúc nếu không phải cùng bọn họ đại vương giao hảo bọn họ nơi nào có thể ăn đến như thế mỹ vị đồ ăn đâu. Bọn thuộc hạ đối ô lực cách ngươi càng thêm sùng bái, bọn họ mang theo lớn như vậy mễ cùng lương thực, trong lòng phi thường vui vẻ. Bọn họ đi ra huyên nghiêng lâu đài, liền phi giống nhau lên đường, đi thời điểm không nghỉ đi. Nhưng là đi rồi lúc sau, liền tưởng lập tức về đến nhà, cho nên bọn họ vẫn luôn lên đường, tranh thủ sớm ngày trở về. Lương thực lại nhiều, bọn họ cũng không chê mệt, tới rồi bắt việc, gặp được dân chúng liền phân phát một ít cho bọn hắn ăn Tết. Cho nên bắt việc dân chúng đều biết, sở gia cùng sở phu nhân trong tay có rất nhiều lương thực. Nhưng là bọn họ sinh không ra đoạt tâm tư, thực lực cách xa quá lớn, bọn thị vệ ngày thường cơm nước xong cũng sẽ luận bàn luận bàn một chút. Đặc biệt là sở gia mang về tới thiếu niên, một cái đỉnh bọn họ 10 cái, nghe nói sở gia mang theo các thiếu niên, đều không cần công thành. Đông thần quốc bất luận cái gì cửa thành đều tự động vì bọn họ rộng mở sở gia trong tay có lương thực, có tinh binh cường tướng, ai không muốn đầu nhập vào hắn đâu. Đái Vân Đào buổi sáng trở về liền vẫn luôn ở vội, vội vàng thấy tức phụ một mặt, cũng chưa tới kịp nhiều lời lời nói. Lúc này, hai vợ chồng rốt cuộc đơn độc ôm ở bên nhau, hắn vuốt Trần Ngọc Giao ba tháng dựng bụng, trong lòng rất là thỏa mãn. Hắn biết chính mình không có gì thời gian làm bạn thê tử tả hữu, còn hảo hắn nương đã sớm tới, có thể thế hắn bồi thê tử. Bọn họ đoạn hôn nhân này là một cái không tầm thường bắt đầu, là Trần Ngọc Giao đảo truy hắn, chính là hắn biết này đều không phải là toàn bộ. Đái Vân Đào cũng là thích Trần Ngọc Giao mới nguyện ý thành thân, hắn là một cái cố chấp người. Nếu hắn không thích, khẳng định là không có người có thể buộc hắn, cho nên phu thê cảm tình phi thường hảo. Đái Vân Đào cũng từng thề, phải cho thê tử cùng hài tử tốt nhất hết thảy. Ở Đái Vân Đào xem ra, hắn cưới người nên giống hắn thê tử như vậy, ôm nhu hào phóng lại hiền huệ, thiện giải nhân ý nhưng mà hắn thê tử không chỉ có là cái tiểu thư khuê cát, càng là cái tài mạo song toàn. Đại mỹ nữ Nàng không chỉ có có một thân hảo cầm nghệ, càng có một viên tinh xảo đặc sắc tâm linh. Nàng trước kia chính là quá kiêu ngạo mới sai nhân duyên, tựa như hắn tức phụ nhi chính mình nói, nàng trước kia như vậy làm chính là vì gặp được hắn. Nàng tài văn chương không thua với kinh thành những cái đó danh môn khuê tú, càng là làm đái vân đào yêu thích không buông tay, hận không thể phủng ở lòng bàn tay đau sủng. Nàng là hắn thê cũng là hắn âu yếm nữ nhân, hiện tại còn giúp hắn dựng dục nhi nữ, hắn có thể không cảm động sao? Đái Vân Đào biết thê tử là cái thông tuệ hơn người người, biết nàng thực ái chính mình. Nàng có thể làm tốt một cái hiền nội trợ, hắn thê tử khẳng định có thể trở thành một vị đủ tư cách mẫu thân. Đái Vân Đào cảm thấy, Trần Ngọc Giao có thể gả cho chính mình, thật là trời cao đối hắn chiếu cố. Nếu không có nàng, chính mình có lẽ còn ở cái kia vô dục vô cầu độc thân thế giới du đảng hắn khẩn ông thê tử, Giao Nhi, vất vả ngươi, ta gần nhất đều sẽ đãi ở lâu đài. Đào, ta lý giải ngươi, ta cũng không vất vả, vì ngươi làm cái gì ta đều vui vẻ chịu đựng. Trần Ngọc Giao từ hắn trong lòng ngực ngẩn đầu nói, sắc mặt có điểm ửng đỏ. Làm sao vậy, Giao Nhi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đái Vân Đào thấy nàng mặt đỏ hồng lập tức khẩn trương lên. Trần Ngọc Giao thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nàng thẹn thùng lắc đầu, ta chỉ là có điểm nhiệt mà thôi. Đái Vân Đào phản ứng lại đây cười cười, Giao Nhi muốn vì phu, ta cũng rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều rất tưởng. Trần Ngọc Giao nhẹ nhàng ừ một tiếng, đem đầu vùi ở hắn trong lòng ngực, ánh mắt lại có điểm mê ly, chính là Đái Vân Đào đều không có bước tiếp theo. Đào, kỳ thật. Ta. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Trần Ngọc Giao lấy hết can đảm mở miệng nói. Chuyện gì? Ngươi mau nói nha, đừng có dông dài, cấp chết ta. Đái Vân Đào thúc giục nói, trong lòng cũng có chút chờ mong. Đào, kỳ thật. Trần Ngọc Giao khẽ cắn môi, chung quy chưa nói xuất khẩu, kỳ thật. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nàng nói lắp nói, ta ta đã mãn ba tháng chúng ta là có thể. Nàng thanh âm càng nói càng tiểu, đến cuối cùng liền nàng chính mình đều nghe không thấy. Đái Vân Đào ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin tưởng mà nhìn chầm chầm Trần Ngọc Giao sườn mặt, vẫn không nhúc nhích. Qua hồi lâu, Đái Vân Đào ít hầu mới gian nan mà lăn lộn vài cái, hắn có điểm không dám xác nhận hỏi. Giao nhi, ngươi. Vừa mới nói chính là. Là cái gì? Đây là thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng lần này trở về muốn vẫn luôn tố đâu. Trần Ngọc Giao ngẩng đầu, một đôi thủy linh linh mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Đái Vân Đào cảm thấy chính mình tim đập da tốc, hắn tay có điểm run rẩy. Đào, ngươi là không muốn sao? Trần Ngọc Giao nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng đủ hai người rõ ràng mà nghe được đối phương lời nói đái vân đào cảm thấy có một cổ dòng nước ấm từ đang điền chỗ nảy lên tới hắn kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ một phen bế lên nàng triều mép giường đi qua sở lệ huyên cũng rốt cuộc đơn độc cùng thê nhi ở bên nhau hắn cao hứng đậu oa nhi khang khang tuổi tuổi các ngươi nhạc phụ đã sớm theo dõi các ngươi lạc khang khang quơ chân múa tay ea ea à. à, cha ngàn vạn đừng đem ngươi nhi tự bán ngươi nhi tử ta đều không có gặp qua các nàng, sẽ không đáp ứng bọn họ, ngươi nhi tử trưởng thành muốn cưới mẫu thân như vậy mỹ nhân. An An ở bên cạnh y nha y nha phụ họa, đúng vậy, cha ngàn vạn không cần loạn đáp ứng nha. Ta tẩu tẩu muốn ta đồng ý mới được, An An còn sợ nàng cha mẹ nghe không hiểu, một bên e a còn dùng tay khoa tay múa chân. Ha ha! Xem đem các ngươi Mỹ đến, An An quơ chân múa tay tán đồng có phải hay không? Khương Hân Nhiên thấy hai anh em vẻ mặt vội vàng, nàng không phúc hậu cười, nàng nhảy con chính là trên thế giới lợi hại nhất nhảy con. Hơn ba tháng liền nghe hiểu được các đại nhân nói, tuổi tuổi một chút đều không kích động, chẳng lẽ không nghe hiểu. Tuổi tuổi vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là hắn cũng nghe tới rồi, kỳ thật hắn cũng đã sớm là đã biết, tây sở hoàng thượng mỗi ngày ở bên tai hắn nhắc mãi. Tuổi tuổi, ngươi nhanh lên lớn lên, trưởng thành liền cưới trẫm nữ nhi làm tức phụ nhi ha. Tuổi tuổi một tháng về sau liền nghe hiểu được mọi người lời nói, hắn chỉ là sẽ không nói cho nên lười đến y nha y nha đáp lại mà thôi không đáp lại không đại biểu hắn nghe không hiểu hắn mới sẽ không giống khang khang cùng an an giống nhau sẽ không nói cả ngày y nha y nha hô to cái nào có thể nghe hiểu bọn họ ê a à. ngươi xem hắn mẫu thân liền hiểu lầm khang khang cùng an an ý tứ kia hai người thực rõ ràng chính là cự tuyệt chính là hắn mẫu thân cùng cha ngạnh nói là kích động quơ chân múa tay hắn bỗng nhiên mở nho đen dường như đôi mắt nhìn hắn mẫu thân chương 845 tu thành chính quả. Sở lệ huyên đối thượng tuổi tuổi nho đen dường như ánh mắt, hân hân, ngươi hiểu lầm chúng ta oa nhi nhóm. Gì? Hưng hân nghiêng không vui nàng biểu môi nói, ta hiểu lầm bọn họ cái gì? Khang khang cùng an an thực rõ ràng chính là cao hứng quơ chân múa tay. Ân, ừ, đúng vậy, là vi phu hiểu lầm, hân hân nhất hiểu bọn nhỏ, bọn họ chính là vui, ha ha. Tuổi tuổi. Lão cha, ngài. Có điểm nguyên tắc được không? Sở lệ huyên đáp lại tuổi tuổi, nhi tạp, lão cha không dám đắc tội các ngươi mẫu thân, ai kêu bọn họ hai cái sốt ruột cũng quơ chân múa tay đâu. Tuổi tuổi. Còn hảo ta không có đáp lại, hắc hắc, khang khang ngươi xứng đáng. Khang khang. Đều là ta sai, ta học xong lần sau cũng giả bộ ngủ. Khương Hân Nhiên ôm khang khang, ngoan nhi tạp, mặc kệ là bắc Việt vương nữ nhi vẫn là tây sở hoàng thượng nữ nhi, chúng ta từ nhỏ sẽ giáo dục nàng, nhất định đem các nàng bồi dưỡng thành trên thế giới lợi hại nhất nhảy con. ta a, Ê a, khang khang vừa rồi còn tưởng giả bộ ngủ, hiện tại lại hét to. Hắn ý tứ là, mẫu thân, ngài có hay không nguyên tắc đâu. Ngươi vẫn luôn đều nói chúng ta mới là trên thế giới lợi hại nhất nhảy con, cái khác đều xếp hạng mặt sau. Khương Hân Nhiên vui vẻ, phu quân, ta liền nói khang khang thật cao hứng đi, ngươi nhìn một cái hắn lại vui sướng đồng ý. Khanh khách, tuổi tuổi cười phun. Nha a, à, khó được khai kim khẩu tuổi tuổi đều cười, có phải hay không mẫu thân nói quá có đạo lý, khanh khách. Hoa Nhi. Hân hân nói tự nhiên chính là nhất có đạo lý, tuổi tuổi tới cha ôm một cái nâng lên cao. Sở Lệ Huyên lấy lòng tức phụ nhi, cũng đến bận tâm nhi tử cảm thụ, liền bế lên tuổi tuổi nâng lên cao. Khang khang. Cha, ta là nhặt được. An An không vui, ê a. Ê a. Cha, ta cũng muốn nâng lên cao đại ca ở mẫu thân ôm ấp trung, nhị ca cấp cha ở nâng lên cao, nàng một người lẻ loi nằm. Ha ha! An An cũng tưởng cha nâng lên cao, tới, khang khang cũng cùng nhau, cha cử các ngươi ba cái. Khanh khách! Ê a! À. Một nhà năm người hảo không vui nhạc, ở trong không gian trên cỏ tận tình chơi đùa chơi đùa. Khương Hân Nghiên ôm nhu nhìn nàng phu quân cùng ba cái oa nhi, nàng trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Như vậy sinh hoạt, thật là hạnh phúc a. À. Khương Hân Nhiên nghĩ tới về sau, nàng phu quân còn phải làm hoàng đế, quản lý thiên hạ này. Nàng ánh mắt hơi hơi trở nên ảm đạm, nhưng nghĩ lại lại tràn ngập tự tin. Như vậy có khiêu chiến nhật tử mới gọi người quá thú vị a. À? Ngẫm lại về sau còn có thể cùng bọn họ cùng nhau ngạo du tứ quốc, liền lại cảm thấy mỹ tư tư. Khương Hân Nhiên nhìn về phía trong không gian hoa màu, xanh mượt một mảnh, nhìn không tới giới hạn. Mà ở không gian bên ngoài, đại gia loại hoa màu càng là rất nhiều, bốn mùa đều bất đồng hoa màu nàng đột nhiên nhớ tới, nàng vừa tới đến thế giới này khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình phu quân. khi đó hắn luôn là vẻ mặt băng hàng, chính là xem nàng khi rồi lại nhu tình như nước. nàng không biết vì cái gì, mỗi khi nhớ tới hắn, nàng đều sẽ cảm thấy tim đập gia tốc. nàng rõ ràng đã gả cho hắn ba năm nhiều, đều là lão phu lão thê, nhưng bọn hắn cảm tình chỉ tăng không giảm, phản phất một chút khoảng cách cũng không có. nghĩ đến đây khương hân nghiêng liền nhịn không được trộn mà cười ra tiếng, khuôn mặt ửng đỏ hân hân ngươi suy nghĩ cái gì có phải hay không suy nghĩ vi phu a à? tới vi phu cũng tới cử ta tức phụ nhi cao cao nói xong nam nhân liền đem nàng bế lên cao cao mà dơ lên chọc đến một đám hoa nhi thét chói tai liên tục hoa e a à. hoa e a à. nhìn đến mẫu thân bị cha dơ lên thực vui vẻ bộ dáng khang khang cùng tuổi tuổi cũng học đại nhân bộ dáng đem đôi tay dơ lên tiểu tam chỉ đều nhếch miệng thẳng nhạt trong miệng y nha y nha kêu lâu đài lại chuẩn bị cuối năm tập thể thành thân hoạt động, lần này thành thân người càng nhiều. Có U Châu Thành cô nương, còn có Gia Lăng Phủ các cô nương, đều hướng huy nghiêng lâu đài gã. Thật giống như các cô nương dùng hết sức lực phải gã hướng kinh thành dường như, hiện giờ toàn bộ hướng huy nghiêng lâu đài tể. Còn Hảo, huy nghiêng lâu đài người đàn ông độc thân nhiều, lần này làm mọi người vui vẻ nhất sự, chính là Triệu Úc muốn cưới Lạc Vũ Kỳ. Cô nương này từ nhận thức Triệu Úc bắt đầu, liền đuổi theo hắn mặt sau chạy, là nhất có nghị lực cô nương. Hiện giờ cùng người trong lòng rốt cuộc tu thành chính quả, nhưng không được hảo hảo chúc mừng một phen. Đặc biệt là Lạc Nham Tùng, Lạc Gia liền thừa bọn họ hai anh em, hắn đã thành thân còn sinh một cái nhi tử. Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng vẫn là thực nhọc lòng chính mình muội muội này lập tức muốn thành thân ta. Hắn có thể không cao hứng sao, ăn cơm thời điểm đều nhịn không được nở nụ cười, ngồi ở hắn bên người bạn tốt hỏi. Ta nói Lạc Huynh, ngươi này ăn cơm đều cười, kia ngủ có thể hay không cười tỉnh nha. Lạc Nham Tùng nói, này có cái gì, ta này không phải cao hứng sao? Bạn tốt hỏi, chuyện gì làm ngươi cao hứng thành như vậy nha, mau cho ta nói một chút bái. Lạc Nham Tùng cũng không gạt hắn, trực tiếp liền đem Lạc Vũ Kỳ cùng Triệu Úc sự tình cùng hắn nói. Bạn tốt nghe xong lúc sau, cũng cười ha hả, Triệu Huynh kia vạn năm cây vạn tuế cũng nở hoa rồi, ngươi muội muội thật dũng cảm. Lạc Nham Tùng nói, đúng vậy, nàng là thật dũng cảm, bất quá ai, nàng cũng quá ngốc, ta muội muội như vậy xinh đẹp, lại như vậy có bản lĩnh, vì cái gì một hai phải coi trọng như vậy cái ngốc đầu ngỗng đâu. Ngốc đầu ngỗng làm sao vậy, nhân gia võ công cao cường lại đến sở gia coi trọng, nơi nào giống chúng ta, trừ bỏ chế tạo binh khí cùng nông cụ, gì đều làm không. Được. Hắc, các ngươi đang nói cái gì đâu. Sở phu nhân nói, ai đều là không thể thiếu người, mỗi người đều rất quan trọng. Ha ha ta này không phải tưởng an ủi một chút lạc huynh sao, không có ý gì khác nha. Vậy các ngươi nói nói, ta muội muội vì cái gì cố tình muốn thích kia tiểu tử đâu, hắn lại không hiểu được đau nữ hài tử, cũng sẽ không hống nữ hài tử vui vẻ, hơn nữa còn có một bụng ý nghĩ xấu, này rốt cuộc có đáng giá hay không nha. Lạc nham tùng thật rối rắm, trước kia triệu út chướng mắt hắn muội muội, hắn nhìn hắn không vừa mắt. Hiện giờ nhân gia muốn cưới hắn muội muội, lạc nham tùng vẫn là xem hắn không vừa mắt, dù sao dù sao đều là không vừa mắt này có cái gì có đáng giá hay không ngươi tưởng nha hắn nếu như vậy lợi hại kia về sau nhất định sẽ thương ngươi muội muội buông đi lạc nham tùng lắc lắc đầu nói ta chính là yên tâm hắn mới cao hứng này không phải tưởng chèn ép hắn vài câu sao hắn cùng triệu úc cũng nhận thức đã nhiều năm đối với nhân phẩm của hắn vẫn là thực tán thành triệu úc bản nhân hắn võ công chỉ này sở lệ huyên ở lâu đài tính cao thủ hắn nghe được rất rõ ràng hắn đại cửu ca ở cầu nhau. Ai kêu hắn tưởng cưới nhân gia muội muội đâu, nói vài câu tính chuyện nhỏ, hắn coi như làm không nghe được. Hắn không có trưởng bối, liền thỉnh ngụy đại bân hắn nương sở đại thẩm giúp hắn xử lý, ngụy đại thẩm phi thường vui hỗ trợ. Nàng nghe nói lâu đài, nguyên lai like cũng có rất nhiều cô nương muốn gả cho nàng gia nhi tử ngụy đại bân. Đáng tiếc không có một cái cô nương có thể giống lạc vũ kỳ như vậy dám đánh cuộc, những cái đó cô nương đều đã thành thân nàng không biết nàng nhi tử chính là hương bánh trái, ở nhai châu tuy hắn cô nương cũng là rất nhiều, nhưng hắn đều chướng mắt. Vị Đại Bân cũng ở hồi huyên nghiêng lâu đài trên đường, nhai châu sớm đã đi lên quỷ đạo. Chương 846 đố kỵ khiến người vạn vẹo. Hương Hân Nghiên nhìn đại gia vui mừng chuẩn bị quá lớn năm, từ sở lệ huyên trở về lúc sau, nàng liền làm phủi tay trưởng quầy. Có một cái có thể làm phu quân là cái gì thể nghiệm? Khi không cần phải nói, không thể nghi ngờ là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, chính là mỗi ngày buổi tối ngủ trước đem ổ chăn ấm hảo qua nhi xử lý hảo buổi sáng hắn rời giường sau đều sẽ đem qua nhi mặc chỉnh tề còn muốn đi xử lý công tác thượng công sự hơn nữa không riêng như thế còn có ăn cơm thời điểm chọn xương cá cấp đồ ăn thịnh canh sự giúp đỡ hài tử sát miệng chờ này đó vụn vặt việc nhỏ đều từ hắn tới tự tay làm lấy khương hân nghiên nhật tử quá thật sự thư thái cũng thực thích ý tóm lại hết thảy hết thảy tất cả đều tại đây loại sinh hoạt giữa được đến hoàng mỹ thể hiện cho nên lâu đài ai đều chỉ biết hâm mộ nàng lại đều sẽ không đố kỵ nàng bởi vì đây đều là sở gia cam tâm tình nguyện làm được sự tình lâu đài thiếu niên cũng sẽ lặng lẽ học sở gia tuy rằng không có sở gia ưu tú nhưng chỉ cần có tâm bọn họ thê tử cũng sẽ thực vui vẻ nhưng là có một người lại rất ghen ghét nàng ghen ghét tâm đều sắp vỡ vụn đó chính là tây sở hoàng thượng quý phi nương nương hách nguyệt nàng vẫn luôn ở trong lòng không cân bằng. Dựa vào cái gì như vậy một cái ưu tú nam nhân, lại chỉ ái Khương Hân nghiêng một nữ nhân, nàng nội tâm căm giận bất bình. Nam nhân kia là liền các nàng bệ hạ đều thực tôn trọng nam nhân, vì thế Hách Nguyệt liền sai sử nàng muội muội Hách Kiều Kiều theo đuổi sở lệ huyên. Hách Kiều Kiều năm nay 15 tuổi, nhưng lại không phải ngốc nghếch nữ nhân, nàng từ nhỏ liền cảm thấy nàng tỷ tỷ yêu hoàng thượng là một cái sai. Không phải nói hoàng thượng không tốt, mà là nàng tỷ tỷ tính cách quá mềm yếu, thống lĩnh không được hậu cung. Gã cho hoàng thượng, mà vô năng thống lĩnh hậu cung giai lệ ba nghìn, kia không thể nghi ngờ chỉ có thể là một cái sủng phi. Sủng phi, bị hoàng thượng sủng thượng 10 năm 8 năm, này còn muốn cái kia hoàng thượng là tương đối nhớ tình bạn của tương đối trường tình người. Nếu gặp được hoàng thượng là một cái đa tình người, như vậy sủng phi liền sẽ thường xuyên thay đổi người. Nói câu lương tâm lời nói, hách kiều kiều cảm thấy nàng tỷ phu hoàng thượng đã tính tốt. Hách kiều kiều sâu trong nội tâm coi thường hách nguyệt, tự nhiên sẽ không nghe nàng, nhưng là Hách Kiều Kiều là một cái thông minh cô nương. Nàng không muốn làm nàng tỷ tỷ thương tâm, vì thế hai chị em liền cố ý đi đến sở lệ huyên trước mặt. Sở gia ở đây là ta muội, Hách Nguyệt làm rất nhiều năm sủng phi, nói chuyện đà thanh đà khí thói quen. Sở lệ huyên nhìn thấy trước mặt hai người ngăn lại hắn lộ, áp xuống lửa giận nói, ngươi là ai? Hách Nguyệt. Bị sủng nịch quán Hách Nguyệt chịu không nổi, sở gia cư nhiên không quen biết nàng nàng chính là mỗi ngày đều đi theo tây sở hoàng thượng tả hữu người, bọn họ ăn cơm ngồi một bàn, sở gia cư nhiên không quen biết nàng. Hách kiều kiều cúi đầu muốn cười, nàng tỷ tỷ mấy năm nay bị nàng hoàng thượng tỷ phu sủng không biết trời cao đất dày. Sở gia, tỷ tỷ của ta là tây sở quý phi nương nương. Hách kiều kiều thấy nàng tỷ tỷ muốn khóc, chạy nhanh nói. Nga, lâu đài có chuyên môn phụ trách tiếp đãi khách quý. Người cùng địa phương, quý phi nương nương nhưng đừng một người loạn đi sở lệ huyên nói xong liền nghiêng người đi rồi. Độc lưu hách nguyệt ở trong gió lạnh hỗn độn, mà hách kiều kiều thuần toái là bồi nàng tỷ tỷ. Kiều kiều, sở gia như vậy mắt mù sao? Ngươi lớn lên như vậy Mỹ, hắn đều nhìn không thấy sao? Tỷ, ngươi thay đổi, ngươi trước kia là cỡ nào thiện lương ôm nhu a, à, ngươi chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Hách kiều kiều ngượng ngùng nói, nàng tỷ tỷ như bây giờ, thực dữ tận đáng sợ, nàng vội vàng cáo biệt, trở về cùng nàng nhị ca nói nói đi hách nguyệt đố kỵ càng thêm vặn vẹo dựa vào cái gì Khương hân nghiên có cái gì đáng giá nam nhân như thế yêu quý dựa vào cái gì nàng phu quân có thể như vậy sủng ái chính mình thê nhi mà chính mình phu quân lại chưa từng đối chính mình như thế hảo quá không có đối lập liền không có thương tổn nàng trước kia cũng cảm thấy bệ hạ đối nàng thực ôn nhu kia chỉ là miệng ôn nhu săn sóc mà thôi trước nay đều không có giúp chính mình chọn xương cá hách nguyệt như thế nào liền không nghĩ tưởng tượng hoàng thượng chính mình làm sao từng dịch quá xương cá nhân gia có chuyên môn công công giúp hắn dịch xương cá thịnh canh trang cơm chia thức ăn chính hắn đều không có đã làm chính là hách nguyệt để tâm vào chuyện vụn vặt bởi vì này đó ghen ghét cùng hâm mộ ở nàng đáy lòng thần tốc phát sinh chậm rãi ăn mòn nàng kia viên ôn nhu tâm chậm rãi trở nên vặn vẹo giữ tận tâm làm nàng tâm lý trở nên càng thêm đáng sợ rốt cuộc một chuyện lớn đã xảy ra bệ hạ bệ hạ ngài mau tỉnh lại thần thiếp giống như bệnh nặng Hách Nguyệt hoảng sợ kêu, sắc mặt đã sợ tới mức trắng bệch, một đôi mắt càng là che kín tơ máu. Nàng liều mạng loạn choạng nằm ở nàng bên cạnh ngủ say tây sở hoàng thượng, một lần lại một lần kêu gọi. Hách Nguyệt mày nhăn rất sâu, phản phất đau đến khó có thể chịu đựng thống khổ, cái trán của nàng chảy ra mồ hôi lạnh, thân mình run nhẹ nhẹ. Không biết qua bao lâu, tây sở hoàng thượng lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn đến chính mình bên gối nằm bò Hách Nguyệt, vẻ mặt tái nhợt, thân mình còn run nhẹ nhẹ hắn trái tim bỗng nhiên co rút lại hắn chạy nhanh từ trên giường ngồi dậy đem nàng ôm vào trong ngực nguyệt nguyệt ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái sao hắn thanh âm tràn ngập hoảng hốt trương hách nguyệt ngước mắt nhìn về phía hắn trên mặt hiện ra một mặt tuyệt vọng nàng cắn răng nói bệ hạ thần thiếp thần thiếp ngực đau quá nơi nào đau ngươi nói cho trẫm trẫm lập tức kêu thái y lại đây cho ngươi nhìn một cái không phải không phải cái gì Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng hù dọa trẫm. Không, không phải. Hách Nguyệt liều mạng lắc đầu, ánh mắt của nàng lập lòe, sắc mặt cũng tái nhợt lên. Tây Sở Hoàng thượng trong lòng căng thẳng, hắn bế lên Hách Nguyệt hướng ra ngoài đi đến, vừa đi vừa hỏi, "Nguyệt Nguyệt, là nơi nào không thoải mái?" "Ngực đau, thật sự đau quá a." À? "Nguyệt Nguyệt, đừng nói chuyện lung tung." Tây Sở Hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, "Thái y đâu, thái y còn không có tới sao?" "Bệ hạ," thần thiếp, thần thiếp sắp chết. Nói bậy gì đó đâu. Nguyệt Nguyệt ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Mau nói cho trẫm, trẫm này liền nhận thái y cho ngươi nhìn một cái. Hách Nguyệt khóe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, nàng nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, miệng động vài cái. Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp giống như, giống như trúng độc. Trúng độc hai chữ làm tây sở hoàng thượng sắc mặt kịch liệt biến hóa lên, hắn một bên bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, một bên phân phó nói, mau kêu thái y bệ hạ thần thiếp thần thiếp thật sự không được cầu bệ hạ thành toàn đem thần thiếp muội muội đến hôn cấp sở gia hồ nháo quả thực hồ nháo tây sở hoàng thượng khí cả người phát trung đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân theo sau thái giám tổng quản vội vàng chạy tới hắn quỳ rạp xuống đất bẩm báo hồi hoàng thượng thái y tới bên ngoài điện chờ tuyên thái y tiến vào lúc này còn để ý cái gì lễ tiết đúng vậy, thái giám tổng quản theo tiếng chạy ra đi tuyên chỉ. Nguyệt Nguyệt, ngươi lại kiên trì một hồi, thái y liền tới rồi. Tây sở hoàng thượng ôm lấy hách Nguyệt. Hách Nguyệt mỉm cười nhìn hắn gật gật đầu, nàng chính mình liền có giải dược. Chương 847 xuyên qua âm mưu. Một lát công phu, đi theo thái y liền vội vàng tiến vào chẩn trị, một phen tra xét xuống dưới, thái y biểu tình phi thường nghiêm túc. Thái y nghiêm túc nói, hoàng thượng, quý phi nương nương trúng độc, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần thiết lập tức giải độc mới được, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thần không dám bảo đảm nương nương có thể cố nhịn qua, cho nên, thỉnh ngài hạ lệnh đi. Vậy ngươi trực tiếp giải độc là được, còn muốn trẫm hạ cái gì lệnh? Tây sở hoàng thượng giận dữ. Là, bệ hạ. Thái y ở trong lòng nói, giải độc là hảo giải, nhưng là quý phi nương nương trong bụng đã có thai. Tuy rằng thời gian còn thấp, nhưng Thái y cũng sợ không chuẩn này dùng một chút dược, khi trẻ con có thể hay không rớt. Cái này Thái Y vẫn luôn giúp Quý Phi. Nương nương điều trị thân thể, đã nhiều năm đều không có hoài thượng, lần này sao liền có mang đâu. Vì thế, Thái Y cũng không chuẩn bị nói ra, dù sao nhiều năm như vậy đều không có hoài thượng, không lý do lúc này liền có mang. Kỳ thật, khuyên nghiêng lâu đài đồ ăn cùng Tây Sở không giống nhau, còn có hoàn cảnh thực hảo, dễ dàng hoài thượng cũng thực bình thường. Thái Y không biết sự, Khương Hân Nghiên giúp khách Nguyệt đem quá mạch, đem ra nàng khi còn nhỏ hẳn là rơi vào nước lạnh liền mang theo cung hàng. Nàng trong không gian có dược, liền cấp hách nguyệt dùng, không phải nói Khương Hân Nhiên hảo tưởng hách nguyệt sinh nữ nhi cho nàng làm con dâu. Mà là bởi vì hách nguyệt là lão cốc chủ thân cháu gái, Khương Hân Nhiên đặc biệt để ý thân tình, cho nên liền ra tay giúp nàng. Gần nhất ở chung bên trong, Khương Hân Nhiên phát hiện hách nguyệt bởi vì áp lực lâu lắm, tâm linh có điểm vạn vẹo. Đây cũng là Khương Hân Nhiên nhất không thích hách nguyệt địa phương, ngươi có cái gì ý tưởng liền nói ra tới phát tiết ra tới liền không có việc gì. Mà hách nguyệt tắc không phải như thế, nàng mặt ngoài luôn là ôm ôm nhu nhu, nội tâm bất mãn nữa cũng áp lực, Khương Hân Nghiên từng lén vạch trần nàng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hách nguyệt không chỉ có không cảm kích, ngược lại đem Khương Hân Nghiên cũng hận thường. Này không, hách nguyệt liền chính mình uống thuốc độc muốn gã họa cấp Khương Hân Nghiên, nàng nghe nói thái y có thể giải độc, nàng không làm. Bệ hạ. Thần thiếp có thể hay không chết nha thần thiếp ngực đau quá. Nương nương, thần cho ngài phục giải dược liền không đau. Thái y không biết là quý phi nương nương chính mình uống thuốc độc. Bệ hạ. Thần thiếp muốn chết sao? Ngài có thể hay không đáp ứng thần thiếp cuối cùng một cái yêu cầu. Nguyệt Nhi không cần nói chuyện, nghe lời, Thái y lập tức cho ngươi giải độc, ngươi sẽ không có việc gì. Không, bệ hạ, ngài liền đáp ứng thần thiếp đi, bằng không thần thiếp sẽ chết không minh. Thách Nguyệt nhìn Thái y vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng có chút đắc ý thái y khẳng định xứng không ra giải dược tới nương nương ngài yên tâm ngài sẽ không có việc gì thái y sau khi nói xong lấy ra một viên thuốc viên nhét vào hách nguyệt trong miệng hách nguyệt nhìn thái y động tác trong lòng có điểm nghi hoặc nhưng là thực mau nàng